chương 126, nếu như anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào Lâm Thanh Diện lắc đầu mở miệng nói, chờ sau này cậu ta chọc tới tôi rồi nói sao. Cổ Thanh Chiết nghĩ mãi không ra, không biết là lời nói này của Lâm Thanh Diện có ý gì. Có điều là ông ta cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, nói, vâng, cậu chủ, chỉ cần cái thằng con không chịu thua ai kia chọc tới cậu, cậu cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của nó. Được rồi, được rồi, đứa con trai vô dụng đó của ông sao có thể chọc nổi người của nhà họ lâm bọn tôi cho dù là lâm thanh diện có chịu đựng không được thì cũng không phải là chuyện mà các người có thể khống chế lạc tâm mở miệng nói một câu cổ thanh chiết lập tức gật đầu nói phải sau đó cũng không dám nói tiếp nữa lạc tâm cười cười nhìn lâm thanh diện một chút mở miệng nói tôi dẫn cổ thanh chiết đến đây chỉ là vì nói cho cậu biết không thành này cũng chỉ là một nơi nhỏ bé gia tộc lợi hại nhất của bọn họ ở trước mặt của người nhà họ lâm cũng chỉ là một con kiến một bước cũng có thể dẫm chết được cậu không cần phải ở lại một nơi nhỏ như thế này tôi có ở đâu thì cũng không cần gì phải quan tâm lâm thanh diện mở miệng nói lạc tâm nhìn thấy lâm thanh diện bị mình lay chuyển không được liền đảo đảo trong mắt cười hỏi nghe nói là cô dâu của cậu rất xinh đẹp nhỉ lúc nào dẫn đến cho tôi nhìn một chút đi ánh mắt của lâm thanh diện cứng lại điều mà anh lo lắng nhất chính là lạc tâm đánh chủ ý lên người của hứa bích hoài không ngờ đến lạc tâm đã nắm bắt trọng điểm nhanh như vậy lạc tâm nhìn thấy biểu cảm vốn không hề quan tâm có lâm thanh diện đã xuất hiện dao động liên hiểu vị trí của hứa bích hoài ở trong lòng của lâm thanh diện cô ta nở nụ cười mở miệng nói sao lại không nói lời nào vậy tốt xấu gì thì tôi cũng được xem như là người lớn trong nhà của cậu dẫn tôi đi gặp cô ấy một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ lâm thanh diện cũng không phản ứng lại cô ta mà là trực tiếp đứng dậy đi ra phía bên ngoài lạc tâm cũng không đuổi theo nụ cười trên mặt càng ngày càng âm trầm đi điều tra giúp tôi cô gái có tên là hứa bích hoài đó tôi cũng muốn nhìn thử xem là người phụ nữ như thế nào mà có thể để cho cậu ta cam tâm tình nguyện ở lại một nơi nhỏ nhoi như là hồng thành này lạc tâm lên tiếng nói cổ thanh chiết lập tức nghe theo audio điện tử võ tấn bền không muốn về nhà họ lâm cùng với tôi Ha ha, trên đời này không có người nào mà lạc tâm tôi không giải quyết được. Trên đường về nhà, Lâm Thanh Diện đi đến ngân hàng rút 300 triệu, đi vào trong biệt thự, đưa 300 triệu này cho Tống Huyền Khanh. Sau khi Tống Huyền Khanh nhìn thấy tiền thì lập tức vui vẻ ra mặt, không còn nói những lời như đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài nữa. Dù sao thì bà ta còn cần phải moi móc phí quản lý chung cư của căn biệt thự này từ Lâm Thanh Diện, có một kẻ ngốc như vậy, đương nhiên là bà ta vui lòng giữ lại rồi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện hơi phiên não, liền mở miệng nói, em với anh đi ra ngoài tản bộ một chút đi. Lâm Thanh Diện gật đầu mỉm cười, hai người bọn họ cùng nhau đi ra Vịnh Đằng Long, đi bộ trên con đường. Chuyện vẫn chưa giải quyết được à? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói, chưa nói tới việc giải quyết hay là không giải quyết, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi. Nhà họ cổ một tay che trời ở Hồng Thành, cậu chủ nhà họ cổ càng ngày càng trở nên ngang ngược. Nếu thật sự không được rồi thì anh cứ nhẫn nhịn một chút, cậu ta cũng không thể cứ tìm anh gây chuyện, hứa bích hoài lên tiếng nói. Lâm thanh diện nhịn không được mà cười lên, không ngờ đến hứa bích hoài cho rằng chuyện mà anh đang nghĩ chính là chuyện của cậu chủ nhà họ cổ. Không cần phải lo lắng chuyện của cậu chủ nhà họ cổ, cũng chỉ là một nhà họ cổ mà thôi, anh cũng không đặt ở trong mắt Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Trong lòng của hứa Bích Hoài giật mình, không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói ra những lời này. Nhà họ Gổ là gia tộc lớn mạnh nhất ở Hồng Thành, không có ai dám trêu chọc, vậy mà đến chỗ của Lâm Thanh Diện liền trở thành, chỉ là nhà họ cổ cái này khiến cho cô cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Vậy thì anh dối rắm cái gì vậy? Hứa Bích Hoài hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện không trả lời cô, mà là dừng lại, nghiêm túc nhìn cô, lên tiếng hỏi, nếu như có một ngày anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào? Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ đến lâm thanh diện lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này tại tại sao anh lại muốn rời đi hứa bích hoài mở miệng hỏi có nguyên nhân gì đó đương nhiên chỉ là ví dụ thôi lâm thanh diện trả lời trong lòng của hứa bích hoài nảy sinh một cảm giác phức tạp không biết là tại sao lúc lâm thanh diện nói anh muốn rời khỏi cô cảm thấy là trong lòng của mình lại khổ sở như vậy cho dù đây chỉ là ví dụ của lâm thanh diện nếu như là bình thường cô chắc chắn sẽ nói cảm nhận của mình ra nhưng mà cô cảm giác được hiện tại cảm xúc của lâm thanh diện không quá bình thường vì không muốn để cho anh suy nghĩ nhiều cô liền cười nói nếu như anh bởi vì một số việc mà phải rời đi vậy thì em cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu sao có thể có nguyên nhân để anh rời đi được chứ lâm thanh diện nghe thấy câu trả lời của hứa bích hoài trong lòng cảm thấy mất mát cho dù anh rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của em ư như thế này cũng tốt cũng không thể để em bởi vì anh rời đi mà không tiếp tục sống tốt được. Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười khổ. Anh sao vậy? Đột nhiên hứa Bích Hoài cảm giác được có lẽ là mình trả lời sai rồi. Bây giờ cô đã hoàn toàn không thể rời khỏi Lâm Thanh Diện. Nếu như Lâm Thanh Diện muốn rời khỏi, trong lòng của cô đương nhiên không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà cô lại không thể nói ra cảm nhận của mình với Lâm Thanh Diện, dù sao thì con gái vẫn nên rẻ rặt hơn nhưng tri giác của cô nói với cô rằng cô không nói thật hình như khiến cho lâm thanh diện cảm thấy thất vọng không có việc gì đâu lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài thấy lâm thanh diện nói như vậy trong lòng càng cảm thấy không thoải mái lúc này cô dự định nói cho lâm thanh diện biết nếu như lâm thanh diện rời khỏi thì cô căn bản cũng không thể sống tiếp được bây giờ một giây cô cũng không muốn lâm thanh diện rời khỏi nhưng mà ngay lúc này ở cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào lâm thanh diện và hứa bích hoài đều quay đầu nhìn sang phát hiện có một đám người đang vây quanh lại một chỗ mấy người với vẻ mặt hung tợn đang bao vây đánh một người già người già ngã trên mặt đất thân thể co lại bị đánh mặt mũi bầm dập con mẹ nó chứ dám đụng vào ông đây thật sự là không muốn sống mà có biết tôi là ai không ông đây chính là thành hổ đó cái thứ gì mà đi đường không có mắt đụng phải tôi vậy thì phải để cho ông trả giá đắt kẻ đứng đầu chính là một người đàn ông to lớn với hình xăm trên cánh tay, tự xưng là lôi hổ. Lúc đó hắn ta đang dẫn theo đám đàn em đi nghênh ngang ở trên đường, người già đã không cẩn thận dụng hắn ta một cái, lúc này hắn ta liền kêu đàn em của mình đè người già xuống đất mà đánh. Những người này tại sao có thể như vậy được chứ, hứa bích hoài cao mày nói một câu. Để anh đi dạy dỗ bọn họ, Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Lúc này, trong lòng của anh còn đang cảm thấy phiên muộn, nếu như anh rời đi thì hứa bích hoài sẽ còn tiếp tục sống tốt điều này khiến cho anh cảm thấy vị trí của mình ở trong lòng của hứa bích hoài thật ra cũng không quan trọng như vậy anh còn đang định phát tiết một chút đây đám người này đã đứng ở trước mặt của anh mà đánh người già vậy thì anh liền lấy những người này để chút giận vậy hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện đang đi về phía của đám người kia sắc mặt lập tức thay đổi bọn họ có nhiều người như vậy hơn nữa trên người đều có hình xăm trông có vẻ như không dễ trêu chọc một mình Lâm Thanh Diện sao có thể ứng phó được. Lâm Thanh Diện anh nhanh chóng trở lại đây, chúng ta đi báo cảnh sát, anh đừng có đi qua đó một mình mà, hứa Bích Hoài mở miệng la lớn. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, lên tiếng nói cảm ơn sự quan tâm của em. Vẻ mặt của hứa Bích Hoài sửng sờ, một giây này, cô đột nhiên cảm giác giọng điệu của Lâm Thanh Diện hơi lạ lắm. Lâm Thanh Diện đi đến sau lưng của Thành Hổ, đưa tay vỗ vỗ vào vai của hắn ta mở miệng nói các người đấm đá một cụ già như thể này hình như không thích hợp đâu nhỉ. Thành hổ dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía lâm thanh diện ở sau lưng, mở miệng mắng con mẹ nó chứ mày là ai vậy. Ít sen vào việc của người khác ở đây đi, mau cút qua một bên cho tao. Những người ở xung quanh nhìn thấy lâm thanh diện đứng ra làm việc trượng nghĩa, cũng nhịn không được mà lắc đầu. Cậu trai trẻ tuổi này thật là khờ khạo mà, bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa đều có hình xăm, có vẻ cũng không phải là người đứng đắn vào thời điểm này mà lại đứng ra đây không phải là muốn ăn đòn hay sao trong mấy năm gần đây có rất ít người thấy việc nghĩa hang hái đi làm đáng tiếc là cậu ta không tự lượng sức mình chỉ một mình cậu ta đứng ra chắc là cũng bị đánh cùng nhau thôi có lẽ là đã thấy nhiều ở trên phim truyền hình tuổi tác này thấy việc nghĩa mà làm nhiệt tình không phải kẻ ngốc thì chính là đồ đần Lâm Thanh Diện cười cười với thành Hổ mở miệng nói tôi chính là người thấy việc nghĩa thì làm nhiệt tình anh cũng đã nghe thấy tiếng bàn luận của những người ở xung quanh, thời đại này quả thật rất lạnh lùng, nhưng mà chuyện này cũng không có nghĩa là chính nghĩa đã biến mất. Những người đã không tin tưởng dám làm việc nghĩa, vậy thì anh liền làm gương cho những người này nhìn xem. Thành hổ nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, lập tức kêu mấy tên đàn em kia dừng tay lại. Tụi bây nghe một chút xem, cái thằng nhóc này nói là dám làm việc nghĩa cái gì đó, tụi bây có sợ hay không? Thành hổ cười điên cuông mà nói mấy người kia lập tức cười ha hả theo, trong giọng nói mang theo trào phúng vô tận. Ôi sợ quá sợ quá đi thôi, vậy mà lại đụng phải người dũng cảm làm việc nghĩa, đừng có đánh tôi nha. Thật sự là sợ sắp chết luôn rồi nè, đại ca, chúng ta nhanh chóng câu xin tha thứ đi, nếu không thì còn một lúc nữa cậu ta sẽ đánh chúng ta đó. Mẹ kiếp, bị hù sắp chết rồi đây này, thời đại ngày nay mà còn có người dũng cảm làm việc nghĩa. Người già thừa dịp một đám người đang cười nhạo lâm thanh diệt, nhanh chóng bỏ dậy từ trên mặt đất, quay đầu liền chạy vào trong đám người. Mặc dù là ông ta biết ơn Lâm Thanh Diện, nhưng mà trong lòng cũng không thấy Lâm Thanh Diện có thể đối phó với đám người của Thành Hổ, cho nên cũng chỉ có thể tìm cơ hội mà nhanh chóng chạy đi. Nói cho cùng thì ông ta cũng đang lợi dụng Lâm Thanh Diện mà giải vây cho mình, không hề có ý chống đối với đám người của Thành Hổ cùng Lâm Thanh Diện. Đây chính là sự thờ ơ của thời nay, bạn đi cứu người người, khác cũng không nhất định sẽ cảm kích bạn, ngược lại còn sẽ nghĩ đến việc đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến cách làm của người già kia, dù sao thì ông ta cũng đã có tuổi rồi, lo lắng như thế này cũng là chuyện bình thường. Thanh Hổ nhìn thấy ông già muốn chạy, lập tức mở miệng nói con mẹ nó lại còn muốn chạy nữa, đi bắt ông ta trở lại cho tao, đụng vào ông đây rồi không bồi thường chút tiền, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể đi được. Lúc này, có một người muốn đi qua để bắt lão già kia lại. Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, trong mấy giây liên đi đến sau lưng của người kia, đá một đá lên trên mông của hắn ta, người kia trực tiếp ngã như chó đất cứt. Một đám sâu bỏ các người ở trên đời này, ngoại trừ làm cho người khác thấy kinh tởm thì còn có tác dụng gì khác. Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng. Lúc này Thành Hổ mới ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản, nhanh chóng kêu đàn em của mình đè Lâm Thanh Diện lại. Mẹ kiếp cái thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, cùng lên luôn đi, cho nó ghi nhớ thật lâu. Người của thành hổ đều lao tới trước mặt của Lâm Thanh Diện, vóc sáng của Lâm Thanh Diện động đậy theo gió, nhìn đám người này. Đây chính là sự thờ ơ của thời nay, bạn đi cứu người người, khác cũng không nhất định sẽ cảm kích bạn, ngược lại còn sẽ nghĩ đến việc đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến cách làm của người già kia, dù sao thì ông ta cũng đã có tuổi rồi, lo lắng như thế này cũng là chuyện bình thường. Thành Hổ nhìn thấy ông già muốn chạy, lập tức mở miệng nói: "Con mẹ nó lại còn muốn chạy nữa, đi bắt ông ta trở lại cho tao, đụng vào ông đây rồi không bồi thường chút tiền, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể đi được." Lúc này, có một người muốn đi qua để bắt lão già kia lại. Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, trong mấy giây liền đi đến sau lưng của người kia, đá một đá lên trên mông của hắn ta, người kia trực tiếp ngã như trò đất cứt. Một đám sâu bỏ các người ở trên đời này, ngoại trừ làm cho người khác thấy kinh tởm thì còn có tác dụng gì khác?" Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng. Lúc này Thành Hổ mới ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản, nhanh chóng kêu đàn em của mình đè Lâm Thanh Diện lại. "Mẹ kiếp cái thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, cùng lên luôn đi, cho nó ghi nhớ thật lâu." Người của Thành Hổ đều lao tới trước mặt của Lâm Thanh Diện, vóc dáng của Lâm Thanh Diện động đậy theo gió, nhìn đám người này. Vốn dĩ hứa Bích Hoài cảm thấy hơi lo lắng nhưng mà sau khi nhìn thấy thân thủ của lâm thanh diện cô liền yên tâm hơn anh vẫn luôn lợi hại như vậy ư tại sao mấy năm gần đây lại chịu nhiều oan ức như vậy anh cũng chưa từng ra với người khác một lần nào trong lòng của hứa bích hoài tràn đầy nghi vấn nhưng mà mãi mãi cô cũng không biết được lâm thanh diện làm như vậy hoàn toàn chính là vì cô lắc mình mấy cái một đám người của thành hổ đều bị ngã trên mặt đất những người xem náo nhiệt ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Lần này bọn họ không còn cười cợt Lâm Thanh Diện nữa, ngược lại là tán dương. Xã hội này cần người dũng cảm làm việc nghĩa giống như cậu ấy như vậy đó. Dũng cảm làm việc nghĩa chính là phẩm chất của chúng ta mà, không thể mất đi được. Không ngờ đến mấy tên côn đồ này lại yếu như vậy, sau này tôi cũng sẽ làm một người dũng cảm làm việc nghĩa. Sau khi xử lý một đám người thành hổ, trong lòng của Lâm Thanh Diện dễ chịu được một chút. Anh đi đến trước mặt của thành hổ, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói, sau này có còn làm mấy chuyện ăn hiếp người già như thế này nữa không? Thành hồ nuốt nước bọt, mở miệng nói, nói, nói cho mày biết, cho dù mày có thể đánh thì mày cũng không thể trêu chọc tao được đâu. Tao chính là người của cậu chủ nhà họ cổ đó, mày nhanh chóng nói xin lỗi tao đi, nếu không thì cậu cổ sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lâm Thanh Diện nghe xong mà sửng sờ, không ngờ đến Thành Hổ này lại là người của cổ Diệp thành đúng lúc anh còn đang nghỉ muốn dạy dỗ cổ diệt thành một trận không ngờ đến lại gặp phải người của cổ diệt thành ở trên đường ha ha cậu cổ thì là cái thá gì chứ lâm thanh diện mở miệng nói thành hồ thay đổi sắc mặt mở miệng nói mày mày cũng dám nói xấu cậu cổ nhà họ cổ chính là một gia tộc lớn nhất ở hồng thành mày không muốn sống nữa có đúng không lâm thanh diện nhếch miệng lên tiếng nói thế gia lớn nhất ở hồng thành lại bồi dưỡng ra những người chỉ biết ức hiếp người khác ở trên đường gia tộc như thế này cũng xứng đáng với hai chữ thế giả à. Trong lúc nhất thời, Thành Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải, lúc này hắn lại nhìn ra phía xa xa, hai mắt đột nhiên sáng lên, tiếp theo cười lạnh nói. Thằng nhóc này, mày xong đời rồi. Hắn ta vừa nói xong, sau lưng của Lâm Thanh Diện liên truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cậu là cái thá gì mà dám bình phẩm nhà họ cổ của chúng tôi ở đây. Trường 127, lời mời của cổ Diệt Thành lâm thanh diện quay người lại nhìn về phía sau lưng phát hiện có một cậu thanh niên đang đứng ở phía sau của mình mà ở bên cạnh của hắn ta chính là la nghĩa với đôi tay đang bị băng bó thạch cao gương mặt của la nghĩa giữ tợn chừng mắt lâm thanh diện mà nói cậu chủ người này chính là lâm thanh diện đó cánh tay này của tôi là do hắn ta đã làm gãy cậu phải báo thù cho tôi lâm thanh diện nghe thấy lời nói của la nghĩa thì cũng đã đoán được thân phận của cậu trai trẻ này anh là cổ diệt thành ngà lâm thanh diện mở miệng nói cổ diệt thành nở nụ cười lên tiếng không ngờ đến là anh cũng biết tên của tôi đó xem ra là người mẹ vợ đê tiện của anh đã đã truyền đạt lời của tôi đến cho anh thế nào đã chuẩn bị sẵn sàng dập đầu nhận sai với tôi chưa mấy người ở xung quanh nghe thấy mấy lời nói này mà đều hít một ngụm khí lạnh tên của cậu chủ nhà họ cổ đâu đâu cũng có thể nghe được chẳng ai ngờ đến cậu chủ nhà họ cổ sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa Nghe ý của anh ta hình như là người làm việc nghĩa này có vấn đề gì đó với anh ta. Thằng nhóc này sắp thảm rồi, chọc phải cậu chủ nhà họ cổ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Xem ra là dũng cảm làm việc nghĩa thì cũng phải phân rõ ràng là người nào, thành hồ đó chính là người nhà cụ cổ, chắc chắn sách không bỏ qua cho thắng nhóc này đâu. Chắc chắc, thấy việc nghĩa mà làm quả thật không thiết thực, không biết được sẽ phải cơ si di phải người như thế nào, sau này tốt nhất vẫn nên thành thật một chút đi lúc đầu hứa bích hoài thấy lâm thanh diện đã giải quyết mọi việc xong hết rồi thở một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng nhưng không ngờ đến thành hồ này lại là người của cậu chủ nhà họ cổ hơn nữa cổ diệt thành còn xuất hiện vào lúc này ở nơi này cái này khiến cho hứa bích hoài lo lắng cho lâm thanh diện một lần nữa anh cho rằng nhà họ cổ nhỏ bé của anh thì có thể hù dọa được tôi à lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào cổ diệt thành nói đám người xôn xao không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại phách lối ở trước mặt của cổ Diệp Thành như vậy, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Lâm Thanh Diện quá ngu ngốc. Đây chính là cậu chủ nhà họ cổ đó, cậu chủ của gia đình dòng dõi bậc nhất ở Hồng Thành, những lời nói này của Lâm Thanh Diện trong cái nhìn của bọn họ là huynh hoang quá mức rồi. Thằng nhóc này thật sự là đầu sắt hả, đoán chừng ngày hôm nay cậu cổ sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu, không ít người đã đoán được kết cục của Lâm Thanh Diện trong ngày hôm nay. Cổ Diệp Thành nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh mở miệng nói xem ra là anh thật sự không biết điều rồi hôm nay không cho anh biết chút thủ đoạn của tôi sợ là anh sẽ không đặt nhà họ cổ của chúng tôi ở trong mắt hứa bích hoài nhìn thấy cổ diệt thành đang định ra tay với lâm thanh diện trong lòng của cô cực kỳ lo lắng cô sợ lâm thanh diện thật sự xảy ra chuyện gì nhanh chóng chạy đến ngăn ở phía trước của lâm thanh diện cậu cổ thật sự rất xin lỗi có lỗi với cậu quá có điều là chúng tôi cũng không phải cố ý hy vọng cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi một lần, hứa bích hoài nói. lâm thanh diện không ngờ đến hứa bích hoài lại đột nhiên chạy tới xin thay cho anh. mặc dù hứa bích hoài có cầu xin cho anh hay không thì cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng của anh vẫn cảm thấy ấm áp. lần đầu tiên mà cổ diệt thành nhìn thấy hứa bích hoài thì liên ngây dại. anh ta là cậu chủ nhà họ cổ, bình thường nhìn thấy phụ nữ nhiều vô số kể, thậm chí là một vài ngôi sao có danh tiếng cũng muốn leo lên được cái cây to như nhà họ cổ. Có điều cổ Diệp Thành cũng chưa từng nãy sinh cảm giác gì đối với mấy người phụ nữ này, cho đến bây giờ đều là chơi đùa rồi coi như xong. Nhưng mà sau khi anh ta cảm nhận được khí chất đặc biệt ở trên người của hứa Bích Hoài, nơi nào đó ở trong lòng đột nhiên thả lòng. Đây mới là người phụ nữ mà cổ Diệp Thành anh ta muốn có được, những người phụ nữ son phấn lè loẹt kia so sánh với hứa Bích Hoài, ngay cả cặn bã cũng không được tính. Đây là lần đầu tiên mà cổ Diệp Thành xuất hiện cảm giác này, suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng của anh ta chính là anh ta nhất định phải có được người phụ nữ này. lúc này thành hổ đứng dậy từ dưới đất đi đến bên cạnh của cổ diệt thành mở miệng nói cậu chủ cậu phải làm chủ thay cho chúng tôi nha đánh cái thứ không biết xấu hổ này một trận cho cậu ta biết sự lợi hại của nhà họ cổ chúng ta cổ diệt thành lấy lại tinh thần lập tức chừng thành hổ một chút tiếp theo nhanh chóng giơ tay lên tát một bà tai lên trên mặt của thành hổ trực tiếp làm cho hắn ta bị ngã xuống đất. Ai là cậu chủ của mày, mày cũng có mặt mũi nói là người của nhà họ cổ à, sao nhà họ cổ có thể nuôi được loại sâu bọ ỉ mạnh hiếp yếu như bọn bậy được. Anh ta muốn để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt của hứa Bích Hoài, đương nhiên phải phủi sạch quan hệ với loại người lưu manh như Thành Hổ. Tất cả mọi người đều ngây ngắn cả người, không ngờ đến cổ Diệp Thành lúc nãy còn nói giúp cho Thành Hồ giờ liền trở mặt không nhận người nữa. Thành Hổ một mặt oan ức che lấy mặt của mình mà nhìn cổ Diệp Thành, mở miệng nói cậu chủ con mẹ nó ai là cậu chủ của mày hả đừng có lôi kéo làm quen với tao ở đây cổ diệt thành chừng thành hổ một cái thành hổ bị dọa lập tức không dám nói tiếp thành thật lăn qua một bên hứa bích hoài không giờ tới sự thay đổi đột ngột này có điều nhìn thấy cổ diệt thành cũng không có ý định ra tay cô cũng thả lỏng được một chút người đẹp cô không cần phải sợ đâu đám lưu manh này không dám làm càn ở trước mặt của tôi đâu cổ diệt thành cười nói la nghĩa đứng ở bên cạnh của cổ diệt thành có chút bất đắc dĩ hắn ta biết cổ diệt thành đây là coi trọng hứa bích hoài e rằng ngày hôm nay không thể báo thù cho hắn ta được rồi vậy xin cảm ơn lúc nãy lâm thanh diện vô đụng chạp anh không để ý là được rồi hứa bích hoài nói sao tôi có thể để ý được anh ta cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi tôi còn không đặt ở trong lòng không biết là người đẹp có quan hệ gì với anh ta vậy cổ diệt thành cười hỏi anh ấy là chồng của tôi hứa bích hoài nói như chém đỉnh chặt sắt cổ diệc thành lập tức ngẩn người không ngờ đến đây lại là vợ của lâm thanh diện nhưng mà hắn ta cũng không cảm thấy cái gì phụ nữ có trông nghe hình như còn kích thích hơn một chút lúc đó cổ diệc thành cảm thấy mình hơi rung động nhưng mà đây cũng chỉ là anh ta muốn thay đổi khẩu vị mà thôi thấy hứa bích hoài cũng không phải là loại người phụ nữ dễ dàng có được càng như vậy thì anh ta càng muốn chinh phục được so với rung động anh ta càng muốn biến hứa Bích Hoài trở thành con mồi của anh ta hơn, một cậu chủ đào hoa sao có thể yêu thương một người phụ nữ nào đó được, cùng lắm thì cũng chỉ muốn cảm nhận được loại cảm giác đạt được khoái cảm mà thôi. "Người đẹp, theo như tôi được biết thì Lâm Thanh diện này chính là phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, cô đi theo anh ta cũng chỉ chịu thiệt thôi. Không bằng cô suy nghĩ một chút, ly hôn cùng với anh ta, qua lại với tôi." Cổ Diệc Thành cười nói. Trên mặt của tất cả mọi người đều là biểu cảm giật mình không ngờ đến cổ Diệp Thành lại coi trọng hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhíu mày, không tin được cổ Diệp Thành lại nói ra mấy lời như vậy. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú này. Nói xong, hứa Bích Hoài liền muốn dẫn Lâm Thanh Diện đi khỏi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của cổ Diệp Thành thì liền muốn dạy dỗ anh ta một trận, hứa Bích Hoài cảm nhận được sự tức giận của Lâm Thanh Diện, sợ là anh sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì, nên cô dùng sức kéo Lâm Thanh Diện để anh đi cùng với mình anh lại không chịu đi theo em thì em sẽ giận đó lâm thanh diện bất đắc dĩ đành phải đi qua một bên khác theo hứa bích hoài có điều cái tên cổ diệp thành này lại dám đánh chủ ý lên người của hứa bích hoài vậy thì lâm thanh diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta xử lý anh ta cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi cô cứ suy nghĩ một chút đi tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu cổ diệp thành cười nói đối với đồ vật không dễ dàng đạt được thì anh ta càng muốn đạt được uống hồ gì đối thủ của anh ta lại là một tên phế vật anh ta tự cho rằng mình mạnh hơn lâm thanh diện gấp trăm lần cho nên không có lý do gì không thể chiếm được hứa bích hoài ngày mai tổ chức bữa tiệc cho tôi gửi thư mời đến cho người đẹp này tôi muốn để cho cô ấy biết sự lớn mạnh của cổ diệp thành tôi cổ diệp thành nói với la nghĩa ở bên cạnh cậu chủ người phụ nữ kia trông có vẻ không phải là loại phụ nữ tùy tiện mời cô ấy không chắc là cô ấy sẽ đến đâu la nghĩa nói Cổ Diệt Thành quay đầu lại nhìn La Nghĩa một chút, lên tiếng nói: Con mẹ nó chứ cậu bị ngốc hả? Cô ấy không muốn đến thì người trong nhà chắc chắn muốn cô ấy đến. Cậu cứ gửi thư mời cho người phụ nữ điên kia không được hay sao? Tôi cũng không tin là bọn họ sẽ thờ ơ đối với thư mời của Cổ Diệt Thành tôi. La Nghĩa lập tức gật đầu nói: Vâng. Đi đi, cậu về nhà trước đi. Ba tôi nói là ngày hôm nay muốn dẫn tôi đi gặp một nhân vật lớn, nghe nói là người ở thủ đô đến. Tôi phải sửa soạn lại một chút. Không chừng làm quen với nhân vật lớn này thì địa vị nhà họ cổ của tôi ở Hồng Thành có thể nâng cao được một bước, cổ Diệp Thành nói. Không qua bao lâu, cổ Diệp Thành liên xuất hiện ở trước cửa của Giang Phong Ngư Hỏa. Sau khi đi vào, cổ Thành chiết ra đón, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, một lát nữa người mà con phải gặp chính là nhân vật lớn của nhà họ Lâm ở thủ đô, phải thông minh khôn ngoan cho ba, nếu như con nói sai thì nhà họ cổ của chúng ta cũng sẽ xong đời theo con, có biết chưa? cổ diệp thành gật đầu nói yên tâm đi ba con có chừng mực tiếp đó hai người bọn họ liên cùng nhau đi vào đi đến trước mặt của lạc tâm cô lạc đây là con trai của tôi cổ diệp thành có thể để cho nó gặp cô một lần thật sự chính là vinh hạnh của nhà họ cổ chúng tôi cổ thanh chiết cười nói lạc tâm ngẩng đầu lên liếc nhìn cổ diệp thành một cái lập tức hờ hửng nói nhìn cũng không tệ lắm nhưng mà so với cháu của tôi thì còn kém xa cô lạc nói cái gì cũng đúng đương nhiên là con trai của tôi không thể so sánh được với cháu trai của cô rồi, cậu ấy mới thật sự là con người tài hoa, cổ thanh chiết lập tức vuốt mông ngựa mà nói. Cổ Diệp Thành không biết bọn họ đang nói tới ai, không hề nghi ngờ gì mà suy nghĩ nếu như là cháu trai của nhân vật lớn này thì chắc chắn là cực kỳ lợi hại. Sau khi hứa Bích Hoài dẫn Lâm Thanh Diện rời khỏi con đường đó, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, sau này anh đừng xúc động như vậy nữa, có được hay không? Lâm Thanh Diện cười nói, thật sự không có chuyện gì hết, bọn họ không làm gì được anh đâu. Hứa Bích Hoài cắn môi, mặc kệ bọn họ có thể làm gì Lâm Thanh Diện hay không, bản thân mình cũng rất lo lắng, chẳng lẽ là tên ngốc này thật sự nhìn không ra à? Cô càng nghĩ thì càng thấy tức giận, dứt khoát không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện là người có thần kinh thô đối với chuyện này, thấy Hứa Bích Hoài không để ý đến anh còn tưởng rằng Hứa Bích Hoài không muốn quan tâm đến anh nữa. Dù sao thì lúc đó Hứa Bích Hoài cũng đã nói cho dù không có anh thì cô cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng nói, "Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi." Hứa Bích Hoài cho rằng Lâm Thanh Diện đã hiểu ý của cô, cho nên không tức giận nữa, nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ cùng nhau đi tìm một quán ăn, lúc ăn cơm thì hai người đều im lặng không nói chuyện cả hai đứa đang nghĩ tâm sự của riêng mình. Chờ sau khi cơm nước xong xuôi thì về nhà, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, đèn ở vịnh Đằng Long sáng trưng, biến thành một khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm tối ở Hồng Thành. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi vào trong việc thự, Tổng Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài trở về, lập tức hào hứng bừng bừng mà đi đến. Con gái, con về rồi đó à, ăn cơm chưa vậy? Tống Huyền Khanh quan tâm hỏi. Hứa Bích Hoài không biết tại sao Tống Huyền Khanh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, cô gặt đầu mở miệng nói, mẹ làm sao vậy? Theo lý thuyết thì ngày hôm nay Tống Huyền Khanh đã bị đánh hai bà tay, chắc sẽ không vui vẻ như vậy mới đúng. Ngay cả hứa quốc hoa đang ngồi ở trên ghế sofa hình như cũng có chút vui vẻ. Tống Huyền Khanh vươn tay đưa cho hứa Bích Hoài một lá thư mời được thiết kế tinh xảo, hứa Bích Hoài nhận lấy nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trên thư mời mời cô tham gia một bữa tiệc. Của ai gửi tới vậy, bình thường con không tham gia mấy chuyện như thế này, hứa Bích Hoài nói. Cái này là của cậu chủ nhà họ cổ gửi đến đó, con gái ngốc của mẹ, vận may của con cũng thật là tốt, mặc dù là hôm nay mẹ bị cậu cổ đánh một bạc tay, nhưng mà lúc nãy cậu ta phái người đưa thư mời tới đã gửi cho mẹ không ít đồ vật làm quà đền bù. Nếu như con có thể có quan hệ với cây đại thụ nhà họ cổ này, vậy sau này chúng ta đã có thể thư thái rồi, Tống Huyền Khanh cười nói. Sắc mặt của hứa Bích Hoài lập tức châm xuống, không ngờ đến lại là cổ Diệp Thành đưa thư mời tới. Mẹ ném cái thư mời này đi, con sẽ không đi đâu, hứa bích hoài trả thư mời lại. Tống Huyền Khanh hết sức sốt ruột, lên tiếng nói con có ngốc hay không vậy hả? Tiệc rượu của cậu chủ nhà họ Cổ, con đi đến đó không chỉ có thể quen biết với cậu cổ, còn có thể quen biết được bạn bè của cậu ta, mấy người bạn bè của cậu ta chắc chắn cũng là những người có quyền thế, tại sao con lại không chịu đi? Không muốn đi đâu, con muốn về phòng ngủ. Hứa Bích Hoài nói, Tống Huyền Khanh lập tức ngăn cản hứa Bích Hoài lại, hét lên với một giọng điệu côn loạn, hứa Bích Hoài, nếu con không chịu đi thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con, mẹ và ba của con cũng chỉ muốn cho con một tương lai tốt đẹp, sao con lại giống như cái tên phế vật lâm thanh diện này vậy, gặp cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết năm bắt chương 128, hứa cha hiệp mặt mày tức tối. Hứa Bích Hoài không nghĩ đến là Tống Huyền Khanh lại dùng việc đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp cô, trong lúc nhất thời liền không biết phải làm như thế nào. Lúc này Lâm Thanh Diện đến bên cạnh của Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, đi thôi, ngày mai anh đi cùng với em. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện hiểu rõ chủ ý của cổ Diệt Thành, nhưng mà nếu như không để ý đến loại người này thì anh ta sẽ càng đến làm phiên nghiêm trọng hơn, trực tiếp đến đó để anh ta chết mất suy nghĩ này. Đúng vậy đó con gái, con nhìn xem. Lâm Thanh Diện cũng đã nói cho con đi rồi, con cứ đi một lần đi, Tống Huyền Khanh nhanh chóng mở miệng nói. Bà ta cũng không lo lắng Lâm Thanh Diện có đi thì sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển quan hệ của hứa Bích Hoài và cổ Diệp Thanh. Bà ta thấy Lâm Thanh Diện đi theo đến đó còn có thể mở mang tâm mắt nhìn thấy bộ dạng của những người có tiên chân chính, đến lúc đó anh nhận thức được sự thua kém của mình, không chừng sẽ tự mình rời bỏ hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài có chút khó khăn, nhưng mà thấy Lâm Thanh Diện nói đi cùng với cô, trong lòng của cô cũng không sợ cái gì nữa. Cô cũng hiểu rõ, nếu như không đi thì cổ Diệp Thành chắc chắn sẽ còn đến để làm phiền cô, không bằng trực tiếp đi làm rõ cùng với cổ Diệp Thành. Vậy cũng được thôi, có điều đừng hy vọng con sẽ có bất cứ mối quan hệ nào với cậu chủ nhà họ cổ này, đời này của con chỉ chấp nhận một mình Lâm Thanh Diệt, hứa Bích Hoài mở miệng nói. Tống Huyền Khanh chẳng thèm để ý, nghĩ thầm chờ đến lúc con nhận biết được cuộc sống của người có tiền thì con sẽ không nghĩ như vậy nữa mà lâm thanh diện thì cảm thấy rất kinh ngạc hôm nay hứa bích hoài còn nói là cho dù mình có rời đi thì cô cũng sẽ sống cho thật tốt khiến cho lâm thanh diện cảm thấy hứa bích hoài cũng không coi trọng mình có điều là bây giờ nghe thấy lời nói này của hứa bích hoài anh đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều nếu như hứa bích hoài thực sự không quan tâm tới mình thì sao lúc đó cô có thể xông tới can ngăn ở trước mặt của mình lâm thanh diện vui vẻ mỉm cười hứa bích hoài đã quan tâm đến mình vậy rồi vậy thì mình cũng không cần phải rời khỏi Hồng Thành nữa. Buổi tối sắp đi ngủ, Lục Thiên Điệp lại gửi cho Lâm Thanh Diện một cái tin nhắn, hỏi anh đang làm cái gì. Lâm Thanh Diện nhớ đến Lục Thiên Diệp cố ý chụp tấm hình kia thì đã cảm thấy hơi đau đầu, anh cảm thấy mình cần phải tìm thời gian để nói rõ với Lục Thiên Điệp. Anh cũng không trả lời tin nhín của Lục Thiên Điệp, tắt điện thoại rồi sau đó ngủ ngay. Mà ở bên kia điện thoại, Lục Thiên Điệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện một hồi lâu mà cũng không trả lời lại tin nhắn của cô ta, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, một mình ngồi ở trên ghế sofa khóc thút thít. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, Tống Huyền Khanh còn không ngừng căn dặn nhất định phải giữ gìn mối quan hệ với cậu chủ nhà họ cổ. Lâm Thanh Diện lái xe chở Hứa Bích Hoài đến quán Ba Vân Cốc nổi tiếng nhất ở Hồng Thành, trước cửa quán ba đã có không ít xe sang trọng dừng ở đó, Chiếc xe này của Lâm Thanh Diện trông có vẻ cũng không thu hút lắm. Hai người bọn họ bước xuống từ trên xe, Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, "Chờ một lát nữa cho dù có xảy ra cái gì thì anh cũng không nên xúc động, có được hay không?" Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, "Yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện gì mà không khống chế được đâu." Hai người bọn họ cùng nhau đi vào trong quán bar, hôm nay Cổ Diệp Thành đã bao hết toàn bộ quán bar chỉ có những người mang theo thư mời mới có tư cách đi vào. Hai người bọn họ vừa mới đi đến cổng thì liên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hứa trai hiệp, hứa trai hiệp cũng nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức cười lạnh đi tới. Hôm nay anh ta nhận được thư mời của cậu cổ mời anh ta đến quán Ba Vân Cốc tham gia tiệc rượu. Trước kia hứa trai hiệp đã nghĩ đủ cách muốn quen biết với cổ Diệp Thành, kết quả người ta căn bản cũng không coi anh ta ra gì, chỉ có khi gặp phải phiên phức gì hoặc là cần có người làm việc thì mới có thể gọi anh ta. Lần này cổ Diệp Thành chủ động mời anh ta khiến cho anh ta cảm thấy mừng rỡ, dù sao thì bây giờ địa vị của anh ta ở nhà họ hứa đã sắp không đuổi kịp hứa bích hoài rồi. Nếu như lúc này có thể quen biết với cổ Diệp Thành, hứa mạn tranh chắc chắn sẽ tiếp tục coi trọng anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ đến có thể gặp phải Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài ở đây, anh ta cảm thấy buổi tiệc của cậu chủ nhà họ cổ. Hai người bọn họ chắc chắn không có tư cách tham gia, có lẽ là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, cho nên muốn đến chế diễu vài câu. Sao hai người các người lại đến đây vậy? Các người có biết hôm nay nơi này đã được cậu cổ bao hết rồi hả? À? Tôi khuyên các người vẫn nên nhanh chóng cút khỏi chỗ này đi, tránh cho chờ một lát nữa bị cậu cổ cho người đuổi đi, hứa trai hiệp đắc y nói. Chúng tôi đến đây để tham gia tiệc, hứa bích hoài nhíu mày nhìn hứa trai hiệp. Các người đến đây để tham gia buổi tiệc, đừng có nói đùa, muốn tham gia tiệc ở chỗ này thì nhất định phải có thư mời chị cho rằng chị là ai hả? lần này cậu cổ toàn mời những cậu chủ cô chủ của các công ty gia tộc lớn, chị có tư cách gì mà tham gia tiệc rượu như thế này? huống hồ gì chị còn dẫn theo cái tên phế vật lâm thanh diện này nữa? hứa trai hiệp không tin nói, hứa bích hoài không muốn tiếp tục tranh luận cùng với hứa trai hiệp, quay người nói với lâm thanh diện chúng ta đi vào thôi. lâm thanh diện gật đầu, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía cửa. hứa trai hiệp cười lạnh ở trong lòng muốn nhìn xem hai người bọn họ không có thư mời thì phải đi vào như thế nào, nếu như xông vào bữa tiệc của cậu chủ nhà họ cổ, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hứa Bích Hoài đi đến cửa, có hai người đàn ông cao to khỏe mạnh ngăn cô cùng với Lâm Thanh Diện lại, lúc này cô lấy một lá thư mời từ trong túi của mình ra rồi đưa qua. Hai người đàn ông khỏe mạnh đó nhìn thấy thư mời, thái độ lập tức trở nên cung kính, không người mời Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi vào. Hứa trai hiệp lập tức trợn tròn mắt, không ngờ đến hứa Bích Hoài thật sự có thư mời. Anh ta đuổi theo sát, lấy thư mời của mình ra đưa cho hai người đàn ông đó. Hai người đàn ông khỏe mạnh không có biểu cảm gì, mở miệng nói đi vào đi. Trong lòng của hứa trai hiệp lập tức không phục, lên tiếng tại sao lúc nãy lại cúi đầu khom lưng với hai người đó, tại sao thái độ đối với tôi là kém như vậy. Hai người đàn ông to lớn liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Thư mời mà lúc nãy người ta lấy ra chính là loại cao cấp nhất, thư mời này của anh chính là loại thấp nhất, đương nhiên không thể nào nhận được sự đãi ngộ giống như với người ta rồi, có một người ở trong đó trả lời lại. Hai người bọn họ đều là người của cổ Diệp Thành, bình thường cũng rất kiêu ngạo, đối với con em của các gia tộc bọn họ cũng không để vào trong mắt. Hứa trai hiệp lập tức chố mắt, không ngờ đến hứa bích hoài không chỉ có thư mời, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, cái này khiến cho trong lòng của anh ta cảm thấy không phục anh ta hít mắt nhìn hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện một chút, nghĩ thầm thư mời này của bọn họ nhất định không phải là cổ Diệp Thành đưa, không chừng là bọn họ trộm được. Dù sao thì anh ta là người thừa kế của nhà họ hứa, cho nên có tư cách nhận được mời, mà hứa Bích Hoài ở nhà họ hứa cũng chẳng phải là cái thá gì, Lâm Thanh Diện càng là một phế vật, làm sao có thể có thư mời được. Cho nên, anh ta trực tiếp đi lên ngăn hai người Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài lại. Thư mời này của các cười là trộm được có đúng không? Hứa Bích Hoài, thật không ngờ đến chỉ vì muốn quen biết với cậu cổ, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng làm được. Chị ghen ti tôi nhận được thư mời của cậu cổ, sợ là tôi với cậu cổ sau khi quen biết với nhau thì sẽ uy hiếp chị, cho nên chị mới làm ra chuyện như thế này có đúng không? Hứa cha hiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Bích Hoài dùng ánh mắt như là nhìn một tên ngốc mà nhìn hứa cha hiệp, mở miệng nói cậu đừng có ăn nói lung tung ở đây được hay không hả? Nếu như không phải do mẹ tôi bắt buộc tôi đến buổi tiệc này, cậu cho rằng tôi sẽ đến à? hứa trai hiệp nhếch miệng lên tiếng nói thôi đừng có giả vờ ở chỗ này nữa, còn nói là mẹ của chị ép buộc chị đến đây, ai mà không biết nhà họ cổ ở hồng thành chính là gia tộc lớn nhất, chỉ sợ là chị chạy đến đây nịnh bợ đó, chị không cảm thấy là ngay cả một chút kỹ thuật nói láo mà chị cũng không có à? hứa bích hoài cau mày, không ngờ đến mạch não của hứa trai hiệp lại như thế, vậy nó cũng có thể để cho anh ta nói rằng mình tự nói láo. Tôi khuyên chị vẫn nên tranh thủ thời gian mà dân lâm thanh diện cút ra ngoài đi, nếu không chờ một lát nữa bị cậu cổ phát hiện hai người trộm thư mời đến đây, chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu. Các người không may thì cũng không có gì, cậu cổ bởi vì các người mà có thành kiến đối với tôi, vậy thì các người chính là tội nhân của nhà họ hứa, hứa cha hiệp mở miệng nói. Hứa Bích Hoài im lặng không muốn phản ứng lại hứa cha hiệp, nằm lấy tay lâm thanh diện đi về phía trước, hứa trai hiệp ngăn ở trước mặt của hai người bọn họ chính là không cho đi qua. lúc này ở cách đó không xa có mấy người đi tới người đi đầu chính là cổ diệp thành. có chuyện gì xảy ra vậy? cổ diệp thành lên tiếng hỏi một câu. hứa trai hiệp thấy cổ diệp thành đi tới, lập tức mỉm cười lấy lòng mở miệng nói anh cổ ở đây có hai người trộm thư mời đến, tôi ngăn cản bọn họ thay cho anh. cho dù là bọn họ cũng là người nhà họ hứa của tôi, có điều anh cổ không cần phải nể mặt đâu. Cứ xử lý theo quy định là được rồi. Anh ta cảm thấy chỉ cần anh ta phủi sạch quan hệ với Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diệt, không chừng Cổ Diệc Thành sẽ khen anh ta không dung túng cho người nhà, ngược lại sẽ lau mắt mà nhìn đối với anh ta. Cổ Diệc Thành nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diệt, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm phẫn nộ. Hứa trai hiệp cho rằng Cổ Diệt Thành muốn nổi giận với hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Đúng lúc này, cổ Diệp Thành đột nhiên giơ tay lên trực tiếp tát một bà tay lên trên mặt của hứa trai hiệp, mở miệng mắng, con mẹ nó chứ, hứa Bích Hoài là khách quý ngày hôm nay của tôi, tôi mời cậu đến đây chính là nể mặt cô ấy, vậy mà cậu cũng dám nói thư mời của cô ấy là do trộm được, cậu muốn chết có đúng không? Hứa trai hiệp lập tức trợn tròn mắt, có làm như thế nào cũng không nghĩ đến hứa Bích Hoài lại thật sự được cổ Diệp Thành mời tới. Hơn nữa anh ta cũng bởi vì mặt mũi của hứa Bích Hoài nên mới được mời chẳng lẽ là hứa bích hoài và cổ diệt thành đã có mối quan tốt đẹp với nhau anh ta nhanh chóng khom người nói xin lỗi với cổ diệt thành khắp khuôn mặt đều là biểu cảm hối hận cổ diệt thành đi đến trước mặt của hứa bích hoài mở miệng hỏi cô không sao đó chứ nếu như cô không muốn nhìn thấy cậu ta thì tôi có thể kêu người đuổi cậu ta đi ra ngoài không cần đâu hứa bích hoài nói cổ diệt thành nhẹ nhàng gật đầu dẫn theo hứa bích hoài đi vào bên trong từ đâu đến cuối đều không thèm nhìn lâm thanh diện một chút hứa trai hiệp che mặt mình nhanh chóng đi theo vào anh ta nhìn bóng lưng của hứa bích hoài và cổ diệt thành nghĩ thầm chắc chắn hứa bích hoài này là còn nhỏ để tiện quyến rũ cổ diệt thành nếu không thì sao cổ diệt thành có thể đối xử với cô tốt như vậy anh ta nhìn lâm thanh diện đi theo bên cạnh một bộ dạng không có gì liên quan tới mình liền châm biếm lâm thanh diện bị cắm sừng rồi mà cũng không dám lên tiếng thật sự là đồ bỏ đi trong lòng của anh ta cũng chỉ có thể tìm được chút cân bằng ở trên người của lâm thanh diện dù sao hứa bích hoài đã có cổ diệt thành bảo vệ làm như thế nào đi nữa thì anh ta cũng không dám gây chuyện ở bên trong quán bar đã có không ít người tất cả đều là những cậu chủ cô chủ nhà giàu do cổ diệt thành mời tới một đám người này đều xem cổ diệt thành giống như là thiên lôi sai đâu làm đó không ngừng đến lôi kéo làm quen cổ diệt thành dẫn hứa bích hoài đến một cái ghế dài kêu hứa bích hoài ngồi xuống rồi sau đó mình cũng ngồi xuống bên cạnh lúc này anh ta mới nhìn lâm thanh diện một chút hai mắt xoay chuyển lòng vòng cười nói ồ đây không phải là cái tên phế vật lâm thanh diện ư cảm giác tồn tại của anh cũng thật sự quá thấp rồi lúc nãy cũng không có nhìn thấy anh ở đây không có chuẩn bị chỗ ngồi cho anh anh cứ tự xem đi anh ta nghĩ dùng cách này có thể để cho lâm thanh diện biết khó mà lui tự mình ngoan ngoãn cút ra ngoài tôi đứng đây là được rồi lâm thanh diện hờ hững lên tiếng hôm nay anh đến đây là để bảo vệ hứa bích hoài có ngồi hay không cũng không quan trọng Cổ Diệp Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại có thể chịu đựng như thế, trong lòng mang anh thấp kém, khó trách tất cả mọi người đều nói anh là phế vật. Vậy thì anh cứ đứng ở đó đi, anh có thấy cái người to lớn cao 2 mét đang đứng ở đằng đó hay không? Đó chính là vệ sĩ ở đây, tên là Man Nhiêu, chờ một lát nữa anh đừng làm cho cậu ta tưởng rằng anh chính là rác rưởi mà ném ra ngoài là được rồi, Cổ Diệp Thành cười nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ở cách đó không xa quả thật có một người to cao tầm 2 mét, giống như là ngọn núi nhỏ đứng ở nơi đó, hung dữ vô cùng. Chỉ có vẻ bề ngoài thôi, không đáng để nhắc tới, Lâm Thanh Diện thờ ơ mở miệng nói. Cổ Diệt Thành cười ha ha, thực lực của cái tên Man Nghiêu này mạnh hơn rất nhiều so với La Nghĩa, vậy mà Lâm Thanh Diện lại nói như vậy, quả thật khoác lác quá rồi. Mấy người ngồi ở trên ghế đều khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện vài lần, cũng đều cảm thấy anh đang nói khoác, vì để lấy lòng của Diệp Thành cho nên cũng chê cười Lâm Thanh Diện vài câu. Hứa Bích Hoài cao mày, cô biết là Lâm Thanh Diện biết rõ ngày hôm nay đến đây chắc phải đối mặt với sự trào phúng như vậy, nhưng mà anh vẫn đi theo mình đến đây, chuyện này khiến cho cô không có cách nào không cảm động được. Cho nên cô phải bắt đầu tìm cơ hội giải thích rõ ràng với cổ Diệp Thành, sau đó liên dẫn Lâm Thanh Diện đi khỏi. Một đám người uống rượu cùng với nhau, cổ Diệp Thành lấy đủ loại lý do để hứa Bích Hoài uống rượu, hứa bích hoài bất đắc dĩ cũng chỉ có thể uống hai ly. Lúc này cổ diệt thành ngồi xuống ở bên cạnh của hứa trai hiệp, cả mặt đều là nụ cười xấu xa, cho cậu một nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành thì tôi sẽ không so đo chuyện lúc nãy với cậu nữa. chương 129, một bàn tay thật mạnh. Hai mắt của hứa trai hiệp lập tức sáng lên, mở miệng nói, anh cổ, anh cứ việc nói đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành cho anh. Cổ Diệp Thành cười cười mở miệng nói, cậu nói cho tôi biết trước cái tên Lâm Thanh Diện này có thể đánh nhau không? Mặc dù là La Nghĩa nói cánh tay của bản thân là do Lâm Thanh Diện đã làm gãy, nhưng mà anh ta vẫn cứ luôn nghe nói Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, thực lực của La Nghĩa vốn cũng không yếu, làm sao có thể bị một tên phế vật làm cho gãy tay được. Cho nên anh ta cũng không tin tưởng cánh tay của La Nghĩa là bị Lâm Thanh Diện làm gãy, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Bây giờ hứa cha Hiệp đang ở đây, chắc chắn là anh ta biết lâm thanh diện có thể đánh nhau hay không, cho nên trước tiên cổ diệt thành cần phải làm rõ ràng thực lực của lâm thanh diện. hứa chai hiệp suy nghĩ, anh ta chỉ nhớ rõ được có một lần lâm thanh diện có thể dùng một tay mà nhấc anh ta lên khỏi mặt đất, chắc chắn là anh ta không thể đánh lại lâm thanh diện. nhưng mà vệ sĩ của cổ diệt thành người nào cũng rất lợi hại, chắc lâm thanh diện không phải là đối thủ của bọn họ. với lại hứa chai hiệp vẫn luôn cho rằng sức lực lớn của lâm thanh diện đều là do làm việc nhà mà tạo thành. Cho nên anh ta liền nói với cổ diệt thành, lâm thanh diện này chỉ là một tên phế vật thôi, đương nhiên là không thể đánh rồi, bình thường thì anh ta làm vài việc nhà nên sức lực lớn một chút. Thấy hứa trai hiệp đã nói như vậy, cổ diệt thành liền yên tâm, sau đó kể sát bên tai của anh ta mà nói vài câu. Trên mặt của hứa trai hiệp lộ ra một biểu cảm âm hiểm, nhẹ nhàng gật đầu với cổ diệt thành, sau đó liền đứng dậy đi về phía sàn nhảy. Anh ta cầm một cái microphone, mở miệng nói xin chào các vị chắc hẳn hôm nay những người đến đây đều là những tinh anh trong xã hội nhân Chung Long Phượng đương nhiên là cậu cổ cũng sẽ không kết giao với loại người vô dụng chỉ có điều là chắc mọi người cũng không biết trong số chúng ta còn có một sự tồn tại đặc biệt tất cả mọi người đều bị giọng nói của Hứa Trai Hiệp hấp dẫn đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía của anh ta cái gì mà sự tồn tại đặc biệt chứ chẳng lẽ là lại còn đặc biệt hơn so với cậu cổ nữa hả có người mở miệng hỏi Hứa trai hiệp lập tức nở nụ cười, lên tiếng nói, làm sao anh ta có thể so sánh được với cậu cổ cơ chứ? Tôi nói anh ta đặc biệt, đó là bởi vì anh ta chính là một tên vô dụng nhất ở chỗ của chúng ta. Đám người xôn xao, không ngờ đến hôm nay những người đến đây tham gia buổi tiệc lại còn có một phế vật. Không biết là mọi người đã từng nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành chưa? Hứa trai hiệp mở miệng hỏi. Lập tức có không ít người cũng bắt đầu bàn tán. Là Lâm Thanh Diện ở rể kia đó à? Nghe nói cậu ta trừ việc ăn cơm chùa ra thì cái gì cũng không biết làm hết. Tôi đã từng nghe thấy người này, nghe nói là cực kỳ thấp kém, cả ngày ở trong nhà bị khinh bỉ, sống không bằng một con chó. Lâm Thanh Diện à, thảo nào tôi nói chứ sao nghe thấy quen tai như vậy, hóa ra là tên phế vật nổi tiếng bậc nhất, chẳng lẽ hôm nay cậu ta cũng đến chỗ của chúng ta à? Hứa trai hiệp nghe thấy tất cả mọi người đang rèm pha Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thấy rất đắc ý anh ta thích xem nhất đó chính là Lâm Thanh Diện bị tất cả mọi người xem thường. Hứa Bích Hoài không ngờ đến hứa trai hiệp có một màn như thế, lập tức như mày, quay đầu về phía Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Lâm Thanh Diện mang theo gương mặt bình tĩnh đứng nơi đó, giống như là không nghe thấy lời nói hứa trai hiệp. Cổ hiệp thành chỉ cười lạnh, nghĩ thầm đến lúc này Lâm Thanh Diện bình tĩnh thì cũng là giả vờ thôi. Chờ một lúc nữa anh ta sẽ để cho tất cả mọi người biết được Lâm Thanh Diện ở trước mặt anh ta cũng chỉ là một con run. Mọi người nói không sai, chính là Lâm Thanh Diệt, cái tên phế vật mà tất cả mọi người đều biết, Hứa Tra Hiệp lớn tiếng nói lên. Sau tiếng nói của anh ta, lập tức có một ánh sáng chiếu vào trên người của Lâm Thanh Diệt, tất cả những người trong buổi tiệc đều nhìn về phía của anh. Đám người đó đồng loạt chào phúng Lâm Thanh Diệt, nhưng mà Lâm Thanh Diệt lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là muốn xem xem Hứa Tra Hiệp muốn làm cái gì. Có điều cũng chỉ là một tên vô dụng như thế lúc nãy còn dám nói là vệ sĩ của cậu cổ chỉ có vẻ bên ngoài, không chịu nổi một đấm. Mọi người nói thử xem, có phải là anh ta đang gây sự với uy nghiêm của cậu cổ hay không? Hứa trai hiệp tiếp tục nói. Đúng vậy, không ít người đều nói theo. Mẹ kiếp, thậm chí ngay cả uy nghiêm của cậu cổ mà cũng dám khiêu khích, đuổi cậu ta ra ngoài đi. Một tên vô dụng mà còn dám khiêu khích cậu cổ, thật sự là chán sống rồi mà, không bằng để vệ sĩ đánh cho cậu ta một trận, xem xem cậu ta còn có thể nói như vậy nữa hay không hứa trai hiệp thấy rằng cảm xúc của tất cả mọi người đều đã được khơi dậy liền tiếp tục nói trong mắt của tôi uy nghiêm của cậu cổ bị khiêu khích chuyện này tuyệt đối không thể nhịn nhục được mọi người ở đây chắc chắn là còn chưa biết thân thủ của cậu cổ không bằng để lâm thanh diện đỏ sức với cậu cổ một trận đi nhìn xem anh ta còn dám nói mấy lời khoác lác như vậy nữa không đám người đó nghe thấy hứa trai hiệp muốn để lâm thanh diện và cổ Diệt thành đánh một trận lập tức bắt đầu ồn ào, dù sao thì bọn họ thích xem nhất cũng chính là loại chuyện này. Trên mặt của Lâm Thanh Diện xuất hiện chút kinh ngạc, anh không ngờ đến là hứa trai hiệp nói một hồi lâu lại là muốn để anh với cổ Diệp Thành đánh với nhau một trận. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn cổ Diệp Thành một chút, trong lòng không khỏi xuất hiện nghỉ vấn. Cái thằng nhóc này, muốn bị đánh như vậy à? Cổ Diệp Thành thì cười lạnh, hoàn toàn không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, những lời nói đó đương nhiên là do anh ta đã kêu hứa cha hiệp nói rồi. Thứ mà anh ta muốn chỉ là để cho Lâm Thanh Diện biết được rằng ở trước mặt của tất cả mọi người, anh cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, căn bản không có tư cách đứng cùng một chỗ với hứa bích hoài. Từ nhỏ anh ta đã nhận được sự rèn luyện ở trong nhà, thể lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, thân thủ cũng không tệ lắm, mặc dù là không lợi hại bằng la nghĩa hoặc là man nghiêu, nhưng mà đối phó với người bình thường thì vẫn dư sức có thừa. Lúc nãy hứa trai hiệp cũng đã xác định rồi, Lâm Thanh Diện căn bản không thể đánh nhau, cho nên anh ta cũng không cần phải lo lắng chút nào. Nếu như mà La Nghĩa có ở đây, nếu biết được cổ diệt thành muốn đánh cùng với Lâm Thanh Diện thì chắc chắn sẽ đi ra ngăn cản, đáng tiếc là cổ diệt thành cũng không dẫn La Nghĩa theo. Hơn nữa anh ta cũng không tin cánh tay của La Nghĩa là do Lâm Thanh Diện tự mình làm gãy, lúc đó ở hiện trường còn có Trần Tài Anh, cổ diệt thành càng thêm tin tưởng là do Trần Tài Anh đã làm gãy tay của La Nghĩa anh ta trực tiếp đứng dậy từ chỗ ngôi, cười nói với Lâm Thanh Diệt, mọi người đã muốn nhìn thấy tôi và anh đọ sức với nhau, vậy tôi cũng chỉ có thể làm theo lời của mọi người thôi. Lâm Thanh Diệt, anh có dám đánh cùng với tôi không? Lâm Thanh Diệt cười với Cổ Diệp Thành, lên tiếng nói, La Nghĩa không nói cho anh biết cánh tay của hắn ta bị gãy như thế nào sao? Cổ Diệp Thành cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, đừng có giả vờ giả vịt ở đây, cánh tay của La Nghĩa là do Trần Tài anh làm gãy cũng không có tí quan hệ nào với anh. Nếu như anh không dám đánh với tôi, vậy thì cút ra ngoài sớm một chút đi, nơi này cũng không hoan nghênh tên vô dụng như anh đâu. Lâm Thanh Diện cười nói, đã như vậy rồi thì cứ thỏa mãn anh thôi. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, lập tức sốt ruột, nhanh chóng lên tiếng nói, anh cổ, đây đều là do hứa trai hiệp châm ngòi thổi gió, cậu ta cố ý, anh đừng làm hợp ý của cậu ta. Cổ Diệt Thành nhìn hứa Bích Hoài một chút, lên tiếng nói cô hứa đây là chuyện của đàn ông chúng tôi cô cũng đừng quan tâm lâm thanh diện thì ném cho hứa bích hoài một ánh mắt ra hiệu cô không cần phải lo lắng cổ diệt thành đi thẳng về phía sàn nhảy mọi người lập tức nhường ra một chỗ để cho cổ diệt thành và lâm thanh diện đánh nhau lâm thanh diện cũng không hề do dự đi theo cổ diệt thành đứng ở phía đối diện của anh ta đám người này nhìn thấy lâm thanh diện vậy mà lại dám đi đến đọ sức với cổ diệt thành lập tức cũng bắt đầu trào phúng nói Lâm Thanh Diện là một người không có đầu óc, căn bản cũng không biết anh đang đối mặt với nhân vật như thế nào. Trên mặt của hứa cha hiệp tràn đầy âm hiểm mà nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, qua ngày hôm nay thì tên của kẻ vô dụng như anh sẽ càng nổi tiếng hơn ở Hồng Thành, cả đời này của anh cũng không thể chuyển mình được nữa. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói, cậu vẫn cứ suy nghĩ lại đi, chờ một lát nữa cổ diệt thành này ăn đòn rồi thì cậu phải xin tha thứ như thế nào rất rõ ràng là hứa cha hiệp đã nói cho cổ diệt thành biết lâm thanh diện không biết đánh nhau chờ một lát nữa cổ diệt thành bị đánh rồi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hứa cha hiệp con mẹ nó đừng có giả vờ ở chỗ này nữa chỉ bằng chút công phu mèo quào của anh thì làm sao có thể là đối thủ của cậu cổ được anh cứ chờ chết đi hứa cha hiệp không hề nhận thức được lâm thanh diện cũng lười phản ứng lại anh ta quay đầu nhìn về phía cổ diệt thành thản nhiên nói ra tay đi ha ha không ngờ đã đến lúc này rồi mà anh vẫn mang dáng vẻ không quan trọng, anh quả thật là một người có thể giả vờ. Nhưng mà rất nhanh thôi, anh không còn có thể giả vờ được nữa. Cổ Diệp Thành cũng không nói nhảm, lúc này liền vọt về phía của Lâm Thanh Diện. Tốc độ của anh ta không tính là chậm, chỉ là động tác này ở trong mắt của Lâm Thanh Diện lại hơi kéo dài, bắt đầu từ lúc mà anh ta di chuyển thì đã lộ ra vài chỗ hở. Nếu như là đôi mặt với người bình thường, cho dù là loại người như huấn luyện viên thể hình thì cổ Diệp Thành cũng có thể nhẹ nhàng đối phó được, đáng tiếc người đang đứng ở đối diện của anh ta lại là Lâm Thanh Diệt. Con em nhà giàu nhìn thấy cổ Diệp Thành đã ra tay, động tác tiêu sái phiêu giật, lập tức cũng bắt đầu khen. Ngầu quá đi thôi, cậu cổ quả nhiên là một con người tài ba, không ngờ đến thực lực lại mạnh như vậy. Động tác bắn vào này của cậu ấy cũng có rất ít người có thể làm được đó, quả nhiên cậu cổ không khổ là người thừa kế của gia tộc bậc nhất ở Hông Thành cậu cổ quá đẹp rồi, chúng tôi mãi mãi là những người si mê cậu. Một đám con gái bắt đầu mê muội khi nhìn thấy động tác của cổ Diệp Thành, không ngừng thét chói tai. Khóe miệng của cổ Diệp Thành cũng gợi lên một độ cong nhỏ, nhìn thấy đầy vẻ đắc ý. Từ lúc mà anh ta ra tay đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đều không có bất kỳ động tác gì. Cái tên vô dụng kia sẽ không phải là bị sợ đến choáng váng rồi đó chứ. Ha ha, tôi thấy là bị sức mạnh của cậu cổ làm cho cứng đờ đó nắm đấm của cổ diệt thành hướng về mặt của lâm thanh diện đúng lúc này thân thể của lâm thanh diện đột nhiên cử động anh né qua một bên liên tránh thoát được nắm đấm của cổ diệt thành ngay sau đó một cái tay của anh nâng lên nhanh như tia chớp mà đánh lên trên mặt của cổ diệt thành chát bịch thân thể của cổ diệt thành trực tiếp ngã xuống đất một chiêu vô cùng đơn giản liên đánh ngã cổ diệt thành trên mặt đất động tác này làm liền một mạch, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Toàn bộ bên trong quán ba liền trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng ở chính giữa sàn nhảy, quai hàm của mấy cô gái lúc đầu gieo hò vì cổ diệt thành cũng sắp rơi xuống mặt đất, dùng để đào đất. Tống Huyền Khanh đang cầm microphone vốn đang hả hê để chờ xem một trận, nhưng mà không chờ anh ta nói cái gì để tăng thêm sự hăng thái chiến đấu cho cổ diệt Thành thì đã nhìn thấy một bàn tay hờ hững của Lâm Thanh Diện đánh cho cổ diệt Thành ngã xuống mặt đất. Micro trong tay của anh ta rơi xuống mặt đất, một âm thanh ồn ào vang lên. Lúc này đám người mới từ từ lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt. Hứa Bích Hoài nhìn thấy cổ diệt Thành bị Lâm Thanh Diện đánh một cái liên ngã xuống mặt đất, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện đối phó với đám người của Thành Hổ, lúc mà cổ diệt thành ra tay, cô đã đoán được cổ diệt thành không phải là đối thủ của lâm thanh diện. cái này, cái này sao có thể được? cái tên phế vật kia vậy mà chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể đánh cậu cổ té ngã. không phải là tôi hoa mắt rồi đó chứ? người này thật sự chỉ là một tên vô dụng thôi hả? cái người cảm micro đó đã nói đùa cái gì chứ? không phải là đến để kiếm chuyện cho cậu cổ đó chứ? nếu như không phải anh ta thì chắc là cậu cổ cũng sẽ không đánh cùng với cái người tên là Lâm Thanh Diện đó. Cổ Diệp Thành chỉ cảm thấy đầu mình tê dại một hồi, trong lỗ tai ù đi, giống như là não bị chấn động. Qua một hồi lâu, anh ta mới chậm rãi tỉnh táo lại, sau khi bò dậy từ dưới đất, có chút kiêng kỳ mà nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào anh ta, mở miệng nói còn muốn một bà tay nữa hay không. Cổ Diệt Thành lập tức sờ lên mặt mình, ban đầu anh ta còn muốn để cho Lâm Thanh Diện mất mặt, kết quả lại trở thành chính mình mất mặt, đương nhiên là không thể nuốt trôi cục tức này được rồi. Có điều là anh ta không dám đánh cùng với Lâm Thanh Diện nữa, anh ta nhanh chóng lui ra khỏi sàn nhảy, đi thẳng đến trước mặt của hứa trai hiệp. Hứa trai hiệp nhìn thấy cổ diệt thành đi tới, trong lòng lập tức lột bộp, hai chân mềm nhũn. Anh, anh cổ, anh nghe tôi giải thích đi, thật sự thì Lâm Thanh Diện ở trong nhà cũng chỉ là một tên ăn bám mà thôi, ngày nào anh ta cũng chỉ làm việc nhà cho nên sức lực mới lớn một chút. ngoặc kép cổ Diệt Thành nghe thấy hứa Trai Hiệp nói như vậy trong lòng càng thêm tức giận. chẳng lẽ là đang nói từ nhỏ anh ta được bồi dưỡng mà còn thua kém một tên làm việc nhà hay sao? đây rõ ràng chính là hứa Trai Hiệp đang đùa mình. anh ta hung tợn chừng hứa Trai Hiệp một cái. lúc này nâng tay của mình lên tán cho anh ta một bà tay. hứa Trai Hiệp cũng lập tức ngã xuống mặt đất nhưng mà cổ Diệt Thành cũng không dừng tay. Con mẹ nó chứ, cậu đi đánh với anh ta một trận đi, xem xem rốt cuộc anh ta có phải chỉ làm việc nhà mà sức lực lớn một chút hay không. Con mẹ nó chứ, hại ông đây bị đánh một bà tay, ông đây đánh chết cậu, chương 130, anh không phát hiện là Ly đã được đánh cháo à. Tiếng kêu thảm thiết của hứa cha hiệp vang vọng trong quán ba, cổ diệt thành đánh không lại lâm thanh diệt, nhưng mà để xử lý hứa cha hiệp thì vẫn thừa sức. Anh cổ, tôi biết sai rồi, anh ra tay nhẹ một chút đi, hứa trai hiệp không ngừng kêu la nói. trong lòng của anh ta đang hận lâm thanh diện thấu xương, nếu như không phải do cái tên phế vật này đột nhiên cho cổ diệt thành một bà tay thì anh ta cũng sẽ không trở thành người bị đánh. chỉ là tên phế vật này sao có thể đánh như vậy được, thậm chí ngay cả cậu chủ nhà họ cổ cũng không phải là đối thủ của anh ta. một hồi lâu sau, cổ diệt thành mới dừng tay lại, hứa trai hiệp cũng đã bị đánh thành đầu heo anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, anh ta thấy chắc có lẽ là lúc nãy mình đã bất cẩn rồi cho nên mới bị Lâm Thanh Diện nắm bắt được sơ hở. Nếu không thì dựa vào thực lực của anh ta, làm sao có thể đánh không lại một tên vô dụng được chứ? Có điều là sức lực của thằng nhóc này không nhỏ, không ngờ đến làm việc nhà mà có thể luyện được sức lực lớn như vậy. Anh ta nhìn thoáng qua phía của Man Nhiêu, Man Nhiêu đang trong thế sẵn sàng, Lúc nãy nếu như Lâm Thanh Diện đánh Cổ Diệt Thành thêm nữa thì chỉ sợ là Man Nhiêu cũng sẽ vọt thẳng vào mà xử lý Lâm Thanh Diện. Anh ta cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, có phải là anh cảm thấy mình rất ngâu hay không? Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Cổ Diệt Thành, nói, thật ngại quá, đánh anh cũng không để cho tôi cảm thấy mình giỏi giang gì. Cổ Diệt Thành lập tức nổi trận lôi đình, lúc nãy anh ta còn muốn nói mình lợi hại như vậy, Lâm Thanh Diện cho mình một bà tay trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ giỏi, cho nên muốn mượn lúc Lâm Thanh Diện đắc ý mà khích tướng anh một chút. Không ngờ đến là cái thằng nhóc này xác nhận là đánh bại mình cũng không có cảm giác thành tựu, chuyện này khiến cho trong lòng của cổ Diệp Thành rất tức giận. Có điều, lúc này anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, giọng nói lạnh lùng, tôi có địa vị ở hông thành được như vậy cũng không phải chỉ dựa vào việc đánh nhau, anh đã phách lối như vậy rồi thì không bằng đánh một trận với vệ sĩ của tôi đi nếu như anh có thể đánh thắng cậu ta thì tôi sẽ thừa nhận là anh lợi hại. Lâm Thanh Diện nhìn Man Nhiu một chút, cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nói thật ngại quá, tôi không có hứng thú. Nói xong, anh liền quay trở lại đứng ở sau lưng của hứa Bích Hoài. Cổ Diệp Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện không dám tiếp nhận khiêu chiến, cho là lúc đó Lâm Thanh Diện chỉ do may mắn cho nên mới đánh bại được anh ta, nếu không thì tại sao anh lại không dám đánh cùng với Man Nhiu. Đám người này nhìn thấy Lâm Thanh Diện từ chối, cũng đều cho rằng chắc anh sợ. dù sao thì vóc dáng của man như như vậy bình thường cũng có thể đánh được mấy người như anh. cổ diệt thành cười nhạo một tiếng, nói phế vật quả nhiên là phế vật. tôi cũng không giống như anh, ngày nào cũng làm việc nhà luyện sức lực lớn như vậy. anh đánh thắng tôi thì cũng không có gì, nhưng mà anh lại không có can đảm đánh với vệ sĩ của tôi, còn dám nói là cậu ta chỉ có vẻ bề ngoài. tôi thấy anh cũng vô dụng mà còn thích giả vờ. lúc này hứa trai hiệp bò dậy từ dưới đất phù hòa theo không sai cái tên vô dụng lâm thanh diện này không có bản lĩnh gì cả mà còn thích giả vờ đã giả vờ rất nhiều lần ở nhà của tôi rồi lâm thanh diện cũng không để ý đến bọn họ im lặng đứng ở sau lưng của hứa bích hoài cổ diệt thành thấy lâm thanh diện không có phản ứng thâm mắng một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi mà ngồi xuống hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện không đánh nhau với man nhiu trong lòng cũng nhẹ nhõm thở một hơi cô quay đầu nhìn lâm thanh diện Lâm Thanh diện cười với cô, nói anh nghe lời của em, không xúc động. Hứa Bích Hoài cũng nở nụ cười, trong lòng cảm giác được ủ ấm. Cổ Diệt Thành tiếp tục uống rượu cùng với đám người, cũng không ngừng tìm cơ hội rót rượu cho Hứa Bích Hoài. Không qua bao lâu, gương mặt của Hứa Bích Hoài liền trở nên đỏ bừng, nhìn trông rất xinh đẹp ướt át. Cổ Diệt Thành nhìn thấy Hứa Bích Hoài như thế này, trong lòng liền muốn có được cô. Phụ nữ xinh đẹp mà ai lại không thích chứ? Hơn nữa lúc đó cổ Diệp Thành còn bị Lâm Thanh Diện đánh, trong lòng đều muốn trả thù Lâm Thanh Diện. Lúc này, người đàn ông mới vừa đi ra khỏi đây đã trở lại, trong tay còn cầm theo một bình rượu. Anh ta nhìn thấy đám con gái đều đã đi hết rồi, liền trực tiếp ôm lấy bả vai của Lâm Thanh Diện, để cho anh ngồi lên cái ghế ở bên cạnh, lên tiếng nói, "Người anh em, đám phụ nữ bọn họ đi chơi, anh cũng ngồi xuống đây uống với tôi một ly đi." Lâm Thanh Diện nhíu mày, luôn cảm giác hình như là những người này không có ý tốt người đàn ông kia rót cho lâm thanh diện một ly rượu lên tiếng nói lúc nãy chuyện của cậu với anh cổ cũng chỉ là chút xích mích nhỏ thôi tất cả mọi người đều là đàn ông chuyện này chắc chắn cũng không nên để ở trong lòng không bằng cậu uống với anh cổ một ly chuyện này coi như là kết thúc như thế nào lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào ly rượu kia trên mặt lộ ra một nụ cười diễu cợt sao vậy chẳng lẽ là anh lại nhỏ mọn như vậy bởi vì chút chuyện này mà muốn một số một còn với tôi. Cổ Diệc Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện mà nói một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, nào dám chứ, đã như vậy rồi thì tôi uống với anh một ly. Nói xong, anh liền cầm lấy ly rượu trên bàn, không có người chú ý đến ly rượu này đã bị anh đổi với ly rượu của người đàn ông ở bên cạnh. Cổ Diệc Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện cầm ly rượu lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, liếc nhìn với người đàn ông ngồi ở bên cạnh lâm thanh diện đặt ly rượu trong tay xuống cổ diệt thành trực tiếp đứng dậy mở miệng nói các người cứ uống đi tôi đi vào nhà vệ sinh một chút lúc này lâm thanh diện cũng muốn đứng dậy người đàn ông ở bên cạnh lại ngăn cản anh lại cười nói anh cũng đã uống cùng với anh cổ rồi sao lại không uống một ly với tôi đi nếu như anh không uống thì chính là không nể mặt tôi đó lâm thanh diện cười cười cũng không từ chối người đàn ông kia rót cho anh một ly rượu Lâm Thanh Diện thừa dịp đám người không để ý, anh lại đổi ly một lần nữa. Mọi người đều uống hơi nhiều, cho nên ai cũng không chú ý đến động tác của Lâm Thanh Diện. Người đàn ông kia cũng không phát hiện trước mặt của mình đã xuất hiện hai ly rượu. Lúc nãy tôi nghe thấy anh nói tôi là phế vật, anh lại muốn uống rượu cùng với tôi, có thể chứ? Có điều tôi uống một ly thì anh phải uống hai ly, xem như là nói xin lỗi tôi, như thế nào? Lâm Thanh Diện cười nói người đàn ông nghĩ rằng lâm thanh diện đã uống hai ly rượu đã có thể phát huy được tác dụng của thuốc cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nói không thành vấn đề anh một ly tôi hai ly nói xong anh ta liên câm lấy hai ly rượu ở trên bàn còn lắc lư cái ly không với lâm thanh diện lâm thanh diện thấy vậy cũng uống rượu của mình xuống mấy người ngồi ở đây đều không biết người đàn ông này với cổ diệt thành đã bàn bạc xong thấy anh ta uống hai ly rượu biểu thị xin lỗi trong lòng cảm thấy hơi bất mãn sao anh có thể nói xin lỗi với cái tên phế vật này được? Cho dù sức lực của cậu ta có lớn thì cũng là tên vô dụng như cũ mà thôi, có tư cách gì mà để anh xin lỗi, một người nói. Người đàn ông kia lập tức cười ha hả, anh ta trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, mẹ nó chứ, ai nói là ông đây muốn xin lỗi với cậu ta, tôi cũng chỉ là vì để cậu ta uống hai ly rượu mà thôi, uống đủ hai ly rồi thì hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy cậu ta biểu diễn. Tất cả mọi người đều sửng sờ, không hiểu người đàn ông này có ý gì người đàn ông đó nhìn về phía lâm thanh diện cười lạnh nói thằng nhóc cậu với chúng tôi căn bản cũng không phải là người cùng một thế giới tôi nói cậu là vô dụng thì con mẹ nó cậu chính là một tên vô dụng chỉ dựa vào cậu mà còn muốn để tôi xin lỗi cậu ấy à quả thật là nằm mơ mài nói thật cho cậu biết lúc nãy trong hai ly rượu của cậu đều đã bị tôi bỏ thuốc rồi mấy phút nữa thuốc sẽ có tác dụng đến lúc đó cậu sẽ mất hết mặt mũi ở trước mặt của chúng tôi Tôi sẽ quay cho cậu vài cái video, xem xem sau này cậu có thể sống sót ở hồng thành nữa không." Người đàn ông khí thế hùng hổ, giống như chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy rất hào hứng vậy đó. Tất cả mọi người ở trước bàn đều hơi hiểu có chuyện gì đã xảy ra, đều thấy hả hê mà nhìn anh. Mặt mũi của Lâm Thanh Diện tràn đầy bình tĩnh mà nhìn người đàn ông đó, cười nói, "Đúng vậy không?" Người đàn ông thấy Lâm Thanh Diện bình tĩnh như vậy, cảm giác có chút kỳ quái lên tiếng nói tại sao anh lại bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ à? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, đưa tay chỉ cái ly ở trên bàn, lên tiếng nói anh không phát hiện lúc nãy ly rượu mà tôi uống là của anh hay sao? Sắc mặt của người đàn ông liền kinh ngạc, nhanh chóng nhìn lên trên bàn, vẻ mặt liền thay đổi. Lúc này, thuốc đã phát huy tác dụng trong cơ thể của anh ta, khuôn mặt của anh ta trở nên cực kỳ hung hào, ngay sau đó anh ta giống như là nằm mơ, trực tiếp đứng ở trên bàn đưa tay cởi quần áo của mình ra. Các cục cương à, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem, mọi người có muốn nhìn thấy sự oai hùng thẳng tắp của tôi không? Ngồi ở trước bàn đều là mấy người đàn ông, sau khi nghe thấy anh ta nói mấy lời này thì thiếu chút nữa đã nôn ra. Lâm thanh diện nhìn người đàn ông kia bắt đầu biểu diễn cởi quần áo, anh liên đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía của mấy người phụ nữ đã đi vào anh có thể khẳng định được sau này mình có thể tiếp tục sống ở Hồng Thành, có điều là người đàn ông này có thể sống ở đây hay là không thì cũng không biết nữa. Lâm Thanh Diện đi đến một cái hành lang, lúc nãy bọn người hứa Bích Hoài đã đi từ chỗ này. Ở phía cuối hành lang có hai người đàn ông đang đứng ở trước cửa của phòng bao, nếu như anh đoán không sai, chắc là hứa Bích Hoài đang ở trong cái phòng đó. Anh trực tiếp đi về phía cuối hành lang, đúng lúc này có rất nhiều tên côn đồ xuất hiện ở hai bên phòng bao, trong tay còn cầm theo vũ khí. Man Nghiu xuất hiện ở sau lưng của mấy tên côn đồ này, lộ ra một nụ cười lạnh với Lâm Thanh Diện. Không ngờ đến là anh vẫn không bị bọn họ kéo ở lại, xem ra cậu cổ đã coi thường anh rồi, Man Nghiu mở miệng nói. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện trở nên âm châm, trong lòng của anh đã xác định lúc này đám phụ nữ đã dẫn hứa Bích Hoài đi là do âm mưu của cổ Diệp Thành. Nghĩ đến hứa Bích Hoài có thể sẽ bị cổ diệt thành chiếm tiện nghị, trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện lộ ra một tia sát khí. Chó cản đường, chết không toàn thây, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Man Nghiêu xa sâm mặt, lúc này ra hiệu cho đám đàn em vọt về phía của Lâm Thanh Diện. Trong phòng bao, trên mặt của cổ diệt thành mang theo nụ cười xấu xa nhìn hứa Bích Hoài, hứa Bích Hoài chóng mặt mơ hồ ngồi ở trên ghế sofa, sau khi đám người phụ nữ lúc nãy dẫn cô đi thì liên dẫn cô đi tới chỗ này. Một đám người cũng không chơi đùa cái gì nữa, để một mình Hứa Bích Hoài ở lại đây, không qua một lát sau thì Cổ Diệp Thành đã đi vào. Hứa Bích Hoài, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia thì có gì tốt chứ, so sánh với tôi thì anh ta chính là rác rưởi. Qua lại cùng với tôi, tôi đảm bảo có thể để cho cô có một cuộc sống khiến cho tất cả phụ nữ ở Hồng Thành đều phải ghen tị. Cổ Diệp Thành đi về phía của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài lập tức hoảng loạn, lên tiếng nói: "Anh muốn làm cái gì?" Cổ Diệp Thành đứng ở trước mặt của Hứa Bích Hoài, nói cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó đã đánh tôi một bạt tay, đương nhiên là tôi phải tìm chút lợi ích ở chỗ của anh ta rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi chơi vợ của người khác, nghĩ lại tôi cảm thấy thật là hưng phấn. Hứa Bích Hoài biến sắc, lúc này muốn đứng dậy chạy trốn, có điều là cô đã uống say, trên người không có sức lực, lập tức bị Cổ Diệp Thành đẩy trở về. Người phụ nữ mà Cổ Diệp Thành tôi đã coi trọng, chưa từng có một ai chạy mất. Hứa Bích Hoài Cô cũng đừng có không biết tốt xấu, ông đây chính là cậu chủ của nhà họ Cổ, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Cổ, cái tên Lâm Thanh Diện kia có tư cách gì mà so sánh với tôi. Cô đi theo tôi, tôi đảm bảo là cô sẽ có vinh hoa phú quý hưởng một đời cũng không hết. Hứa Bích Hoài không ngừng phản kháng, la lên, anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi ra ngoài, anh không được đụng vào tôi. Trên mặt của Cổ Diệp thành lộ ra một nụ cười bị ổi, nói, mẹ kiếp cô càng phản kháng thì ông lại càng thấy hưng phấn, nhanh để ông đây thoải mái một chút đi. Lúc này cổ Diệp Thành muốn ra tay. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người khác đá văng ra, tiếp theo chính là vóc người như tòa núi nhỏ của Man như bay vào, trực tiếp đụng vào tường, ngay cả mặt tường cũng bị đụng vào mà chóc ra. Audio điện tử võ tấn bền. chương 131, gia chủ nhà họ cổ tới. Cổ Diệp Thành bị giật mình kêu lên, vốn là đang hứng phấn trong nháy mắt liền ỉu xìu, có lẽ về phương diện nào đó sau này sẽ gặp phải chút trở ngại. Con mẹ nó, ai vậy, dám làm phiên việc tốt của ông đây, dọa chết khiếp ông đây rồi. Cổ Diệt Thành lớn tiếng quát lên một câu, sau đó liền quay người nhìn ra đằng sau, sau khi thấy Man Nghiêu thoi thóp ngã trên mặt đất, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Man Nghiêu nhìn về phía cổ Diệt Thành một cái, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, y còn muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc trên người đã không còn chút sức lực nào. Sau vài lần giấy ruộa Y trực tiếp nhắm mắt lại. Cổ Diệp Thành nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ vệ sĩ lợi hại nhất bên cạnh hắn ta lại bị đánh đến mức này, người ra tay rốt cuộc là lợi hại đến mức nào? "Là, là ai?" Cổ Diệp Thành mở miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cổ Diệt Thành một cái. Cổ Diệt Thành lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng khó tin, làm thế nào cũng không ngờ người đi tới lại là Lâm Thanh Diện. "Chuyện này, chuyện này sao có thể?" Bên ngoài tôi sắp xếp nhiều người như vậy, làm sao anh có thể xông vào? Man Ngưu, cũng là anh đánh sao?" Cổ Diệt Thành hoảng sợ nói. Lâm Thanh Diện nhìn trên hứa Bích Hoài ghế salon một chút, sau khi thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thẳng về phía ghế salon, cũng không thèm quan tâm đến Cổ Diệt Thành. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt một chút, Lâm Thanh Diện đưa tay kéo cô đứng dậy từ trên ghế salon kéo vào trong lông ngực của mình. Có anh ở đây, không ai có thể tổn thương đến em. Sau đó anh quay người, một cước đá vào bụng cổ Diệp Thành, cổ Diệp Thành ngã phịch xuống dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Mày muốn chết đúng không? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói một câu, một tay tóm lấy tóc cổ Diệp Thành, một tay khác ôm hứa bích hoài, đi ra ngoài phòng khách. Cổ Diệp Thành bị Lâm Thanh Diện đạp một cước đạp nên mất hết sức lực, hoàn toàn không có cách nào phản kháng được. Ba người đi đến hành lang, cổ Diệp Thành nhìn thấy khắp hành lang nằm đầy người, tất cả đều là người mà hắn ta sắp xếp để đối phó với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài cũng vô cùng giật mình nhìn hành lang, nhiều người như vậy tất cả đều ngã xuống, gậy gộc rơi đầy đất, cảnh tượng thật sự có chút chấn động. Cổ Diệp Thành vô cùng khó tin, làm thế nào cũng không muốn tin rằng những người này đều bị Lâm Thanh Diện xử lý, dù sao Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên phế vật. Chẳng lẽ có người nào đó có sức mạnh cao cường đến giúp anh ta? nhưng ai lại đến giúp một tên phế vật trong lúc nhất thời cổ diệt thành cảm thấy vô cùng nghi ngờ nếu không có người đến giúp lâm thanh diện vậy tất cả những người này đều là do lâm thanh diện một mình giải quyết nghĩ như vậy cổ diệt thành dùng mình một cái nếu thật sự như vậy thế thì lâm thanh diện cũng quá khủng khiếp đi lâm thanh diện kéo cổ diệt thành đến đại sảnh bên trong quán ba những người ở đây không biết chuyện xảy ra ở hành lang tất cả mọi người đang nhìn người đàn ông đang khiêu vũ trên bàn kia lúc này trên người của người đàn ông kia đã không còn quân áo anh ta đứng trên mặt bàn mặt mũi vô cùng say mê lúc ấy các cô gái cũng quay trở lại đại sảnh đang cười trộm và nhìn về phía người đàn ông trên mặt bàn kia cổ diệc thành thấy cảnh này sắc mặt lại càng thêm khó coi trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng mấy người còn nhìn cái gì nhanh đến đây cứu tôi mọi người đều bị giọng nói của cổ diệc thành làm cho giật mình nhao nhao quay đầu nhìn sáng thấy hắn ta bị lâm thanh diện túm tóc kéo tới Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Thanh Diện để Hứa Bích Hoài ngồi xuống một bên trước, sau đó lặng lẽ nhìn về phía đám người đang ở trong quán bar, giọng nói lạnh lùng, ai muốn cứu hẳn ta, cứ việc tới. Tất cả mọi người không ngờ một tên phế vật như Lâm Thanh Diện cũng dám nói chuyện với bọn họ như vậy, trong lúc nhất thời vẻ mặt bọn họ vô cùng khó chịu. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết những chuyện xảy ra ở hành lang lúc ấy, chỉ sợ cũng không dám khó chịu điều gì. Lâm Thanh Diện anh bị điên rồi sao, anh mau thả cậu cổ ra, anh ta là cậu chủ nhà họ cổ, anh dám làm thế với anh ta, sẽ liên lụy đến nhà họ hứa chúng ta, hứa trai hiệp vô cùng gấp gáp nói. Mọi người nghe những lời hứa trai hiệp nói, lập tức cùng nhau chỉ trích Lâm Thanh Diệt. Anh chỉ là một tên phế vật mà cũng dám túm tóc cậu cổ, anh không muốn sống rồi sao? Cậu cổ là người thừa kế tương lai của nhà họ cổ, anh dám như vậy với anh ta, thật sự là tự hủy hoại bản thân tên phế vật này thật sự không có đầu óc, cũng dám đối xử với cậu cổ như vậy, tôi thấy không chỉ anh ta, những người có liên quan đến anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Hứa trai hiệp sợ Lâm Thanh Diện làm điều gì quá đáng, đến lúc đó nhà họ hứa vì anh mà bị liên lụy, vậy thì sẽ gặp rắc rối, nên vội vàng kêu gọi đám người, chúng ta cùng nhau đi lên cứu cậu cổ, tên phế vật này chỉ có sức mạnh một chút mà thôi. Nghe hứa trai hiệp nói như vậy, tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn anh ta một cái, lúc ấy cổ diệt thành cũng vì một câu nói của anh ta mà bị đòn nhưng bọn họ có nhiều người nếu thật sự cùng lên lâm thanh diện chắc chắn không có cách nào tát mỗi người một cái mẹ nó chúng ta sao có thể để một tên phế vật như vậy bắt nạt cậu cổ cùng nhau đi lên nện nói một đám người lập tức đi về phía lâm thanh diện lâm thanh diện lạnh lùng nhịn bọn họ nói nếu các người đã muốn chết vậy cũng đừng trách tôi không khách khí hứa trai hiệp lạnh giọng nói lâm thanh diện anh bất giả vờ đi nói cho anh biết hôm nay nếu như anh dám đụng vào một sợi tóc của chúng tôi trở về tôi sẽ để ông nội đuổi anh ra khỏi nhà họ hứa lâm thanh diện nắm lấy tay cổ diệt thành trực tiếp dùng lực một tròm tóc trên đầu cổ diệt thành liền bị kéo xuống cổ diệt thành hét lên đau đớn hắn ta trừng mắt nhìn hứa trai hiệp mở miệng quát con mẹ nó nếu mày còn tiếp tục nhiều chuyện ông đây sẽ không miệng mày lại hứa trai hiệp vội vàng bị miệng mình lại anh ta sao có thể biết Lâm Thanh Diện sẽ thật sự túm tóc Cổ Diệp Thành? Một đám người khí thế hùng hổ đi về phía Lâm Thanh Diện và bao vây anh lại, nhìn giống như muốn dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học. Ngay lúc này, một người đột nhiên chạy về phía bên này, nhìn thấy Cổ Diệp Thành bị Lâm Thanh Diện túm tóc ngồi dưới đất, lập tức sững sờ. "Cậu chủ, ông chủ tới, người kia nói." Cổ Diệp Thành nghe nói như vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, "Ông ấy đến một mình sao?" mấy người vệ sĩ của ông ấy có tới không? Đều đi theo ông chủ tới. Người kia trả lời. Cổ Diệp Thành lập tức yên tâm, sau đó ngẩng đầu hung tợn lường Lâm Thanh Diện một cái, nói, đâu ngu, ba tôi tới, mấy người vệ sĩ đi theo ông ấy lợi hại hơn rất nhiều so với Man Nghiêu, anh dám đối xử với tôi như vậy, chờ chết đi. Lâm Thanh Diện mặt không biểu cảm, giống như cho dù ông nội Cổ Diệt Thành có tới, anh cũng không hề dao động. Sau khi mọi người nghe thấy những lời của người kia, cũng có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Tên nhóc, còn không mau thả cậu cổ ra, ông cụ cổ tới, chẳng lẽ anh không biết điều này có nghĩa là gì sao? Tên ngốc này, có lẽ không ngờ ông cụ cổ sẽ đến đây, lần này anh ta hối hận cũng không được, nếu ông cụ cổ nhìn thấy cậu cổ bị bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chậc chậc, ngày tận thế của tên này đã tới, ông cụ cổ thương yêu cậu cổ nhất, nếu ông ấy biết cậu cổ bị đối xử như vậy, chắc chắn sẽ lột ra tên này hứa trai hiệp nghe thấy ông cụ cố tới thì càng thêm bối rối dù thế nào thì lâm thanh diện cũng có chút quan hệ với nhà họ hứa nếu như vì chuyện này nhà họ cổ bắt đầu nhăm vào nhà họ hứa vậy sau này nhà họ hứa sẽ không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên được anh ta đi nhanh đến trước mặt lâm thanh diện quát lớn con mẹ nó anh bị điếc à mau buông cậu cổ ra anh muốn chết cũng đừng kéo nhà họ hứa theo ha ha bây giờ anh thấy sợ rồi sao tại sao lúc chào phúng tôi cũng không thấy anh lưu tình lâm thanh diện cười nói hứa trai hiệp hận không thể dậm chân nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện nói ông cụ cổ vô cùng yêu quý cậu cổ phàm là người chọc vào cậu cổ cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp tôi là muốn tốt cho anh anh mau thả cậu cổ ra lâm thanh diện nhún vai cũng không có ý định buông cổ diệt thành ra hứa bích hoài cũng đi tới bên cạnh lâm thanh diện khuyên nhủ lâm thanh diện hay là quên đi chúng ta không thể chọc vào nhà họ cổ, đến lúc đó gia chủ nhà họ cổ nổi giận, chúng ta thật sự không thể chống đỡ được. Lâm Thanh Diện cười cười, nói cho dù bây giờ anh thả hắn ta, cậu cho rằng nhà họ cổ sẽ không nhầm vào chúng ta sao? Hơn nữa cậu có thể yên tâm, lão già cổ thanh chiếc kia cũng không dám làm gì tôi. Cổ Diệp Thành lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó, mày tưởng mày là ai, vậy mà cảm thấy ba tao không dám làm gì mày sao, con mẹ nó, mày nằm mơ quá nhiều rồi đấy tao nói cho mày biết, nếu mày không thả tao ra, tao không chỉ muốn xử lý mày, còn muốn ba tao nhầm vào nhà họ hứa, đến lúc đó toàn bộ nhà họ hứa sẽ bị hủy hoại vì một mình mày, để xem lúc nó hứa bích hoài còn theo mày hay không. Sắc mặt hứa trai hiệp đại biến, hận không thể cho quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện và cầu xin anh thả cổ diệt thành ra. Nhưng Lâm Thanh Diện lại mang vẻ mặt vô cùng thở ơ, giống như không hề lo lắng nhà họ cổ sẽ nhầm vào nhà họ hứa. Ngay sau đó, Bên ngoài quán ba truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tiếp theo là một đám người tiến vào trong quán ba, người dẫn đầu nhóm người này chính là cổ Thanh Chiết. Ông ta nghe nói hôm nay cổ Diệp Thành tổ chức tiệc rượu ở đây nên muốn tới xem. Phía sau cổ Thanh Chiết là mấy người đàn ông mặc âu phục, đeo kính dâm, những người này đứng thẳng tắp, chỉ cần đứng đó cũng khiến cho người ta cảm thấy có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Sau khi cổ Thanh Chiết đi vào, nhìn thấy tất cả mọi người đang tụ tập xung quanh thành một đoàn ông ta lập tức nhíu mày cổ diệt thành thấy cổ thanh chiết tới lập tức không còn sợ hãi nữa trực tiếp thoát khỏi tay lâm thanh diệt chạy tới trước mặt cổ thanh chiết diệt thành đây là có chuyện gì con không phải đang tổ chức tiệc rượu ở đây sao cổ diệt thành lập tức tố cáo với ba hắn ba tiệc rượu của con đã bị một tên ngu ngốc phá hỏng nếu ba tới chậm có lẽ con trai của ba đã bị hắn ta đánh chết rồi cổ thanh chiết lập tức trừng mắt giọng nói lạnh lùng kẻ nào không có mắt lại dám đánh con của A. Hứa trai hiệp thấy cổ thanh chiết nổi giận, trong lòng thầm mắng Lâm Thanh Diện ngu xuẩn, vì muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Thanh Diện, hứa trai hiệp vội vàng tiến lên phía trước, nói ông cổ, người đánh cậu chủ tên là Lâm Thanh Diện, là tên phế vật nổi tiếng Hồng Thành. mặc dù anh ta có chút quan hệ với nhà họ hứa, nhưng chuyện đánh cậu chủ là tự anh ta làm, không hề liên quan đến nhà họ hứa. Cổ thanh chiết hừ lạnh một tiếng, nói, người kia ở đâu? Cổ Diệp Thành đưa tay chỉ về phía Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đang đứng trước mặt Lâm Thanh Diện lập tức tránh ra, để cổ Thanh Chiết có thể nhìn thấy dáng dấp của Lâm Diện. Ngay lúc ánh mắt cổ Thanh Chiết rơi trên người Lâm Thanh Diện, thân thể ông ta đột nhiên cứng nở một chút. Đây không phải vị thiểu gia hôm qua lạc tâm dẫn ông đi ta đi gặp sao. Khí thế vốn còn đang hung hăng của cổ Thanh Chiết lập tức thu liếm lại, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, hướng Lâm Thanh Diện nói cậu. Nói vẫn chưa ra miệng, Lâm Thanh Diện liền chừng mắt liếc ông ta một cái, cổ thanh chiết nhớ lạc tâm đã nói, không thể để lộ thân phận của Lâm Thanh Diện, vậy nên vội vàng thay đổi lời nói. Người anh em này, không biết là có chuyện gì xảy ra, có phải con trai tôi đã chọc đến cậu rồi không? Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, nói con của ông mượn danh nghĩa tổ chức tiệc rượu, muốn dở trò khiếm nhã với vợ tôi, nếu không phải tôi kịp thời ngăn cản anh ta, nhà họ cổ của các người chỉ sợ tất cả đều phải bồi tội sắc mặt cổ thanh chiết biến đổi, ông ta biết rất rõ tính cách của con trai mình, từ trước đến nay chỉ có hắn ta tìm người khác gây rắc rối, không có ai vô duyên vô vớ gây chuyện với hắn ta. Vậy nên những lời của Lâm Thanh Diện 89 phân là thật. Lúc này ông ta quay người, trợn mắt nhìn về phía cổ Diệt Thành, hỏi người ta nói đúng sự thật không? Tất cả mọi người đều không ngờ, vì sao đường đường là gia chủ nhà họ cổ, tại sao sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Cổ Diệp Thành cũng sướng sờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ ba mình chắc chắn sẽ đứng về phía mình, liên nhẹ gật đầu, nói, mặc dù anh ta không sai, nhưng con vẫn còn chưa đụng vào vợ anh ta, hơn nữa anh ta còn đánh con, ba, ba nhất định phải. Cổ Diệp Thành vẫn chưa nói xong, cổ Thanh Chiết đã giơ tay tát vào mặt hắn ta. Bốp một tiếng, cổ Diệp Thành ngã xuống đất lần nữa, chương 132, quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không ai có thể ngờ, cổ thanh chiết không chỉ không tìm lâm thanh diện gây phiên phức, ngược lại còn tát cổ diệt thành một cái. Cho dù cổ diệt thành làm không đúng, nhưng dựa vào tính cách trước đó của cổ thanh chiết, căn bản không quan tâm đến điều này. Dù sao nhà họ cổ gia cũng là gia tộc đệ nhất ở Hồng Thành, không ai dám trêu chọc vào, cho dù rõ ràng bắt nạt bạn thì sao chứ. Nhưng hôm nay sau khi Cổ Thanh triết biết Cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của vợ người khác, vậy mà lại dạy dỗ Cổ Diệp Thành trước. Chẳng lẽ ông cụ cổ muốn dạy cho Cổ Diệp Thành một bài học, không muốn để hắn ta kiêu căng ương bướng nữa sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thán vận may của tên phế vật này thật sự không phải tốt bình thường, vừa rồi không để nhà họ Cổ ở trong mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy anh chắc chắn sẽ xui xẻo, nhưng không ai ngờ rằng hết lần này đến lần khác ông cụ cổ lại thay đổi tính tình sau khi cổ diệt thành kịp phản ứng một tay che mặt mình ấm ước nói ba ba đánh còn làm gì rõ ràng là tên phế vật kia bắt nạt con ba mau để cho vệ sĩ của ba dạy dỗ anh ta cổ thanh chiết thấy cổ diệt thành vẫn còn muốn để ông xử lý lâm thanh diệt trong lòng lập tức trở nên tức giận nếu ông ta dám xử lý lâm thanh diệt trở về có lẽ lạc tâm cũng sẽ sốc cả nhà họ cố lên đứa con trai không biết an phận này của mình ngay cả việc đá vào miếng sắt rồi mà cũng không biết Hết lần này tới lần khác ông ta cũng không thể giải thích cho cổ Diệt Thành là vì sao, vậy nên chỉ có thể dạy dỗ cổ Diệt Thành để che giấu. Con là đô không có trí tiến thủ, con muốn dở trò khiếm nhã với vợ của người ta, còn còn lý luận, xem ra hôm nay ba thật sự phải dạy dỗ cho con một bài học, nếu không con sẽ chỉ gây hỏa cho ba. Cổ Thanh Chiết nói xong, trực tiếp đá một cước vào người cổ Diệt Thành. Cổ Diệt Thành vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn ta nói, ba lâm thanh diện kia chỉ là một tên phế vật tại sao ba lại vì một tên phế vật mà dạy dỗ con anh ta chỉ là kẻ ăn bám hơn nữa còn đánh con không phải ba nên xử lý anh ta cho con sao cổ thanh chiết tức giận đến mức tay cũng run lên lại một cái tát rơi vào mặt cổ diệt thành mắng con nói ai là phế vật ba thấy chính con mới là tên phế vật cổ thanh chiết ra tay không thể nói là không tàn nhẫn đánh cho cổ diệt thành đau đớn rên rỉ những người xung quanh nhìn thấy đều tê cả ra đầu cầm của những người này đều sắp rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cổ thanh chiết vì một người ngoài mà hung ác xử lý cổ diệt thành như vậy. Hứa trai hiệp vốn còn tưởng cổ thanh chiết tới, lâm thanh diện chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng bây giờ người bị xử lý lại là cổ diệt thành, chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy không thể tưởng nổi. Vận may của tên phế vật này vẫn tốt như trước đây, mỗi lần anh ta gặp xui xẻo, kiểu gì cũng xuất hiện đủ loại tình huống khác nhau, không ngờ ông cụ cổ lại muốn dạy dỗ cậu cổ, hứa trai hiệp lẩm bẩm nói trước đó rất nhiều lần khi lâm thanh diện gặp xui xẻo lâm thanh diện đều bình an vô sự hơn nữa người khác lại gặp không may hứa trai hiệp vẫn cho rằng đây là vận may của lâm thanh diện có lẽ con người ta sống một cuộc sống quá uất ức đến cả ông trời cũng không chịu được nên cho anh ta một chút vận may để anh ta kéo dài hơi tàn hứa trai hiệp nghĩ thâm sau khi cổ thanh chiết hung hăng dậy dỗ cổ diệt thành một trận quay người nhìn về phía lâm thanh diện trên mặt đều là nụ cười nịnh nọt, thật ngại quá, đứa con trai này của tôi trời sinh ngang bướng, làm việc không nên làm, cũng may là không có chuyện gì, hy vọng người anh em có thể tha cho nó một lần, trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận. Bảo anh ta xin lỗi, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ cổ thanh chiết làm thế này mà Lâm Thanh Diện vẫn dám nhắc đến điều kiện, lại còn muốn cổ Diệp Thành xin lỗi, quả thực không biết tốt xấu. Lâm Thanh Diện, anh đừng không biết tốt xấu, gia chủ nhà họ cổ người ta đã dạy dỗ cậu cổ, anh còn muốn thế nào nữa, đừng cho mình ra ngô ra khoai quá, đủ rồi đó. Hứa trai hiệp vội vàng nói, tôi thấy để anh ta xin lỗi cậu cổ còn tạm được. Có người đi theo nhỏ giọng thầm thì một câu, cổ thanh chiết cũng không có bất cứ biểu cảm bất mãn gì, sau khi lâm thanh diện nói xong, lập tức quay người, đá một cước vào người cổ diệt thành, quát, nghe thấy không, mau nói xin lỗi người ta tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có chút nghi ngờ người này có phải gia chủ nhà họ cổ hay không, chủ nhân của gia tộc đệ nhất Hồng Thành, vậy mà vì Lâm Thanh Diệt lại đối xử với con của mình như vậy, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho người ta chấn kinh. Cổ Diệt Thành không phục trong lòng, để hắn ta xin lỗi một tên phế vật, quả thật còn khó hơn so với giết hắn ta. Ba, hôm nay ba bị sao vậy? Để con xin lỗi một tên phế vật, không thể nào. Cổ Thanh chiết căn răng nghiến lợi nhìn Cổ Diệp Thành, nói con có tư cách gì nói người ta là phế vật, con nhìn những việc mà con đã làm đi, nếu con không nói xin lỗi, bây giờ ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà họ Cổ, để xem không có nhà họ Cổ che chở, con có thể kiên cường thế nào. Cổ Diệp Thành nghe thấy lời này lập tức sợ hãi, hắn ta biết rất rõ tính cách của ba mình, bị dồn ép đến nóng nảy, thật sự có khả năng đuổi hắn ta ra khỏi nhà họ Cổ. Hắn ta bò dậy, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt tùy tiện nói thật xin lỗi. Lâm Thanh Diện thấy cổ Diệp Thành không có thành ý như vậy, lại nói tiếp quỳ xuống. Cổ Diệp Thành lập tức trừng mắt, mắng con mẹ nó, mày đừng có được một tấc lại muốn một thước, ba tao đột nhiên trúng gió nên mới ở trước mặt nhiều người như vậy dạy dỗ tao, mày thật sự cho rằng mày có tư cách để nhận lời xin lỗi của tao à? Nói cho mày biết, người không biết điều, cuối cùng đều chết rất thảm. Đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật không biết điều, Cổ Diệt Thành đã nói xin lỗi, Lâm Thanh Diện lại còn muốn hắn ta quỳ xuống, thực sự có chút kiêu căng. Cổ Thanh Chiết lại không cảm thấy yêu cầu này của Lâm Thanh Diện có gì quá đáng, dù sao người này có thể tiện tay hủy diệt nhà họ cổ, con của ông ta phi lễ với vợ người ta, người ta không trực tiếp phế nhà họ cổ của bọn họ đã là rất tốt rồi. Cổ Thanh Chiết một cước đá vào mông Cổ Diệt Thành, giận dữ hết, quỳ xuống xin lỗi người ta. Đám người vô cùng ngạc nhiên gia chủ nhà họ cổ vậy mà thật sự để con trai mình quỳ xuống nói xin lỗi người khác cổ diệp thành căn răng dưới mệnh lệnh của ba hắn ta hắn cũng không dám vi phạm chỉ có thể từ từ quỳ gối xuống trước mặt lâm thanh diện mở miệng nói thật xin lỗi lúc này lâm thanh diện mới không có ý định tiếp tục so đo với cổ diệp thành nữa cổ thanh chiết tiến lên xoay người cười nói người anh em không biết lần này cậu đã hài lòng chưa lâm thanh diện nhẹ gật đâu mở miệng nói sau này quản tốt con trai của ông, nếu chuyện thể này còn xảy ra, tôi cũng không tiếp tục nể mặt nữa. Cổ thanh chiết lập tức gật đầu, nói cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, không để nó đến tìm cậu gây phiền phức. Lâm thanh diện quay người, dắt tay hứa bích hoài, đi ra phía ngoài quán ba. Cổ thanh chiết nhìn lâm thanh diện đưa hứa bích hoài ra khỏi quán ba, lúc này mới thở phào một hơi. Hôm nay thật sự là hữu kinh vô hiểm, nếu thật sự chọc giận lâm thanh diện, gia tộc đệ nhất Hồng Thành, chỉ sợ cũng phải đổi chủ. Ông ta quay người trở lại quán ba, nhìn chăm chăm vào đám người, giọng nói lạnh lùng, sau này nếu mấy người còn dám xúi bẩy con trai ta gây rắc rối, đừng trách cổ thanh chiết ta không khách khí. Tất cả mọi người đều rụt cổ lại, không một ai dám nói chuyện. Con cái đồ không có trí tiến thủ, cùng ba trở về. Cổ thanh chiết nói xong, liền dẫn cổ diệt thành rời khỏi quán ba. Mấy người trong quán ba thở phào một hơi, thâm nghĩ cổ thanh chiết thật sự là đáng sợ lâm thanh diện này thật sự là may mắn vậy mà lại đụng phải lúc ông cụ cổ điên lên nếu không phải hôm nay ông cụ cổ đột nhiên tích cực thì anh ta coi như xong rồi có lẽ đây chính là ngốc có phúc của ngốc càng ngu xuẩn thì lại càng may mắn may mắn cái rắm mấy người tưởng là sau khi chuyện này qua đi cậu cổ sẽ bỏ qua cho lâm thanh diện sao thôi thấy có kết cục thảm hại hơn đang chờ lâm thanh diện đấy về đến nhà Lâm Thanh Diện đem Hứa Bích Hoài đang say trở về phòng, đặt nằm lên giường. Lúc đầu anh định đi rót cho Hứa Bích Hoài cốc nước, lúc này Hứa Bích Hoài đột nhiên ôm lấy anh. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với Hứa Bích Hoài, hơn nữa anh còn đè Hứa Bích Hoài dưới thân mình. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, một lúc lâu, nói: "Hôm nay cảm ơn anh." Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói: "Em là vợ của anh, còn phải cảm ơn cái gì?" nếu như ngay cả việc bảo vệ em mà anh cũng không làm được vậy anh thật sự quá vô dụng hứa bích hoài ấm áp trong lòng đột nhiên cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn dưới tác dụng của côn trong lòng cô xuất hiện một loại cảm giác xúc động nào đó khiến cô muốn cùng lâm thanh diện lâm thanh diện cũng trở nên căng thẳng từ từ hướng về phía môi hứa bích hoài hứa bích hoài nhắm mắt lại mặc cho lâm thanh diện làm gì đó với mình mềm mại ướt át triền miên lâm thanh diện cảm giác trái tim của mình đập vô cùng nhanh anh không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình và hứa bích hoài lại được thực hiện thế này hơn nữa dưới bầu không khí mập mờ thế này lâm thanh diện cảm thấy cho dù anh tiến hành một chút hành động xa hơn cũng là hợp lý hứa bích hoài không hề phản kháng chút nào cô cũng đang đợi sự sủng hạnh của lâm thanh diện tên ngốc này cuối cùng cũng đã thông suốt rồi sao ngay khi hai người đang muốn bắt đầu bước tiếp theo thì giọng nói của tống huyền khanh vang lên từ bên ngoài con gái, con về rồi sao? Lâm Thanh Diện ngay lập tức đứng dậy khỏi người hứa Bích Hoài, hứa Bích Hoài cũng ngồi dậy khỏi giường. Hai người đều mang vẻ mặt vô cùng xấu hổ, bầu không khí mập mờ vừa rồi cũng biến mất không còn tâm hơi. Về rồi, hứa Bích Hoài nói. Hôm nay nói chuyện với cậu cổ thế nào? Tống Huyền Khanh hỏi. Chẳng ra sao cả, con hơi mệt, đi ngủ trước đây. Hứa Bích Hoài nghe thấy hai chữ cậu cổ, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Tống Huyền Khanh nói thầm vài câu trước của sau đó mới trở về phòng. Vì bầu không khí vừa rồi đã bị phá hủy hoàn toàn, trong lúc nhất thời hứa Bích Hoài mất đi cảm xúc, hướng Lâm Thanh Diện nói cái đó, em đi ngủ trước. Tiếp theo đồ đỏ mặt nằm xuống giường. Anh đi rót cho em cốc nước, Lâm Thanh Diện cũng lúng túng nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Tối hôm đó, mãi đến tận 3 giờ sáng Lâm Thanh Diện mới ngủ được anh vẫn luôn chờ đợi cơ hội, muốn tiếp tục triền miên với hứa bích hoài. Đáng tiếc mặc dù có tác dụng của cồn, hứa bích hoài có chút hưng phấn, nhưng không bao lâu liên tiến vào mộng đẹp. Lâm thanh diện bất đắc dĩ, nghĩ thâm sau này có cơ hội nhất định phải cùng hứa bích hoài dọn ra ngoài, nếu không mỗi lần bị tống nguyên khanh quấy dây, thật sự là khiến cho người ta phát điên. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đưa hứa Bích Hoài đi làm, sau khi nhìn hứa Bích Hoài tiến vào công ty, anh định lái xe trở về đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên lục thiên điệp gửi cho anh một tin nhắn bây giờ đến gặp tôi ngay nếu như anh không tới tôi sẽ gửi bức ảnh kia cho bích hoài sau đó chính là một địa chỉ lâm thanh diện bất đắc dĩ đúng lúc anh cũng đang muốn nói chuyện cẩn thận với lục thiên điệp vậy nên anh lái xe đi đến chỗ của lục thiên điệp địa chỉ lục thiên điệp gửi cho lâm thanh diện là một khách sạn sau khi lâm thanh diện đến cửa khách sạn Đến quầy lễ tân hỏi một chút xem Lục Thiên Điệp ở phòng nào. Bạn gái của ngài đang ở phòng 3105 đợi ngài, nhân viên lễ tân trả lời. Lâm Thanh Diện nhìn lễ tân một chút, sau đó nói, cô ta không phải bạn gái của tôi. Nhưng cô gái kia nói ngài là bạn trai của cô ấy. Lễ tân trả lời. Lâm Thanh Diện thở dài, quay người lên lầu, đến cửa phòng 3105. Anh gõ cửa phòng, một lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Sau đó Lâm Thanh Diện thấy Lục Thiên Điệp vừa mới tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt súng. chương 133, không có chút ý nghĩa nào với tôi. Tôi như vậy có gợi cảm không? Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, dùng ánh mắt quyển rũ nói. Lâm Thanh Diện từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn vào mắt Lục Thiên Điệp, những chỗ khác đều không nhìn đến. Nói chuyện chính đi, tôi không muốn lãng phí thời gian, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Lục Thiên Điệp lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng mất mát, thân hình của cô ta chắc chắn được coi là cao cấp, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có thể nói là mê hoặc hàng vạn người đàn ông, nhưng Lâm Thanh Diện thậm chí không thèm nhìn. "Lâm Thanh Diện, anh đã đến những nơi như Mãn Thiên Tinh, cũng không cần phải giả vờ trước mặt tôi có được không? Tôi không tin dựa vào vóc dáng và vẻ đẹp của tôi mà không thể so sánh với những người phụ nữ trong Mãn Thiên Tinh." Lục Thiên Điệp tức giận bất bình nói. "Tôi đến Mãn Thiên Tinh chỉ để tìm bạn." cũng không phải như cô nghĩ, Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp nhếch miệng, rõ ràng là không tin Lâm Thanh Diện, nhưng cũng không tranh luận, cô ta quay người vào trong phòng. Lâm Thanh Diện cũng đi vào theo, Lục Thiên Điệp thấy anh không đóng cửa liền nói, đóng cửa phòng lại, chẳng lẽ anh muốn những người đi qua đều thấy tôi thế này? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, đành phải đóng cửa phòng lại. Xóa tấm hình kia đi, giữa tôi và cô không có gì, cô chụp hình cũng không thay đổi được điều gì, Lâm Thanh Diện nói lục thiên điệp nhìn vẻ mặt lạnh lùng của lâm thanh diện lập tức ủy khuất tên này đến tìm cô ta cũng chỉ là vì để cô ta xóa tấm ảnh kia cô ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy thế mà lâm thanh diện cũng không hề có ý định phát sinh gì đó với cô ta sao anh có thể ngốc như vậy bây giờ trong phòng này cũng chỉ có tôi và anh tôi còn ăn mặc thế này anh cũng không có ý gì sao cho dù anh muốn làm gì đó với tôi tôi cũng không có ý kiến lục thiên điệp nói thật xin lỗi tôi đến đây chỉ để nói rõ với cô tôi đến mãn thiên tinh là để tìm bạn cả đời này tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ đó là bích hoài những tâm hình kia cũng không nói lên điều gì lâm thanh diện tỏ rõ thái độ của mình lục thiên điệp căn môi lúc đầu cô ta còn tưởng rằng mình có tấm hình này lâm thanh diện thế nào cũng sẽ thỏa hiệp với cô ta một chút nhưng cô ta đã quá coi thường ý chí của lâm thanh diện nhưng lâm thanh diện càng như vậy cô ta lại càng muốn có được lâm thanh diện hư trên bức ảnh chụp rất rõ ràng là anh đè tôi xuống giường tại sao nói không thể nói lên điều gì anh tưởng rằng bích hoài nhìn thấy tấm ảnh này vẫn còn tin tưởng anh sao lục thiên điệp nói đừng cố tình gây sự cô làm như vậy chỉ tự gây phiên phức cho chính mình lâm thanh diện thở dài nói lục thiên điệp ra vẻ không quan trọng nói phiền phức phiền phức lớn nhất của tôi chính là việc anh hoàn toàn không để tôi vào trong mắt anh có biết rằng mỗi buổi tối tôi đều phải nghĩ về anh mới có thể ngủ được mỗi ngày trong giấc mơ của tôi đều là anh, mỗi ngày tôi đều tưởng tượng anh có thể nhìn tôi nhiều thêm một chút, dù chỉ là chơi đùa với tôi cũng được. Lâm Thanh Diện, tôi biết mấy năm nay Bích Hoài hoàn toàn không để anh chạm vào, anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu, Bích Hoài ngốc, nhưng tôi không ngốc, tôi có thể thỏa mãn anh, hơn nữa tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, anh thành toàn cho tôi có được không. Lục Thiên Điệp càng ngày càng kích động, có thể thấy trong thời gian này cô ta thực sự có rất nhiều ấm ức nhưng lâm thanh diện cảm thấy đó không phải lỗi của mình đời này anh chỉ có một mình hứa bích hoài không ai có thể thay đổi được cô bình tĩnh một chút đi chờ qua khỏi quãng thời gian này cô sẽ suy nghĩ rõ ràng lâm thanh diện nói lục thiên điệp thấy lâm thanh diện vẫn là lạnh lùng như vậy sau khi nhìn anh với ánh mắt u oán trực tiếp kéo khăn tắm trên người mình xuống lâm thanh diện lập tức quay người không nhìn lục thiên điệp nữa lâm thanh diện tôi nói cho anh biết nếu hôm nay anh không chạm vào tôi, tôi sẽ đưa ảnh chụp cho Bích Hoài, dựa vào tính cách của Bích Hoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, tôi không lấy được thì người khác cũng đừng hòng đạt được, Lục Thiên Điệp nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, cảm thấy Lục Thiên Điệp đã đi vào chỗ bế tắc. Cho dù Lục Thiên Điệp uy hiếp anh như vậy, anh cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với hứa Bích Hoài, về phần bức ảnh kia, đến lúc đó giải thích rõ ràng cho hứa Bích Hoài là được anh không có ý định tiếp tục nói gì với lục thiên điệp liền đi thẳng ra ngoài lục thiên điệp thấy lâm thanh diện không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của cô ta lập tức gấp gáp lâm thanh diện anh sẽ hối hận lâm thanh diện cũng không dừng lại mở cửa phòng đi ra ngoài sau đó giúp lục thiên điệp đóng cửa lại lục thiên điệp sụp đổ trong nháy mắt trực tiếp ngồi xuống ghế salon khóc cô ta cũng không thật sự muốn gửi bức hình kia cho hứa bích hoài chỉ là muốn uy hiếp lâm thanh diện một chút để thái độ của anh đối với cô ta thay đổi một chút mà thôi nhưng cô ta đã quá coi thường ý chí của lâm thanh diện cho dù như vậy lâm thanh diện vẫn không làm bất cứ điều gì với cô ta chẳng lẽ cả đời này mình chỉ có thể yêu đơn phương thôi sao khóc trên ghế salon hồi lâu lục thiên điệp mặc quần áo vào lấy điện thoại di động ra định xóa tấm hình kia đi đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên đôi mắt cô ta lập tức sáng lên nghĩ thầm chắc chắn Lâm Thanh Diện sợ cô ta gửi ảnh chụp cho hứa Bích Hoài nên trở lại. Cô ta cất điện thoại di động đi, nhanh chóng đi về phía cửa, sửa sang lại quần áo của mình một chút sau đó mở cửa, cười nói anh còn chưa về sao. Nhưng sau một giây cô ta liền ngẩn người, vì người đứng trước cửa không phải Lâm Thanh Diện, mà là một người phụ nữ có khí chất vô cùng cao quý. Lạc tâm, cô, cô là ai? Lục Thiên Điệp vô cùng nghi ngờ hỏi lạc tâm nở nụ cười châm chọc với lục thiên điệp và nói cô rất muốn có được lâm thanh diện sao tôi tới để giúp cô ra khỏi khách sạn lâm thanh diện thật sự thở phào nhẹ nhõm vừa rồi nếu như lục thiên điệp chủ động thêm một chút anh thật sự không biết mình có thể khống chế được hay không dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đối với sắc đẹp như vậy không có cảm giác chính là gạt người chỉ là anh không chế bản thân không muốn phạm sai lầm mà thôi vấn đề của phụ nữ thật sự khiến người ta đau đầu xem ra trở về còn phải cẩn thận giải thích với bích hoài lâm thanh diện cảm khái một câu muốn lái xe đi đúng lúc này có mấy người bước nhanh chân đi về phía anh lâm thanh diện quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện là cổ thanh chiết cùng mấy người vệ sĩ của ông ta cổ thanh chiết cười nhìn lâm thanh diện nói cậu chủ thật sự là trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây tôi đang muốn tìm anh đây tìm tôi làm gì lâm thanh diện hỏi là thế này, vài ngày nữa nhà họ cổ chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc tối, đến lúc đó sẽ mời một chút nhân vật nổi tiếng trong xã hội đến tham gia. Hôm qua đứa con trai vô tri của tôi chọc phải cậu chủ, tôi đã thay cậu chủ xử lý nó, vì muốn nhận lỗi với cậu chủ, tôi muốn mời cậu chủ tham dự bữa tiệc lần này. Cổ Thanh Chiết mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm bữa tiệc tối của nhà họ cổ sẽ có rất nhiều tinh anh trong xã hội tham dự, đối với loại tiệc tối thể này anh không hề cảm thấy hứng thú, nhưng nếu hứa Bích Hoài tham gia, đến lúc đó có thể mở rộng quan hệ đối với sự phát triển của Hứa Bích Hoài cũng có chỗ tốt vậy tôi có thể dẫn người đến tham gia không Lâm Thanh Diện hỏi có thiết cậu chủ muốn đưa bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu người ngài là vị khách vô cùng quan trọng trong bữa tiệc lần này đương nhiên tất cả đều nghe theo ngài Cổ Thanh Chiết nói Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu nói vậy được đến lúc đó tôi sẽ qua xem một chút Cổ Thanh Chiết lập tức nói địa chỉ tổ chức bữa tiệc tối cho Lâm Thanh Diện sau đó hai người lưu lại số điện thoại của nhau để tiện cho việc liên lạc sau khi nhìn thấy lâm thanh diện lái xe rời đi cổ thanh chiết mới thở dài một hơi đối mặt với lâm thanh diện ông ta có cảm giác áp lực vô tận đi thôi cô lạc cũng đã tiến vào khách sạn chúng ta ở dưới đại sảnh chờ một nhóm người đi vào khách sạn mà lâm thanh diện vừa mới đi ra trạng vạng tối lâm thanh diện đón hứa bích hoài về nhà hai người bước cửa đều cảm thấy trong bầu không khí có mùi thuốc súng tống huyền khanh và hứa quốc hoa đều mang sắc mặt âm châm ngôi trên ghế salon không nói lời nào hứa bích hoài cảm thấy vô cùng kỳ lạ không biết hai người làm sao mà sau khi lâm thanh diện đi vào đại khái đã đoán được hai người bọn họ tại sao lại có vẻ mặt như vậy ba mẹ hai người bị sao vậy hứa bích hoài hỏi tống huyền khanh nhìn về phía hứa bích hoài và lâm thanh diện tức giận quát làm sao cái này cần phải hỏi chồng phế vật của con." Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, nói, "Lâm Thanh Diện gần đây cũng không chọc giận ai, mấy người đừng có chuyện gì cũng đẩy lên người Lâm Thanh Diện." Tống Huyền Khanh cười lạnh một tiếng, nói, "Đẩy lên người nó? Chuyện này nếu đẩy cho người khác cũng không đẩy được đâu. Tối hôm qua con tham gia tiệc rượu nhà họ Cổ, Lâm Thanh Diện có phải đánh người ta không?" Lúc này Hứa Bích Hoài mới kịp phản ứng, hóa ra là Tống Huyền Khanh đang tức giận vì chuyện này. Dùng đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn là sau khi hứa cha hiệp trở về đã nói lung tung với người nhà họ Hứa. Nói đến chuyện này, Hứa Bích Hoài vẫn cảm thấy tức giận trong lòng, rõ ràng là Cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của cô, nếu không phải Lâm Thanh Diện đến, chỉ sợ cô đã bị làm nhục. Dưới góc nhìn của cô, Lâm Thanh Diện đánh hắn ta đã là nhẹ nhàng rồi, cô không báo cảnh sát bắt Cổ Diệp Thành đã là tốt lắm rồi. Mẹ, Lâm Thanh Diện đánh Cổ Diệp Thành là vì con. Cổ Diệp Thành muốn dở trò khiếm nhã với con, Lâm Thanh Diện đang bảo vệ con, hơn nữa sau khi gia chủ nhà họ cổ xuất hiện, cũng dạy dỗ Cổ Diệp Thành, hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh hoàn toàn không tin lời của hứa Bích Hoài, nói con đừng có giải thích cho tên phế vật này, tiệc rượu ngày hôm qua trai hiệp cũng đi, nó nói Lâm Thanh Diện không chỉ đánh cậu cổ trong bữa tiệc, hơn nữa còn ép gia chủ nhà họ cổ tắt cậu cổ, anh ta thế này là muốn dồn cả nhà chúng ta vào chỗ chết sao. Hứa Bích Hoài im lặng, không ngờ mọi chuyện được nói ra từ trong miệng hứa cha hiệp lại trở thành lâm thanh diện ép gia chủ nhà họ cổ tát cổ diệp thành rõ ràng là gia chủ nhà họ cổ tự không nhìn được hành vi của con mình nên muốn dạy dỗ hắn ta mà thôi mẹ đó là hứa cha hiệp nói mò mẹ đừng nghe anh ta anh ta cố tình muốn bêu xấu lâm thanh diện hứa bích hoài nói con gái đến lúc này rồi mà con vẫn giải thích cho lâm thanh diện sau khi ông cụ biết chuyện này đã hỏi thăm những người tham gia bữa tiệc hôm đó một chút tất cả mọi người cũng nói những gì hứa cha hiệp nói đều là sự thật, chẳng lẽ những người này cũng đều là nói mò. Chẳng lẽ còn còn chưa biết địa vị của nhà họ cổ ở Hồng Thành sao? Đây chính là đệ nhất gia tộc ở Hồng Thành, lần này Lâm Thanh Diện đánh cậu cổ ở trước mặt mọi người, còn ép gia chủ nhà họ cổ dạy dỗ con của ông ta, con cho rằng nhà họ cổ sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Làm không tốt, tất cả những người trong nhà của chúng ta đều sẽ bị tên phế vật này liên lụy. Tống Huyền Khanh nói xong, Cả người giống như sắp chết đi, đặc tội với nhà họ Cổ là chuyện lớn, dù sao thế lực của nhà họ Cổ ở Hồng Thành muốn xử lý bọn họ thì dễ như trở bàn tay. "Mẹ, mọi chuyện thật sự không phải như mẹ nghĩ, hôm qua Hứa Bích Hoài vẫn muốn giải thích." Tống Huyền Khanh hoàn toàn không nghe được, bà ta nói tiếp, "Hơn nữa gần đây nhà họ Cổ sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, ông cụ đang nghĩ làm thế nào mới có đủ tư cách để tham gia bữa tiệc tối này." Lâm Thanh Diện làm như vậy chắc chắn tiệc tối sẽ không thể tham gia, con cảm thấy ông cụ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lâm Thanh Diện nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lúc này mới nói, không sao, chuyện ngày hôm qua đúng là cổ diệt thành sai, gia chủ nhà họ cổ dạy dỗ hắn ta là đúng, hơn nữa, bữa tiệc tối này người nhà họ hứa có thể tham gia. Vẻ mặt Tống Huyền Khanh lập tức trở nên dữ tợn, bà ta nói, cậu tưởng rằng nhà họ cổ do cậu quyết định sao? Người nhà họ hứa nếu có thể tham gia bữa tiệc tối này thì chỉ có quỷ, hơn nữa không chừng vì lỗi này của cậu, nhà họ cổ sẽ trách tội nhà họ hứa, đến lúc đã chúng ta đừng nghĩ đến điều gì tốt đẹp. Hai người mau chóng ra ngoài cùng tôi, chuyện này đã chuyển đến nhà họ hứa, ông cụ đang chờ hai người đi qua. Lâm Thanh Diện, đây là do cậu tự tìm đường chết, đến lúc đó không ai có thể cứu được cậu. chương 134, lời mời dự tiệc nhà họ cổ. Lâm Thanh Diện thấy Tống Nguyên Khanh không tin lời của mình nói, nên cũng không tranh biện nữa, anh biết chỉ nói miệng không thì vĩnh viễn không thể để loại người như bà tin được hứa bích hoài cảm thấy uất ức thay cho lâm thanh diện nhưng mà kinh nghiệm nhiều lần đã nói cho hứa bích hoài biết chưa đến thời khắc chân tướng xuất hiện thì mấy người này vĩnh viễn sẽ không tin lâm thanh diện thành kiến của mọi người chính là cố chấp như vậy có lúc số thành kiến này có thể ép chết một người vô tội cũng may nội tâm lâm thanh diện mạnh mẽ vốn không để mấy thành kiến này vào trong lòng mình một nhà ra khỏi biệt thự lâm thanh diện định lái xe đưa bọn họ đến biệt thự nhà họ hứa hứa quốc hoa mở miệng nói với sắc mặt âm châm đưa chìa khóa cho tôi để tôi lái xe lâm thanh diện cũng không từ chối đưa chìa khóa cho hứa quốc hoa thật đúng là sao trổi đồ của nhà chúng tôi sau này không cho phép cậu đụng nữa hứa quốc hoa lẩm bẩm một câu đến biệt thự nhà họ hứa bốn người đi vào bên trong biệt thự nhìn thấy trong phòng khách đã ngồi đây người Đám người nhìn thấy một nhà Tống Huyền Khanh đến, đều lập tức đứng dậy, tràn đầy địch ý mà nhìn bọn họ. Tống Huyền Khanh chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, bất chi bất giác cúi đầu xuống, giống như đã phạm một lỗi lớn vậy. Đám người vây về phía một nhà Tống Huyền Khanh, bắt đầu thảo phạt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, tên phế vật nhà cậu, thật đúng là sao chổi của nhà họ Hứa bọn tôi, cậu chọc vào ai mà không được, mà lại đi chọc vào cậu chủ cổ, cậu mong nhà họ Hứa đi tong lắm sao? Thứ chết tiệt này, tự mình muốn chết thì cũng thôi đi, bây giờ hại chúng tôi phải cùng xui xẻo, nếu như nhà họ Cổ phát hỏa, chúng tôi không chạy được ai hết. Hứa Quốc Hoa, xem con rể ngoan nhà ông đi, cậu ta quả thực là giống y như ông, vô dụng đến cực điểm, còn toàn là gây họa cho chúng tôi nữa. Vẻ mặt Hứa Quốc Hoa lúng túng, cũng không dám phản bác, trong lòng thì hận Lâm Thanh Diện đến ngứa cả răng. Chuyện Lâm Thanh Diện chọc đến nhà họ Cổ, rất có thể sẽ đem đến tai nạn mà trước đây chưa từng có cho nhà họ Hứa, điều này chắc chắn là bằng với việc động đến lợi ích của đám người này, cho nên bọn họ cũng không cần khách sáo với một nhà Lâm Thanh diện nữa. Hứa Bích Hoài nghe thấy mấy lời khó nghe của đám người này, bàn tay siết chặt lại, cho dù là người xa lạ, chỉ e là còn lương thiện hơn đám thân thích này của cô nhiều. Đám người này thật sự quá đáng ghét rồi. Được rồi, mọi người đều bình tĩnh chút đi, xử lý Lâm Thanh diện như thế nào? để ông nội quyết định đi thanh âm của hứa trai hiệp vang lên anh ta cười lạnh mà nhìn về phía lâm thanh diện một cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác đám người đều nhường đường cho lâm thanh diện để anh đi đến trước mặt hứa mạn tranh hứa mạn tranh lúc này đang ngồi trên ghế sofa sắc mặt tái xanh một tay không ngừng run rẩy bệnh lần trước của ông ta mới khỏi không bao lâu lần này lại suýt chút nữa bị tức đến tái phát rồi mau cút đến trước mặt ông cụ tả tội đi, cậu còn cà rề ở đó làm gì? Một người mở miệng hét. Bốn người Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt hứa mạn tranh, Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài đứng thẳng người, còn Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa thì khom lưng cúi đầu. Ông cụ, chuyện lần này thật sự là do Lâm Thanh Diện tự mình gây ra, không có liên quan đến bọn con A, ba muốn trừng phạt thì phạt Lâm Thanh Diện được rồi, Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lập tức thay Lâm Thanh Diện biện giải, ông nội, chuyện lần này không trách được Lâm Thanh Diện, là cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của cháu, Lâm Thanh Diện là do bảo vệ cháu. Hứa trai hiệp ở bên cạnh lập tức cười lạnh nói, hứa bích hoài, đã là lúc nào rồi, chị đừng biện giải thay cho Lâm Thanh Diện nữa, cho dù thế nào đi nữa, đều tại vì anh ta mà cậu chủ cổ mới bị ba anh ta đánh, chị cảm thấy cậu chủ cổ sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Đủ rồi. Hứa mạn tranh tức giận quát một tiếng, một đám khốn khiếp chỉ biết chuốc thêm phiền phức cho ta không có đứa nào là làm người khác đỡ lo được hết cả phòng khách lập tức yên tĩnh lại bích hoài ông tín nhiệm cháu như vậy để cháu làm giám đốc của công ty cháu hồi báo ông như vậy sao tiệc rượu hôm qua cháu cũng có mặt tại sao không ngăn lâm thanh diện lại không lẽ cháu muốn nhìn nhà họ hứa bị rơi xuống hố lửa sao hứa mạn tranh nhìn chằm chằm vào hứa bích hoài chất vấn hứa bích hoài vội vàng mở miệng ông nội không phải như ông nghĩ đâu, là cổ Diệp Thành có mưu đồ bất chính với cháu, Lâm Thanh Diện ngăn cản anh ta mà thôi. Hứa mạn tranh đột nhiên đập bàn một cái, mở miệng nói, chuyện đến nước này rồi, cháu còn thay tên phế vật Lâm Thanh Diện này biện giải nữa, thật quá khiến ông thất vọng rồi. Ông đã hỏi qua mấy người có tham gia tiệc rượu vào ngày hôm qua, bọn họ đều nói là Lâm Thanh Diện gây rắc rối cho cậu chủ cổ, còn ép ra chủ nhà họ cổ giáo huấn cậu chủ cổ nữa, không lẽ bọn họ đều đang nói đối sao? Hứa Bích Hoài lúc này mới cảm nhận được sức mạnh tam nhân thành hổ, ba người nói có hổ thì mọi người sẽ tin là có hổ thật, khi tất cả mọi người đều có thành kiến với một người, thì người đó ngay cả quyền giải thích cũng không có. Thời gian này chính là bữa tiệc của nhà họ cổ, ông phí tâm tư muốn tham gia cái bữa tiệc này, đến lúc đó nếu như có thể giao hảo với nhà họ cổ, thì nhà họ hứa ta nói không chừng sẽ có thể chen chân vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu ở Hồng Thành rồi. Ông vốn đã tìm bạn tốt, để người đó đi giúp đỡ nói một chút phát một tấm thiệp mời cho nhà họ Hứa, kết quả sau khi chuyện hôm qua xảy ra xong, người bạn đó của ta căn bản không quan tâm chuyện này nữa. Tương lai của nhà họ Hứa bị hủy trong tay của tên phế vật nhà cậu. Hơn nữa cậu khiến cho gia chủ nhà họ cổ phải giáo huấn cậu chủ cổ ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu tưởng ông ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tất cả người nhà họ Hứa đều sẽ gặp tai ương cùng với cậu. Hứa Mạn Tranh càng nói càng kích động, suýt chút nữa đứng dậy trực tiếp cho Lâm Thanh diện vài cái tát rồi. Ông nội, tên phế vật này làm ra loại chuyện này, quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà chúng ta. Theo cháu thấy, chúng ta nên đuổi anh ta ra ngoài bây giờ, phủi sạch quan hệ, nói không chừng nhà họ cổ sẽ không gây phiền phức cho chúng ta nữa, hứa trai hiệp nhân lúc mượn gió bẻ măng mà nói. Không sai, đuổi cậu ta ra ngoài đi, loại sao chổi này, không thể giữ được. Đuổi ra khỏi nhà họ hứa, không thể để anh ta tiếp tục ở lại nhà họ hứa nữa, nếu không không biết chừng lại xảy ra thêm chuyện gì nữa đói bây giờ bảo cậu ta cút đi, chuyện cậu ta làm, không có chút quan hệ gì với chúng ta hết. Tống Nguyên Khanh nhìn Lâm Thanh Diện, vươn tay chọt anh một cái, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, nếu như cậu còn có chút não thì bây giờ phủi sạch quan hệ với nhà họ hứa tôi đi, để mặt cậu nộp phí vật nghiệp, tôi có thể cho cậu ở một cái nhà kho. Hứa Bích Hoài thấy mọi người đều nhất trí muốn Lâm Thanh Diện cút ra khỏi nhà họ hứa, vẻ mặt cô sốt sắng, nhưng miệng nhiều người xối chảy vàng, một mình cô căn bản không thể thuyết phục mấy người này. Lâm Thanh Diện nghe đám người này càm giảm càm giảm, vốn không có chút hoảng loạn nào, tiếp đó dùng một thanh âm có sức xuyên thấu cực mạnh mà nói, tôi có thể bảo đảm, nhà họ cổ sẽ không đến gây phiền phức, hơn nữa tôi có thể khiến nhà họ cổ đến mời ông tham gia bữa tiệc. Lời này của anh vừa thốt ra, đám người đều yên lặng một hồi, nhưng rất nhanh lại bùng nổ. Tên phế vật này đang nằm mơ sao, cậu ta tưởng mình là ai vậy, vậy mà còn dám nói có thể khiến nhà họ cổ mời ông cụ tham gia bữa tiệc nữa chứ. Thật đúng là não bị hỏng rồi, nói cứ y như là nhà họ cổ người ta nghe lời cậu ta lắm vậy. Sắp cười chết tôi rồi, Lâm Thanh Diện không những phế, mà còn não tàn, giống như tên ngốc vậy. Nghe xong lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt hứa trai hiệp cũng lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng anh ta không có phản bác, mà đảo đôi con ngươi, rồi cười nói, Lâm Thanh Diện, anh nói trước xem anh có được nhà họ cổ mời không được mời rồi lâm thanh diện đáp ô vây thư mời đâu anh đừng có chỉ nói miệng như vậy lấy thư mời ra cho bọn tôi xem xem hứa trai hiệp lên tiếng cổ thanh chiết đích thân nói với tôi không có đưa thiệp mời lâm thanh diện nói đám người lập tức ha hả cười to trong tiếng cười tràn đầy trào phúng mẹ nó anh nói giỏi thì cũng phải đỏ mặt một chút ha loại người thích nói gì thì nói như anh tôi gặp lần đầu tiên đó hôm qua anh mới khiến gia chủ nhà họ cổ người ta mất mặt lớn như vậy người ta còn mời anh tham gia tiệc sao anh đang mơ giữa ban ngày à hứa trai hiệp cười khẩy nói tin hay không tùy cậu lâm thanh diện đáp ở hiện trường này không có ai là tin lời lâm thanh diện nói hết cho dù là hứa bích hoài cũng cảm thấy mấy lời này của lâm thanh diện có chút không đáng tin lắm dù sao bất luận thế nào đi nữa cổ thanh chiết hôm qua cũng mất mặt rồi Người ta quả thực không thể quay đầu lại mời Lâm Thanh Diện tham gia bữa tiệc được. Trừ phi thân phận của Lâm Thanh Diện hoàn toàn có thể đè ép cổ Thanh Chiết, nhưng Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành này mấy năm rồi, tất cả mọi người đều biết anh là một tên phế vật, anh làm sao có thể đè ép gia chủ của đệ nhất gia tộc Hồng Thành chứ? Thật là tức chết tôi rồi, đã là lúc nào rồi mà cậu còn ở đây xem tôi là tên ngốc nữa, cậu thật sự tưởng rằng tôi sẽ không chủ động đuổi cậu ra ngoài sao? Hứa Mạn Tranh tức giận nói. Trên mặt hứa cha hiệp lộ ra nụ cười âm hiểm, mở miệng nói, ông nội, nói không chừng anh ta nói thật đó, dù sao lâm thanh diện người ta là người mà ngay cả tập đoàn thiên dương cũng có thể xử lý cơ mà, hay là để anh ta đi thử xem, lỡ như thật sự thành công thì sao? Không ít người đều cười lên, cảm thấy hứa cha hiệp đây là đang nói một câu chuyện cười. Hứa cha hiệp thì nghĩ, dù sao lâm thanh diện hôm nay cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chỉ bằng để anh mất mặt thêm một chút nữa. Cậu ta nói không sai, ông có thể để tôi thử, nếu như tôi không thể khiến nhà họ cổ mời ông, ông hẵng đuổi tôi ra ngoài cũng không muộn, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa trai hiệp không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự giả vờ giả vịt theo lời của anh ta, trong lòng khinh miệt. Mẹ nó, tên phế vật này thật sự có thể thuyết phục nhà họ cổ mời ông tham gia bữa tiệc chắc. Thật đúng là não ôm xít. Hứa mạn tranh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, được thôi, vậy tôi cho cậu một cơ hội, trước 10 giờ đêm nay, nếu tôi không nhận được thư mời của nhà họ cổ, tôi sẽ đích thân đuổi cậu ra khỏi nhà họ hứa. Ý cười trên mặt của đám người càng sâu hơn, hứa mạn tranh này rõ ràng là muốn vũ nhục Lâm Thanh Diện, bây giờ chỉ còn 2 tiếng nữa là 10 giờ tối rồi, Lâm Thanh Diện cho dù có đi nhà họ cổ quỳ xuống nhận sai đi nữa, cũng không thể đem thư mời về. Sau khi hứa mạn tranh nói xong, liền đứng dậy đi lên lâu, đợi 10 giờ đến. Đám người nhà họ hứa cũng không có rời khỏi biệt thự, Muốn đợi đến giờ để tận mắt nhìn Lâm Thanh Diện bị đuổi ra ngoài. Lâm Thanh Diện ra khỏi biệt thự, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Cổ Thanh Chiết một cuộc điện thoại. "Cậu chủ, có gì giận dò sao?" Cổ Thanh Chiết cung kính nói. "Tôi muốn để nhà họ Hứa tham gia tiệc của ông, có vấn đề gì không?" Lâm Thanh Diện mở miệng nói. "Không vấn đề gì, tôi sẽ kêu người đưa thư mời đến nhà họ Hứa." Cổ Thanh Chiết mở miệng nói. Lâm Thanh Diện ừm một tiếng rồi cúp điện thoại. lúc này hứa bích hoài đi ra ngoài, cô đứng ở bên cạnh lâm thanh diện nói em đi đến nhà họ cổ với anh, chúng ta cùng xin lỗi. nói không chừng nhà họ cổ có thể cho chúng ta một phân thư mời. lâm thanh diện cười lên, mở miệng nói không cần đâu, đợi lát nữa người nhà họ cổ sẽ đến đưa thư mời qua đây. ở đây nói chuyện với anh chút đi. hứa bích hoài sướng sờ, không ngờ lâm thanh diện lại tự tin như vậy, vậy mà lại nói nhà họ cổ sẽ đưa thư mời qua đây. Hai người đứng ở bên ngoài biệt thự nói chuyện, trong lòng Hứa Bích Hoài vẫn có chút lo lắng, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có chút lo lắng nào, chỉ đành ở đây nói chuyện với anh. Rất nhanh, hơn 9 giờ, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về bên trong biệt thự. Đám người đều cười cười mà nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi Lâm Thanh Diện thư mời đâu rồi? Lâm Thanh Diện không quan tâm đến bọn họ, theo như khoảng cách từ nhà họ cổ đến biệt thự nhà họ Hứa, người đưa thư mời chắc sẽ tới nhanh thôi lúc này hứa mạn tranh từ trên lầu đi xuống, ngồi trên ghế sofa. Hứa trai hiệp cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, thư mời của anh đâu, qua nửa tiếng nữa, anh sẽ bị đuổi ra khỏi đây rồi. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, nói, thư mời sẽ được đưa đến đây nhanh thôi. Hứa trai hiệp ha hả cười to, nói, anh gạt ai vậy, hồi nấy anh ra ngoài, căn bản là không có rời khỏi biệt thự, anh ngay cả đi cầu xin người ta cũng không có, người ta làm sao có thể gửi thư mời cho anh chứ? Tôi thấy anh chính là muốn bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa đúng không? Hứa mạn tranh cũng nhìn chầm chầm vào lâm thanh diện với vẻ âm trầm, trong mắt toàn là chán ghét. Chính vào lúc hứa cha hiệp nói xong lời này, một người đàn ông mặc đồ vest đi vào bên trong biệt thự, anh ta quét nhìn đám người một cái, cất giọng nói, vị nào là ông cụ hứa mạn tranh? Là tôi, hứa mạn tranh lên tiếng. Người đàn ông mặc vest lập tức đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, đưa một tấm thư mời đẹp đẽ, mở miệng nói, "Đây là thư mời tiệc của nhà họ Cổ, xin ông cụ Hứa nhận lấy, đến lúc đó ông cụ Hứa phải nể mặt mà dắt theo người nhà đến tham gia bữa tiệc." Chương 135: Phụng lệnh đến đón ngài Lâm. Người trong phòng khách toàn bộ đều sững sờ, cả biệt thự nhất thời im lặng như tờ. Hứa Mạn Tranh nuốt nước bọt, hai tay run rẩy mà nhận lấy thư mời đó dùng một thanh âm kích động nói, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi tham gia, xin chuyển lời đến gia chủ, cảm tạ ông ta đã mời nhà họ hứa tôi đến tham gia bữa tiệc. Người mặc đồ vest đó gật đầu, sau đó lên rời khỏi biệt thự. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn sang Lâm Thanh Diện, không ngờ nhà họ cổ lại thật sự đưa thư mời đến. Thật sự là Lâm Thanh Diện làm sao? Nhà họ cổ sao lại nghe cậu ta như vậy, còn chuyên môn đến đưa thiệp mời cho chúng ta nữa? Tôi nghe nói thư mời của nhà họ Cổ mấy ngày trước đã phát hết rồi a." À, một người lên tiếng nói. Vẻ mặt hứa Bích Hoài kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện, không biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc là sao lại làm được, anh còn không có ra khỏi biệt thự, không lẽ anh chỉ gọi một cuộc điện thoại liền có thể khiến nhà họ Cổ đưa thư mời đến. Nhà họ Cổ chắc chắn không phải vì Lâm Thanh Diện nên mới đưa thư mời đến đâu, lúc đó cháu để mắt đến anh ta lâu như vậy, anh ta luôn đứng ở bên ngoài thư mời này chỉ e là nhà họ cổ vốn dĩ đã muốn đưa rồi, vẻ mặt hứa cha hiệp khó tin mà nói. Có lý, trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Thanh Diện lại không có rời khỏi biệt thự, nhà họ cổ không có lý do gì lại đưa thiệp mời đến vì cậu ta hết, không ít người lũ lượt tán đồng. Lâm Thanh Diện thấy mấy người này không tin, liền lấy điện thoại của mình ra, lắc lắc, mở miệng nói, đã là thời đại nào rồi, nhà họ cổ cách chỗ này không gân, tôi gọi điện thoại kêu bọn họ đem đến đó. Hứa trai hiệp bĩu môi, mở miệng nói, anh bớt ở đây giả vờ giả vịt đi, anh có thể có số điện thoại của người nhà họ cổ sao? Không lẽ anh đã quên hôm qua anh đối đãi với cậu chủ cổ thế nào rồi sao? Nếu như anh có số điện thoại của người nhà họ cổ, chắc mặt trời mọc từ phương Bắc rồi quá. Không sai, Lâm Thanh Diện hôm qua chọc vào nhà họ cổ như vậy, người ta làm sao có thể đến đưa thư mời vì cậu ta chứ, cậu ta tưởng mình là ai? Đúng đó, Rõ ràng là nhà họ Cổ thấy nhà họ Hứa chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, cho nên muốn chủ động kết giao với chúng ta đó thôi." Lâm Thanh Diện cạn lời, chỉ cần mấy người này không tin, bọn họ luôn có thể tìm được lý do để chứng minh suy nghĩ của mình. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh đã tốt hơn rất nhiều, rất rõ ràng là ông ta rất vui vì nhà họ Cổ có thể đem thư mời đến, còn về chuyện của Lâm Thanh Diện, ông ta đã không còn để trong lòng nữa rồi. "Ông ơi, đây chắc chắn là người nhà họ Cổ đã công nhận nhà họ Hứa chúng ta rồi, không có liên quan gì đến Lâm Thanh Diện đâu." Hứa Trai Hiệp nói với Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh gật gật đầu, mở miệng nói, "Không sai, bây giờ thực lực của nhà họ Hứa ta cũng không yếu hơn một số gia tộc khác, nhà họ Cổ chắc chắn đã công nhận địa vị của chúng ta rồi." "Vậy chúng ta vẫn đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài đi, dù sao chuyện này cũng không có liên quan gì đến Lâm Thanh Diện hết." Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh lắc đầu, nói đây tuy là sự công nhận của nhà họ cổ đối với chúng ta nhưng mà nếu nhà họ cổ đã chịu đưa thư mời đến thì nói rõ đã không đặt chuyện hôm qua vào trong lòng rồi lâm thanh diện trước đây cũng phát huy được chút tác dụng trong hạng mục với tập đoàn thiên dương tạm thời giữ lại cậu ta đi hứa trai hiệp lập tức xuất sắng, không ngờ lâm thanh diện lại may mắn tránh được một kiếp sớm biết vậy lúc đó anh ta không nên nhiều chuyện rồi ông ơi không thể giữ lại lâm thanh diện a à? anh ta chắc chắn là đã biết trước tin tức nhà họ Cổ muốn đưa thư mời cho chúng ta, nên mới dám lẽ thẳng khí hùng mà giả đò ở đây, nhà chúng ta không thể giữ lại tên phế vật này a, à, Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh xua xua tay, nói, "Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, nhà họ Cổ nói bảo ông đưa người nhà đi đến đó, số người này phải được kiểm soát tốt, thương lượng một chút xem ai sẽ đi tham gia tiệc với ông đây." Đám người lập tức vây đến, cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên đều muốn đi cùng. Hứa trai hiệp nghiến răng, không ngờ sau khi tâm trạng hứa mạn tranh chuyển biến tốt xong, vậy mà lại không truy cứu Lâm Thanh Diện nữa. Ông nội, ai đi cùng với ông cháu không quyết định được, nhưng Lâm Thanh Diện là chắc chắn không thể đi cùng, nếu không thì quá mất mặt nhà họ hứa chúng ta rồi, hứa trai hiệp nói. Ha ha, Lâm Thanh Diện người ta không phải nói nhà họ cổ đã mời cậu ta rồi sao, căn bản không cần đi cùng với ông cụ A. Có người lập tức cười nói. Hứa mạn tranh liếc Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, bữa tiệc nhà họ cổ là sự quan trọng trong quan trọng, Lâm Thanh Diện quả thực không có tư cách đi, hơn nữa về chuyện hôm qua, một nhà các người cũng đừng có đi, coi như chừng phạt đổi với các người. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vốn cũng đang nghĩ nói không chừng có thể được đi theo qua đó mở mang tầm mắt, nhưng bây giờ nghe thấy lời của Hứa Mạn Tranh, trong lòng lập tức nguội lạnh. Bọn họ đều oán hận mà nhìn sang Lâm Thanh Diện, cảm thấy bọn họ không được đi tham gia bữa tiệc nhà họ cổ, đều là lỗi của Lâm Thanh Diệt. Chỉ là không biết, cho dù không có chuyện của Lâm Thanh Diện đi nữa, hứa mạn tranh cũng chắc chắn sẽ không đưa bọn họ đi tham gia tiệc đâu. Hứa Bích Hoài thì không quan tâm cái này, cô vốn không có hứng thú gì với bữa tiệc nhà họ cổ hết. Quốc Hoa, nhà các con về trước đi, sau này quản Lâm Thanh Diện cho tốt một chút, đừng để cậu ta lại gây phiên phức ở bên ngoài nữa, hứa Mạn Tranh nói với hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa lập tức đáp lại một tiếng, sau đó nói với Tống Huyền Khanh và hứa Bích Hoài chúng ta đi thôi. Một nhà bốn người đi ra bên ngoài biệt thự, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ mặt trào phúng, miệng thì nói toàn lời châm chọc. đi đến bên ngoài, Hứa Quốc Hoa đi lái xe, Tống Huyền Khanh thì tức không chịu được, trực tiếp vươn tay nhéo vào cánh tay của Lâm Thanh Diện, mở miệng hét đều tại tên phế vật này hết. nếu như không phải cậu, bọn tôi cũng có thể đi tham gia tiệc của nhà họ cổ rồi. Bây giờ cậu Hải chúng tôi không có cơ hội kết giao với mấy đại nhân vật, cậu phải cho tôi 3 tỷ để làm bồi thường." Hứa Bích Hoài nhìn mẹ mình với vẻ không dám tin, không ngờ bà lại là loại người như vậy. "Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ tưởng nếu như không có chuyện này của Lâm Thanh Diện thì ông nội sẽ để cho người nhà chúng ta cùng đi tham gia tiệc sao? Dựa vào cái gì mà Nghệ Hâm Thanh Diện cho mẹ 3 tỷ chứ?" Hứa Bích Hoài lên tiếng. "Mẹ không quan tâm, tóm lại đây là do cậu ta nợ nhà chúng ta." Nếu như cậu ta không cho thì tối nay đừng mơ vào cửa nữa." Tống Huyền Khanh hùng hổ ép người mà nói. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh một cái, hồi nãy Tống Huyền Khanh nhéo anh cái đó thật sự là đau đó, nếu như không phải nể mặt bà là trưởng bối, Lâm Thanh Diện chỉ e đã dáng cho bà một cái tát ngã lăn quay từ lâu rồi. "Mẹ đừng có quên, bây giờ mẹ còn phải cần con nộp phí vật nghiệp đó, mẹ không cho con vào cửa, con có thể ngủ khách sạn." nhưng 300 triệu phí vật nghiệp mỗi tháng phải để mẹ tự móc tiền túi rồi, Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Tống Huyền Khanh lập tức an phận lại, mở miệng nói, chỉ biết ức hiếp mấy người hiền lành như tôi, Lâm Thanh Diện, lòng của cậu đúng thật là xấu xa. Lâm Thanh Diện cạn lời, cứ cảm thấy lời này nên là anh nói với Tống Huyền Khanh mới phải. Không lâu sau, hứa quốc hoa lái xe tới, ba người đều lên xe, lái về phía Vịnh Đằng Long. Suốt đường đi bốn người đều rất yên lặng nếu như các người muốn đi tiệc nhà họ cổ, còn có thể đưa các người đi, Lâm Thanh Diện phá vỡ sự yên lặng. Tống Huyền Khanh lập tức điên cuông mà hét lên, cậu mau cầm cái miệng của cậu đi, cậu ngoại trừ bốc phét thì còn có thể có bản lĩnh nào khác không, cậu thật sự cho rằng nhà họ cổ người ta mời cậu rồi sao? Cậu đừng có nằm mơ ở đây nữa. Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, hồi nãy anh là thành tâm muốn đưa Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa đi tham gia tiệc, nhưng nếu bọn họ đã không tin, vậy cũng không trách được Lâm Thanh Diện rồi. Mấy ngày sau đó, cả nhà họ hứa đều đang chìm đắm trong sự kích động được tham gia bữa tiệc của nhà họ cổ. Hứa mạn tranh vì muốn để cho thế hệ trẻ nhà họ hứa mở mang tâm mắt, cho nên đã toàn chọn người trẻ cùng tham gia bữa tiệc với ông ta. Đương nhiên, trong đó có bao gồm hứa trai hiệp và hứa bích huyên. Khi được biết hứa mạn tranh không định đưa hứa bích hoài cùng đi tham gia bữa tiệc, hứa bích huyên vui mừng đến gần như là nhảy cẫng lên. Ở bữa tiệc nhà họ cổ có thể quen biết được với rất nhiều tinh anh, đến lúc đó cô ta kết giao với vài người lợi hại nữa đến lúc đó cho dù hứa bích hoài đã làm giám đốc của công ty nhà họ hứa rồi đi nữa cũng không thể so với cô ta được ở thời đại này thì mạng lưới quan hệ chính là mạng lưới tài chính cho dù hứa bích hoài có làm giám đốc đi nữa nhưng nếu không có mạng lưới quan hệ thì cũng chỉ là làm công mà thôi lâm thanh diện giải thích với hứa bích hoài một chút anh thật sự đã nhận được lời mời của nhà họ cổ rồi đến lúc đó có thể đưa cô đi cùng Hứa Bích Hoài tuy có chút không tin, nhưng vì không để Lâm Thanh Diện thất vọng, nên vẫn đồng ý với anh, lúc đó sẽ cùng nhau đi. Mấy ngày nay điều khiến Hứa Bích Hoài có chút kỳ lạ chính là, Lục Thiên Điệp mỗi ngày đều đến nói chuyện với cô về Lâm Thanh Diện, tuy đều là nói chuyện không rõ ràng, nhưng Lục Thiên Điệp luôn khiến cho Hứa Bích Hoài cảm thấy, mối quan hệ của cô ta và Lâm Thanh Diện hình như đã trở nên tốt hơn một chút rồi. Hơn nữa có một lần Lục Thiên Điệp còn nói hứa một câu, nói có một buổi tối ở cùng với Lâm Thanh Diện nhưng rất nhanh lại di chuyển chủ đề rồi. Nghĩ đến gần đây số lần Lâm Thanh Diện ra ngoài vào ban đêm quả thực có chút nhiều, trong lòng Hứa Bích Hoài cứ cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần Lâm Thanh Diện ra ngoài đều nói với cô là có việc phải xử lý, cô luôn không có hoài nghi qua, nhưng Lục Thiên Điệp nói hớ ra câu đó, khiến Hứa Bích Hoài nghi ngờ, Lâm Thanh Diện ra ngoài vào buổi tối, có phải là đi tìm Lục Thiên Điệp không? Phụ nữ luôn rất tin tưởng trực giác của mình. Cô thử thăm dò mà hỏi Lâm Thanh Diện một lần, hỏi anh gần đây có thân với Lục Thiên Điệp không, Lâm Thanh Diện biểu thị là không có, điều này càng khiến Hứa Bích Hoài nghi ngờ anh và Lục Thiên Điệp có chút gì đó. Nhưng mà nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Hứa Bích Hoài vốn không thể chắc chắn, cho nên không có tìm Lâm Thanh Diện công khai nói chuyện này. Nháy mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc của nhà họ Cổ, buổi chiều Lâm Thanh Diện đến công ty của Hứa Bích Hoài, dự định đợi buổi tối sẽ cùng Hứa Bích Hoài đi tham gia bữa tiệc của nhà họ Cổ. Lúc Lâm Thanh Diện đi vào công ty, đúng lúc gặp phải hứa cha hiệp và hứa Bích Huyên đi ra từ bên trong. Hai người nhìn thấy Lâm Thanh Diện, trên mặt đều lộ ra nụ cười chào phúng. Yo, đây không phải là Lâm Thanh Diện sao, không phải anh được nhà họ cổ mời đi tham gia tiệc rồi sao, anh không mau đi nhà họ cổ đi, sao còn đến công ty rồi, hứa cha hiệp cười nói. Tôi đến đón Bích Hoài đi cùng, Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Huyên bĩu môi, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh có thể cần mặt mũi một chút được không? Anh ngay cả thư mời cũng không có. Làm sao mà tham gia tiệc của nhà họ cổ? Anh ngay cả cửa nhà họ cổ cũng không vào được nữa kìa. Tôi thấy anh đừng có ở đây mạo sưng trang hảo hán nữa. Được rồi Bích Huyên, đừng phí lời với loại ngu ngốc này nữa. Anh ta cũng chỉ có thể nói miệng cho đã ghiền thôi. Chúng ta mới là thật sự phải tham gia bữa tiệc đó. Mau về chuẩn bị một chút đi. Cùng ông nội đến nhà họ cổ, hứa trai hiệp lên tiếng. Hứa Bích Huyên gật gật đầu sau khi khinh miệt mà nhìn lâm thanh diện một cái thì đi ra khỏi công ty lâm thanh diện tiếp tục đi vào trong đến văn phòng của hứa bích hoài hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện đến có chút do so dự nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu lâm thanh diện anh muốn đưa em đi tham gia tiệc của nhà họ cổ không có thư mời thì làm sao đây lâm thanh diện cười cười nói chúng ta không cần thư mời người nhà họ cổ sẽ đến đón chúng ta hứa bích hoài sững sờ không biết Lâm Thanh Diện nói là thật hay là giả, nhà họ cổ phái người đến đón, đây phải là có mặt mũi lớn đến thể nào mới có thể hưởng loại đãi ngộ này ha? Lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Diện reo lên. Xin chào, là ngài Lâm đúng không? Tôi là tài xế của gia chủ nhà họ cổ, đến đón ngài đi tham gia bữa tiệc, xin hỏi ngài đang ở chỗ nào? Lâm Thanh Diện nói địa chỉ của công ty cho tài xế, tài xế nói 10 phút sau sẽ đến. 10 phút sau Lâm Thanh Diện nắm lấy tay hứa Bích Hoài, nói chúng ta xuống dưới đi. Hứa Bích Hoài nghĩ đến sự dị thường của Lục Thiên Điệp mấy ngày nay, đột nhiên có chút kháng cự nắm tay với Lâm Thanh Diện, cô gật gật đầu, lúc đứng dậy đã dẫy thoát ra khỏi tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vốn không để ý, tưởng rằng hứa Bích Hoài ngại ở trong công ty. Hai người cùng nhau đến cửa công ty, hứa Bích Hoài vẫn có chút nghi ngờ lời nói của Lâm Thanh Diện, dù sao nhà họ Cổ không có lý do gì phải phái người chuyên môn đến đón một mình Lâm Thanh Diện hết. Lúc này có một chiếc xe Lincoln phiên bản dài ngừng ở trước cửa công ty, một tài xế từ bên trên đi xuống, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. "Xin chào, là ngài Lâm đúng không?" Lâm Thanh Diện gật gật đầu. "Tôi là tài xế của gia chủ nhà họ Cổ, phụng lệnh đến đón ngài Lâm đi tham gia bữa tiệc." Hứa Bích Hoài nghe thấy lời này, lập tức kinh ngạc mà há hốc mồm. Tài xế của gia chủ nhà họ Cổ, không lẽ thật sự là gia chủ nhà họ Cổ đích thân mời Lâm Thanh Diện đi tham gia bữa tiệc sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 136, ai ngồi trong xe? Lên xe đi, Lâm Thanh Diện bước tới mở cửa xe, nói với Hứa Bích Hoài một câu. Hứa Bích Hoài ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng. Nhìn bộ dạng này của cô, Lâm Thanh Diện lập tức cười lên, mở miệng nói, còn không lên xe nữa thì sẽ chế đó hứa bích hoài lúc này mới phản ứng lại vội vàng gật đầu ngồi vào trong chiếc hammer đó đây là lần đầu tiên hứa bích hoài ngồi trong một chiếc xe cao cấp như vậy đôi mắt tò mò nhìn xung quanh lâm thanh diện sao anh làm được vậy hứa bích hoài đột nhiên hỏi một câu làm được cái gì lâm thanh diện hỏi ngược lại khiến nhà họ cổ lái xe đến đón anh tham gia bữa tiệc đó hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện cứ cảm thấy bí mật trên người của lâm thanh diện nhiều đến đếm không hất Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước họ làm sai rồi, nên trong lòng ông ta ái náy. Trong lòng hứa Bích Hoài biết rõ là Lâm Thanh Diện đang viện cớ, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Nơi mà nhà họ cổ tổ chức bữa tiệc là ở bên trong của nhà tổ họ cổ, nhà tổ họ cổ chiếm diện tích khá lớn, là ngôi nhà cổ đã có chút niên đại, bên trong trải dài và sâu, có nhiều sân nhỏ, không gian yên tĩnh, đủ cho cả gia tộc họ cổ ở. Bữa tiệc này được tổ chức ở sân chính của ngôi nhà, sân chính có diện tích rất lớn, mở rộng ra mọi hướng, xung quanh là hành lang được làm thủ công, lúc này cả sân được bày biện đầy đồ ăn thức uống và nhiều loại đèn trang trí, làm cho khoảng sân càng có thêm không khí của bữa tiệc. Tài xế lái chiếc Hammer đến trước cửa nhà tổ, lúc này đã có rất nhiều người đang đợi ở đây, bữa tiệc lát nữa mới bắt đầu, đợi sau khi bữa tiệc bắt đầu, bọn họ mới có thể vào trong. Hứa Mạn Tranh cũng đã đưa người nhà họ Hứa đến đây từ sớm, lúc này đang nói chuyện với một số người xung quanh. Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc Hummer đó, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào nó. Chiếc đó là xe của gia chủ nhà họ Cổ, có vẻ đây là ra ngoài đón người a, một người ở bên cạnh của Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Đám người Hứa Mạn Tranh đều nhìn về phía chiếc xe đó với vẻ mặt đầy hâm mộ, không biết người như thế nào mới có thể có tư cách được gia chủ nhà họ Cổ phái xe đi đón. Bởi vì kính xe không xuyên thấu, cho nên đám người đều không thể nhìn thấy người ngồi bên trong. Ông nội, ông nói là ai đang ngồi ở bên trong đó. Hứa trai hiệp mở miệng hỏi. Đương nhiên là người mà gia chủ nhà họ cổ vô cùng xem trọng rồi, hứa mạn tranh nói. Ông ta cũng vô cùng hâm mộ người ngồi ở trong xe, trong lòng nghĩ mình cả đời này cũng không biết có còn cơ hội được hưởng thụ loại đãi ngộ này không nữa. Nói không chừng là chồng tương lai của cháu đó cả hồng thành này còn ai có thể khiến gia chủ nhà họ cổ xem trọng như vậy nữa, hứa Bích Huyên ở bên cạnh nói một câu. Hứa mạn tranh liếc nhìn hứa Bích Huyên một cái, lần trước sau khi ông ta phát hỏa với hứa Bích Huyên, thì đã có chút nghi ngờ rằng người ta tặng lễ căn bản không phải là vì hứa Bích Huyên rồi. Hứa Bích Huyên nhìn thấy cái ánh mắt đó của hứa mạn tranh, trong lòng lập tức giấy lên hỏa khí, lầm bầm nói, hừ, các người đây là đang đố kỵ tôi, ông xã tôi sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện thôi đến lúc đó nhất định sẽ tát vào mặt các người thật mạnh chiếc hammer trực tiếp lái vào bên trong nhà tổ họ cổ hứa bích hoài nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hâm mộ của đám người bên ngoài xe trong lòng cũng có chút cảm khái đặc biệt là khi nhìn thấy trong số người hâm mộ kia cũng có bọn người hứa mạn tranh trong lòng hứa bích hoài đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm cô nhìn lâm thanh diện một cái phát hiện Lâm Thanh Diện căn bản không có chú ý đến phản ứng của mấy người bên ngoài xe, cứ giống như anh ngồi trên chiếc xe này, là một lẽ dĩ nhiên vậy. Rốt cuộc là có bối cảnh thế nào mới có thể khiến cho Lâm Thanh Diện có loại tự tin như vậy? Chiếc xe dừng lại ở trong sân, cổ thanh chiết đã chờ sẵn ở đây, nhìn Lâm Thanh Diện bước xuống xe, lập tức cúi người nginh đón. Cậu! Lâm Thanh Diện đưa cho ông ta một ánh mắt, cổ thanh chiết hiểu ý, lập tức đổi giọng. Ngài Lâm, Ngài đến rồi." Lâm Thanh Diện gật gật đầu. Hứa Bích Hoài cũng theo xuống xe, Cổ Thanh Chiết lịch sự cười với cô, mở miệng nói, "Bà Lâm, chuyện lần trước là con trai tôi không đúng, tôi đã dạy dỗ nó rồi, hy vọng cô có thể khoan hồng độ lượng, đừng so đo chuyện cũ." Vẻ mặt Hứa Bích Hoài kinh ngạc mà nhìn Cổ Thanh Chiết, không ngờ ông ta lại có thái độ tốt như vậy, đây hoàn toàn không có chút dáng vẻ của gia chủ nhà họ Cổ a. À? Không lẽ là bởi vì con trai ông ta đã ức hiếp mình? Cho dù nguyên nhân là gì, Hứa Bích Hoài lần đầu nghe thấy có người gọi cô bằng xưng hô bà Lâm, cứ cảm thấy có chút quái quái. Chúng ta vào bên trong đi, bữa tiệc phải đợi lát nữa mới bắt đầu, các người vào trong nghỉ ngơi trước một lát, bên trong đã có vài vị đợi sẵn rồi, Cổ Thanh Chiết nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng với Hứa Bích Hoài đi vào bên trong phòng khách rộng lớn dưới sự dẫn đường của Cổ Thanh Chiết, bên trong có đặt vài cái tủ trưng bày, bên trên để các loại đồ cổ. Cổ Thanh Chiết cũng là một người siêu tâm đồ cổ. Trong phòng khách đã có vài người đang ngồi, tuổi tác cũng xem xem với cổ Thanh Chiết, mấy người này cũng đều mang theo người trẻ tuổi đến để trải nghiệm sự đời. Các vị, giới thiệu với các vị một chút, đây là Ngài Lâm mà tôi đã nói với các vị, vị này là vợ của anh ấy, cổ Thanh Chiết mở miệng. Đám người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhìn thấy tuổi của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhỏ như vậy, lập tức có chút khinh miệt có thể được cổ thanh chiết mời đến đây trước, có ai mà không phải là nhân vật cấp bậc Thái Sơn bắc đấu chứ, mấy người này đều là người lăn lộn nhiều năm trong các ngành khác nhau, tuổi tác lâm thanh diện xem xem với mấy người trẻ mà bọn họ đưa tới, đương nhiên bọn họ có chút xem nhẹ. Anh cổ, người trẻ tuổi này chắc mới chỉ hơn 20 đúng không, với tuổi tác của cậu ta, chỉ đủ làm đồ đệ của bọn tôi thôi, anh vậy mà lại nói hôm nay cậu ta chính là khách quan trọng của bữa tiệc, chắc không phải là đùa với chúng tôi đó chứ? một lão già có dâu mở miệng nói. cổ thanh chiết lập tức lúng túng, trong lòng nghĩ lâm thanh diện chính là người của nhà họ lâm ở kinh đô, có trẻ tuổi đi nữa cũng không phải là người mà đồ đệ ông có thể so được a. À. nhưng trước đây lạc tâm đã dặn dò qua, không thể để lộ thân phận của lâm thanh diện, cho nên ông ta nhất thời cũng không biết nên nói thế nào nữa. thầy trương, vị này quả thực là khách quan trọng của bữa tiệc hôm nay, cổ thanh chiết mở miệng nói ông cụ cổ, mấy vị có mặt ở đây, có gia chủ của đại gia tộc, có đầu đàn của thương giới, có nhân vật được kính trọng của giới y học, còn thầy của tôi là nhà thẩm định bảo vật số một của Hồng Thành, người họ lâm này nếu đã có thể đến đây, chắc chắn cũng có một chút chỗ dựa đúng chứ. Người thanh niên đứng bên cạnh thầy Trương nói một cách khinh thường. Thầy Trương tên là Trương Nghệ Hâm, là một nhà thẩm định đồ cổ nổi tiếng ở Hồng Thành, được xưng nhà thẩm định bảo vật số một ở Hồng Thành. Mà người thanh niên này là học trò của ông ta, Triệu Bảo. Trương Nghệ Hâm nổi tiếng ở Hồng Thành trong những năm gần đây, bởi vì là đàn anh lớn trong giới đồ cổ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn có địa vị rất cao. Cổ Thanh Chiết thích đồ cổ nên có quan hệ rất tốt với Trương Nghệ Hâm, lần này Trương Nghệ Hâm cũng là khách mời quan trọng của bữa tiệc này. Chính vì vậy, với tư cách là học trò của Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cũng kiêu ngạo, nhìn thấy Cổ Thanh Chiết xem Lâm Thanh Diện ngang hàng với một nhân vật có cấp bậc như Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cảm thấy có chút không phục nghe thấy câu hỏi của triệu bảo cổ thanh chiết lập tức không nói nên lời ông ta đâu biết lâm thanh diện có chỗ dựa gì chỗ dựa của người ta chính là nhà họ lâm ở kinh đô a nhưng cái này tôi không thể nói với cậu a một vãn bối như cậu vậy mà còn quản cả chuyện của tôi rồi trong lòng cổ thanh chiết bất mãn nhưng triệu bảo là học trò của trương nghệ hâm ông ta cũng không tiện nói gì đến chỗ tôi không cần chỗ dựa gì cả tôi cảm thấy ngài lâm đủ tư cách này thì đưa anh ấy đến thôi ngữ khí cổ thanh chết có chút lạnh băng mà nói triệu bảo cười cười mở miệng nói hóa ra là như vậy à xem ra anh lâm đây không có bản lĩnh gì đặc biệt hết chỉ là dựa vào sự yêu thích của gia chủ nhà họ cổ mới đến được đây a à. triệu bảo để ai đến tham gia bữa tiệc là chuyện của gia chủ cổ còn đừng nhiều chuyện nữa trương nghệ hâm lên tiếng triệu bảo lúc này mới ngậm miệng lại Cổ thanh chiết sắp xếp cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài ngồi xuống, lộ một ánh mắt ấy náy đối với anh. Ngài Lâm, học trò của thầy Trương có tính cách khá kiêu ngạo, mong ngài lượng thứ cổ thanh chiết nói. Không sao, Lâm Thanh Diện đáp. Hứa Bích Hoài thấy ngoại trừ cổ thanh chiết ra, thì thái độ của người ở đây đối với Lâm Thanh Diện không được tốt lắm. Trong lòng liên có chút tin cổ thanh chiết mời Lâm Thanh Diện đến đây, là bởi vì hôm đó cổ diệt thành phạm lỗi, muốn được bồi thường mà thôi. Triệu Bảo nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài một cái, cảm thấy hứa Bích Hoài có vẻ ngoài thật sự rất đẹp, mỹ nữ như vậy nên theo anh ta mới đúng. Cho nên trong lòng liên sinh ra một tia đố kỵ với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa anh ta đã mang máng đoán ra được thân phận của Lâm Thanh Diện, lúc đó Cổ Thanh Chiết và Trương Nghệ Hâm nói chuyện, vô ý hay sơ ý gì đó có nhắc đến Lâm Thanh Diện, anh ta đúng lúc biết một số chuyện liên quan đến Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo đảo đôi con ngươi Mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: "Anh Lâm, không biết tên đầy đủ của anh là gì?" "Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đáp: "Tôi nghe nói ở Hồng Thành có một tên kiếp nhược chỉ biết ăn bám, cũng tên là Lâm Thanh Diện, cái này thật đúng là xấu hổ, không ngờ tên phế vật đó lại dùng tên giống như anh Lâm đây, thật đúng là xui xẻo a Triệu Bảo Âm Dương quái khí mà nói." "Tôi chính là Lâm Thanh Diện đó mà anh nói, anh muốn biểu đạt điều gì đây?" lâm thanh diện nhìn thấy triệu bảo âm dương quái khí thì trực tiếp hỏi một câu triệu bảo cười nói ai à, thật ngại quá không ngờ anh chính là người mà tôi nghe nói thật xin lỗi tôi thật sự không phải cố ý đâu thấy lâm thanh diện tự mình thừa nhận trong lòng triệu bảo liên không coi lâm thanh diện ra gì nữa hóa ra thật sự là tên phế vật đó thật không biết là đạp phải vận may xít chó gì mà được gia chủ nhà họ cổ mời đến tham gia bữa tiệc ngồi ở đây đều là người của hồng thành Ít nhiều cũng có nghe nói đến chuyện của Lâm Thanh Diệt, sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diệt, đều lộ ra một ánh mắt khinh miệt với anh. Cổ Thanh Chiết thấy thái độ của đám người đối với Lâm Thanh Diệt, trong lòng liền sốt sắng, thầm nghĩ nếu như các người chọc giận anh ta, toàn bộ đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Nhưng cũng may Lâm Thanh Diệt không có ý định tiếp tục để tâm đến bọn họ, Cổ Thanh Chiết lúc này mới thở phào một hơi. Mọi người đừng cứ nhìn chằm chằm vào ngài Lâm nữa, thầy Trương à người học trò này của thầy không phải là người học trò mà thầy đắc ý nhất sao, chắc cũng học được không ít bản lĩnh từ thầy rồi đúng không, chỗ tôi có không ít đồ siêu tầm, hay là lấy ra một món, để cậu ta phân tích một chút đi. Cổ thanh chiết rời chủ đề. Trương Nghệ Hâm lập tức bật cười, triệu bảo quả thực là học trò mà ông ta tự hào nhất. Nếu gia chủ cổ đã lên tiếng, triệu bảo, con đi thể hiện cho mọi người xem một chút đi, Trương Nghệ Hâm nói. Triệu bảo cũng có chút háo hức muốn thử, còn đưa mắt nhìn qua lâm thanh diện và hứa bích hoài một cái anh ta đang đúng lúc tuổi trẻ năng nổ đương nhiên là muốn biểu hiện ở trước mặt người cùng trang lứa với mình rồi vâng thưa thầy trương nghệ hâm ngay sau đó lấy ra một chiếc bình hoa từ tủ trưng bày ở bên cạnh cẩn thận đưa cho triệu bảo đến xem thử xuất xứ của đồ gốm này đi trương nghệ hâm cười nói triệu bảo lập tức nhìn chăm chăm vào chiếc bình đó và nghiên cứu trương nghệ hâm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa đó một cái chỉ một ánh mắt liên nhìn ra lai lịch của chiếc bình, nhưng để cho người học trò của mình có cơ hội thể hiện, ông ta cũng không nói. Sau khi nhìn một lúc lâu, Triệu Bảo kinh ngạc mà mở miệng nói, đây là Nhữ Giao, Nhữ Giao là dòng gốm xuất phát vào thời tống vãn kỳ từ vùng Nhữ Châu, nay thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc nếu như đoán không sai, thì chắc là dân giao, lò gốm của dân gian của thời Nam Tống, bình bổng trùy. Cổ thanh chiết lập tức nở nụ cười đắc ý, nói cậu có con mắt thật tốt. Đây đúng là tống Nhữ Giao, có thể nhìn ra được lai lịch của nó, xem ra cậu cũng học được không ít từ thầy Trương A. Trương Nghệ Hâm vốn không có vui như vậy, bởi vì Triệu Bảo tuy nói ra đây là tống nhữ sao, nhưng có chỗ nói không đúng. Nó mới học với tôi chưa đầy 2 năm, bản lĩnh còn chưa tới, anh cổ đừng có cười nó nữa, Trương Nghệ Hâm mở miệng nói. Vẻ mặt Triệu Bảo tò mò, rõ ràng mình nói đúng rồi, sao vẻ mặt của thầy lại không vui? Ha ha, sao mà dám cười được chứ, tuổi này mà đã có mắt nhìn như vậy thì đã là vô cùng phi thường rồi, bảo bối này của tôi đã có không ít người nhìn sai, cậu ta không nói đúng thì cũng là bình thường, cổ thanh chiết nói. Triệu bảo lập tức không phục mà nói, ra chủ cổ, không biết tôi nói không đúng chỗ nào. Đây quả thực là tống nhữ giao không sai, nhưng mà... Cổ thanh chiết lập tức muốn giải thích. Lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở đó đột nhiên nói, đó là cung dao, lò gốm trong cung của Bắc Tống, Bình bổng trùy là chuyên dụng trong hoàng cung, sẽ không xuất hiện trong dân giao, chương 137, thẩm định báu vật. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, nói, Lâm Thanh Diện, đức hạnh của anh tôi đã rõ rồi, loại chuyện như thẩm định bảo vật, không phải là thứ mà anh có thể nói lung tung, anh đừng có gây thêm phiền phức nữa. Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Hứa Bích Hoài cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên mở miệng nói nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến lúc trước ở trên bữa tiệc của nhà họ hứa, Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra bức tranh mà hứa trai hiệp tặng là đồ giả. Cổ Thanh Chiết và Trương Nghệ Hâm đồng thời mở to mắt, những người khác có thể nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đang nói bậy bạ, nhưng trong thâm tâm hai người họ đều biết, Lâm Thanh Diện nói không sai một chút nào cả. Trương Nghệ Hâm tức giận nhìn Triệu Bảo một cái, người học trò đắc ý nhất của ông ta, vậy mà lại không bằng một tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở hôm thành nữa. Triệu Bảo, con im miệng cho thầy. Trương Nghệ hâm hét lên. Triệu Bảo lập tức không phục, nói thầy, anh ta chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, có tư cách gì mà nói lung tung ở đây chứ. Người ta nói đúng rồi, đây đích thực là bác tống như dao, nhữ sứ, hơn nữa là cung dao, trong dân dao làm gì có bình bổng trùy chứ, con thật là khiến thầy quá thất vọng. Trương Nghệ hâm lạnh lùng nói. Triệu Bảo lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói đúng. Anh ta không hiểu, làm thể nào mà một tên phế vật lại có thể nhìn ra nguồn gốc của chiếc bình hoa này chứ anh ta học với chương nghệ hâm lâu như vậy mới miễn cưỡng nhìn ra được chút lai lịch của cái bình hoa này thôi à triệu bảo lại quay sang nhìn cổ thanh chiết như muốn kiểm chứng với cổ thanh chiết lỡ như thầy cũng nhìn sai rồi thì sao cổ thanh chiết lên tiếng nói ngài lâm thật đúng là có mắt nhìn rất tốt ha, vậy mà lại có thể nhìn ra lai lịch của chiếc bình hoa này của tôi ngài nói không sai bình hoa này quả thực là cung dao của bắc tống trước đây đã có đến mấy nhà thẩm định bảo vật nhìn sai rồi, chỉ có ngài và thầy Trương là nhận ra thôi. Trong lòng triệu bảo chấn kinh, Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự nói đúng rồi. Anh ta lập tức siết chặt năm đấm của mình, trong lòng không phục. Chắc chắn là gia chủ nhà họ cổ muốn cho Lâm Thanh Diện tìm chút mặt mũi cho nên đã thông đồng trước rồi, nếu không thì một tên phế vật như anh, sao có thể nhìn ra một món đồ cổ mà ngay cả anh ta cũng không nhìn ra được chứ. Cần phải lấy lại mặt mũi về anh ta quay đầu nhìn Trương Nghệ Hâm một cái, nói thưa thầy, vừa nãy là con sợ ý, không có quan sát kỹ, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này nữa. Nói xong, anh ta lại nhìn Lâm Thanh Diện, nói có vẻ, Lâm Thanh Diện cũng biết thẩm định bảo vật, chỉ là cái bình hoa này, không thể nhìn ra trình độ của anh, không biết anh có dám so với tôi một trận, để xem trình độ của ai cao hơn không. Trương Nghệ Hâm nghe thấy lời này của Triệu Bảo, lập tức hiểu ý của anh ta. Ông ta đương nhiên là tin học trò của mình hơn một chút, hồi nãy Lâm Thanh Diện có thể nhìn ra được, nói không chừng là trước đây đã tình cờ gặp qua. Chỉ bằng để cho Triệu Bảo và Lâm Thanh Diện tỉ thí một chút, tìm lại mặt mũi, nếu không sau này mà nói ra ngoài, người ta đều nói học trò của Trương Nghệ Hâm ông ta còn không bằng cả một tên phế vật. Tôi thấy được đó, đúng lúc bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, chỉ bằng để cho hai người tỉ thí một phen, náo nhiệt một chút, Trương Nghệ Hâm cười nói. Cổ Thanh Chiết nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, ngài Lâm. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, nói, vậy thì so một chút, dù gì cũng không có chuyện gì làm. Cổ Thanh Chiết cũng cười lên, nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta xem hai người họ so tài một trận đi, sự so tài giữa người trẻ tuổi chắc chắn là rất thú vị. Trong lòng Triệu Bảo tràn đầy khó hiểu, hồi nấy Lâm Thanh Diện nhìn ra lai lịch của Bình Hoa, không phải là do thông đồng với Cổ Thanh Chiết rồi sao, sao Cổ Thanh Chiết lại trông có vẻ như không sợ Lâm Thanh Diện mất mặt chút nào vậy không lẽ cổ thanh chiết vốn không quan tâm lâm thanh diện có mất mặt hay không sao thực ra không phải tất cả những món đồ trưng bày trong nhà tôi đều là hàng thật trong số đó có một vài món là đồ siêu tập có độ nhái cao mà tôi mua hầu như đều có thể đạt được đến mức cái giả làm lẫn lộn cái thật nếu hai người muốn so chỉ bằng so xem ai có thể tìm ra đồ nhái cao trong số các đồ siêu tâm của tôi ai tìm được nhiều hơn thì người đó thăng thấy thế nào cổ thanh chiết lên tiếng vậy nếu như hai chúng tôi cùng tìm ra con số giống nhau thì sao? Triệu Bảo lên tiếng hỏi. Vậy thì thẩm định đồ cổ một lần nữa, để cho thầy Trương chọn đồ siêu tâm, để các người thẩm định cổ thanh chiết nói. Triệu Bảo cười lên, nếu như là vậy, vậy anh ta tuyệt đối có thể thắng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng hỏi, nếu đã là tỉ thí, nên có giới hạn thời gian đúng không? Tôi không muốn mỗi một món đồ siêu tâm mà quan sát đến cả nửa ngày, vậy thì phải quan sát đến tận trời sáng rồi. Triệu bảo nghe ra được, Lâm Thanh Diện đây là đang cười nhạo anh ta lúc đó thẩm định đồ cổ quá lâu, lập tức hung dữ mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, hay là giới hạn trong 10 phút, các hai viết ra đồ hàng nhái cao cấp mà mình tìm ra được, còn lại 5 phút xem kết quả, thế nào. Cổ Thanh Chiết lên tiếng. Được, Triệu Bảo lập tức đồng ý. Lâm Thanh Diện cũng gật đầu. Người trong nhà đều đứng lên, muốn xem thử Lâm Thanh Diện và Triệu Bảo, ai có mắt nhìn tốt hơn. Cổ Thanh Chiết tìm giấy bút cho hai người, sau đó bắt đầu tỉ thí dưới sự chú ý của mọi người. Hai con mắt của Triệu Bảo nhìn chằm chằm vào những món đồ cổ trên tủ trưng bày, bởi vì chỉ có 10 phút đồng hồ, mà số lượng đồ siêu tâm trong tủ lại không ít, cho nên anh ta không thể cái nào cũng nhìn lâu được. Tìm được tất cả đồ giả chất lượng cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy không phải là việc dễ dàng, Triệu Bảo cảm thấy áp lực rất lớn. Cho dù là nhà thẩm định bảo vật số 1 của Hồng Thành là Trương Nghệ Hâm cũng không dám nói trong vòng 10 phút sẽ tìm ra tất cả những món đồ nhái chất lượng cao. Một lúc sau, trên chán Triệu Bảo đã lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, Lâm Thanh diện nhàn nhã mà đứng trước tủ trưng bày nhìn, anh thậm chí còn không cần lấy mấy món đồ cổ đó ra xem, bình thường mỗi món đồ cổ chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lập tức nhìn cái tiếp theo. Đám người đều có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện. Bọn họ đều chưa thấy qua thẩm định bảo vật nào mà chỉ nhìn có một cái. Không ít người cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang giả đò. Anh chắc chắn là không biết thẩm định bảo vật. Nói không chừng là bởi vì hồi nãy đã làm mất mặt học trò của Trương Nghệ Hâm. Bây giờ muốn định hót Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo. Nên mới đồng ý tỉ thí để thua cho Triệu Bảo. Để hai thầy trò này không ghi hận anh. Chàng trai thẩm định bảo vật không phải như vậy đâu, cậu xem nhanh như vậy, không thể nhìn ra được chúng nó thật giả thế nào đâu." Một lão già mở miệng nói. "Ha ha, tôi cảm thấy cậu ta chắc là không biết thẩm định bảo vật đâu, bây giờ đây chỉ là đang giả vờ giả vịt mà thôi." Nói đúng đó, nếu như tùy tiện như vậy mà đã có thể nhìn ra thật giả, vậy thì cặp mắt của cậu ta cũng quá là lợi hại rồi. Nghe thấy tiếng bàn luận của đám người, Triệu Bảo cũng quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái nhìn thấy anh nhìn qua loa giống như là đang tham quan vậy, lập tức cười lạnh. Tên phế vật này, quả nhiên không biết thẩm định bảo vật, vậy mà còn có gan so tài với mình nữa, thật đúng là không biết lượng sức triệu bảo lầm bẩm Mười phút rất nhanh đã qua đi, sau khi đến thời gian, cổ thanh chiết liên bảo hai người lâm thanh diện và triệu bảo dừng tay. Đã đến mười phút rồi, đưa cái mà hai người viết cho tôi đi, cổ thanh chiết lên tiếng hai người Lâm Thanh Diện và Triệu Bảo đều vươn tay đưa cho cổ Thanh Chiết một tờ giấy. Lâm Thanh Diện, với bộ dạng nhàn nhã của anh, chỉ e là một món đồ nhái cũng không nhìn ra đúng chứ. Triệu Bảo nói, Lâm Thanh Diện cười cười với anh ta, nói, đợi gia chủ của tuyên bố kết quả, thì anh sẽ biết thôi. Triệu Bảo hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đợi tuyên bố kết quả rồi, xem anh còn có thể nhàn nhã giống như bây giờ nữa không. Cổ Thanh Chiết mở tờ giấy mà Triệu Bảo viết ra, nhìn lướt qua những thứ được đánh dấu ở trên, mỉm cười gật đầu nói. Triệu bảo, mắt nhìn của cậu không tôi, tìm ra được 5 món đồ nhái chất lượng cao, tất cả đều đúng rồi, thầy Trương, học trò này của thầy không đơn giản a à. Triệu bảo lập tức đắc ý, nói, gia chủ cổ quá khen rồi. Trương nghệ hâm cũng cười lên, có thể tìm ra được 5 món đồ giả chất lượng cao từ rất nhiều món đồ siêu tập trong vòng 10 phút như vậy, đã là một trình độ mà một số nhà thẩm định bảo vật cũng không thể theo kịp rồi ông ta hài lòng liếc nhìn triệu bảo một cái thâm nghĩ tên tiểu tử này cũng không làm ông ta mất mặt sau khi đám người trong phòng khách nghe thấy cùng lũ lượt khen ngợi triệu bảo triệu bảo cười nói ra chủ cổ hay là mau mau xem lâm thanh diện tìm ra được bao nhiêu món đi cổ thanh chiết gật gật đầu lấy tờ giấy của lâm thanh diện tới nói thật ông ta cũng không ôm nhiều hy vọng với lâm thanh diện tuy lâm thanh diện là người của nhà họ lâm ở kinh đô nhưng triệu bảo là học trò của trương nghệ hâm mỗi ngành nghề có một chuyên môn riêng lâm thanh diện dù có lợi hại cũng không thể lợi hại bằng chuyên ngành của người ta a à. tôi thấy a à, cậu ta chắc chắn không tìm nổi một món đâu với bộ dạng quan sát đồ cổ của cậu ta lúc nãy làm gì giống như đang thẩm định bảo vật chứ có người lầm bầm một câu cổ thanh chiết mở tờ giấy của lâm thanh diện ra nhìn thứ được viết trên đó sau vài giây ông ta há to miệng sự chấn kinh bò lên cả mặt của ông ta gia chủ cổ, Lâm Thanh Diện tìm ra được mấy món A, à, chắc không phải là không tìm được món nào, dọa phải ông rồi chứ. Triệu Bảo cười nói, người trong nhà đều cười lên. 10, 13 món, Lâm Thanh Diện tìm ra được 13 món, cổ Thanh Chiết nói. Biểu cảm trên mặt của mấy người đang cười đó lập tức khựng lại. Tất cả mọi người đều nhìn cổ Thanh Chiết, Triệu Bảo mở miệng hỏi, gia chủ cổ, ông nói gì cơ? Anh ta tìm ra 13 món hàng nhái cao. Cổ thanh chiết gật gật đầu, sau đó nhìn sang lâm thanh diện với vẻ khâm phục. Khuôn mặt trương nghệ hâm lập tức lại trở nên khó coi, ông ta có làm sao cũng không tin, một tên phế vật, sao có thể tìm ra nhiều hơn cả học trò của ông ta chứ? Anh cổ, đồ nhái cao ở chỗ này của anh, tổng cộng có bao nhiêu món? Trương Nghệ Hâm lên tiếng hỏi. 13 món, cổ thanh chiết đáp. Đám người đều hít ngược một hơi lạnh, không ngờ Lâm Thanh Diện lại tìm ra được tất cả đồ nhái cao ở đây chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Thần sắc Trương Nghệ hâm phức tạp, cho dù có là ông ta, muốn tìm ra được tất cả đồ nhái cao ở chỗ này trong 10 phút cũng là chuyện khá khó khăn. Lâm Thanh Diện thực sự là một thiên tài thẩm định bảo vật a, hồi nãy cưỡi ngựa xem hoa, vậy mà lại tìm ra được tất cả đồ nhái cao của tôi, thật đúng là lợi hại, Cổ Thanh chiết cảm khái mà nói đồng thời trong lòng thầm nghĩ người của nhà họ lâm ở kinh đô quả nhiên là không có ai đơn giản hết cái này không thể nào anh ta làm sao có thể tìm ra được hết tất cả những đồ giả chất lượng cao ở đây chứ các người nhất định đã thông đồng với nhau rồi triệu bảo kích động nói sắc mặt trương nghệ hâm chợt thay đổi trực tiếp vươn tay dáng một cái tát lên mặt triệu bảo mảng tên khốn này mày đang nói bậy gì vậy tuy trương nghệ hâm cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin nhưng ông ta hiểu rõ tính cách của cổ thanh chiết, thân làm gia chủ của nhà họ cổ, cổ thanh chiết không cần thiết phải thông đồng với lâm thanh diện. Sắc mặt cổ thanh chiết cũng trở nên khó coi, lạnh giọng nói, thầy Trương, không lẽ thầy cho rằng tôi lại dở thủ đoạn với một cuộc tỉ thí nhỏ nhoi như vậy sao? Các người cũng quá xem thường nhà họ cổ tôi rồi. Trương Nghệ Hâm lập tức cười nịnh nói, anh cổ bớt giật, đều là học trò tôi bị não uống nước, chúng tôi tuyệt đối không có ý này đâu, càng huống hồ cuộc so tài này là đột nhiên tiến hành mà, làm sao có thể có thủ đoạn gì chứ?" Triệu Bảo lúc này mới bình tĩnh lại, biết mình đã nói lời không nên nói, trong lòng hối hận. "Gia chủ cổ, tôi biết sai rồi, là tôi quá bốc đồng, Triệu Bảo vội vàng xin lỗi." Cổ Thanh chiết bực bội mà nhìn Triệu Bảo một cái, sau đó tạ lỗi với Lâm Thanh Diệt, nói: "Ngài Lâm, thật ngại quá, coi như đây là hiểu lầm đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Lâm Thanh Diện gật đầu, đi tới kéo lấy tay của hứa Bích Hoài. Lúc đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nhìn Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo một cái, cười nói, học trò của ông cảm thấy tôi thắng không thuyết phục, nếu như ông cũng bất bình thay cho anh ta, tôi có thể đấu với ông một trận, sau cái gì do ông quyết định, như vậy chắc sẽ không bị nghi ngờ rồi chứ. chương 138, bọn họ lẻn vào đây. Trương Nghệ Hâm lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, không cần đâu, học trò của tôi nói bậy rồi, cậu đừng để bụng. Lâm Thanh Diện không nói gì, kéo theo hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Triệu bảo hung hăng chừng Lâm Thanh Diện một cái, nói thầy, con thấy tên tiểu tử này là cố ý đó, hắn ta biết bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, thầy không có thời gian so tải với hắn ta, nên mới cố ý nói vậy đó. Trương Nghệ Hâm chừng Triệu bảo một cái, lạnh giọng nói, được rồi, cầm cái miệng lại đi, nếu như lại làm ra chủ cổ không vui, thì thầy cũng không bảo vệ mày đâu. Triệu Bảo lập tức rụt cổ lại, không dám nói nữa, trong lòng nghĩ cũng không biết Lâm Thanh Diện đã đạp phải vận may gì, vậy mà lại khiến gia chủ cổ đối tốt với anh như vậy. Trong sân chính của nhà họ Cổ, người đến dự tiệc đã lần lượt tiến vào, ánh đèn trong sân cũng sáng lên, nhìn trông rất náo nhiệt phi phàm. Người đến đây đều có thân phận địa vị nhất định ở Hồng Thành, mọi người đều vô cùng xem trọng bữa tiệc lần này, cho nên đều tranh thủ thời gian kết giao bạn bè, mở rộng mạng lưới mối quan hệ của mình. Hứa mạn tranh dắt theo đám người nhà họ hứa đứng trong đám người, mỉm cười nói chuyện với người xung quanh. Đây mới là bữa tiệc của đại gia tộc A, đến đây toàn là những người tinh anh, không ngờ mình cũng có thể đến tham gia loại tiệc có cấp bậc này, hứa Bích Nguyên cười nói. Đừng có xem thường mình, chúng ta cũng đều là những người ưu tú, không kém bất cứ ai có mặt ở đây hết, hứa trai hiệp nói. Nói đúng lắm, chúng ta cũng coi như là thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội rồi, nói không chừng hứa Bích Hoài bây giờ đang khóc lóc ở nhà A, cơ hội tốt như vậy, kết quả chị ta không thể đến, thật đúng là cười chết em rồi, hứa Bích Nguyên cười lạnh. Hứa trai hiệp cũng cười theo, mở miệng nói, chị ta có tư cách gì đến loại chỗ này chứ, không phải chỉ giúp công ty quản lý một hạng mục thôi sao, với chút trình độ như chị ta, anh trong nháy mắt là có thể làm được rồi. Còn có lâm thanh diện nữa, vậy mà còn dám nói là nhà họ cổ cũng có mời anh ta nữa chứ. Lúc nãy anh đã nhìn một vòng ở bên ngoài, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu, anh ta nếu như có thể đến mấy chỗ này, thì đúng là kỳ lạ rồi. Trên mặt hứa Bích Huyên lộ ra biểu cảm ghét bỏ, mở miệng nói, nhắc đến Lâm Thanh Diện là em lại kinh tởm, thật đúng là coi mình lợi hại lắm vậy, ngoại trừ bốc phét ra thì chả tích sự gì. Chính vào lúc hai người đang bàn tán, biểu đạt cảm giác yêu Việt trong lòng mình, thì Lâm Thanh Diện dắt theo hứa Bích Hoài đi ra từ phòng khách. Cổ Thanh Chiết phải tiếp đãi những vị khách khác, cho nên bèn để cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài đi ăn uống một chút. Hai người đi vòng quanh sân, lấy một chút đồ ngọt ăn. Lúc này hứa Bích Huyên nhìn thấy hai người Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, hai mắt lập tức trừng to. Chắc không phải em hoa mắt rồi chứ, anh nhìn bên kia xem, là Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài sao? Hứa Bích Huyên lên tiếng nói. Hứa trai hiệp lập tức men theo ánh mắt của hứa Bích Huyên nhìn qua, sau khi nhìn thấy quả nhiên là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hai bọn họ làm sao mà vào được đây? Không có thư mời, căn bản không thể vào A, à, hứa trai hiệp Lâm Bầm. Chắc không phải là len lén chuồn vào đó chứ, nếu như bị gia chủ nhà họ cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Hứa Bích Huyên suy đoán. Mẹ nó, chắc chắn là hai người bọn đố khi chúng ta được đến tham dự tiệc của nhà họ cổ, cho nên mới len lén chuồn vào đây nếu như bị người nhà họ cổ phát hiện, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến chúng ta nữa, chuyện này phải nói cho ông biết, hứa cha hiệp lập tức quyết định mà nói. Hai người nhanh chóng đi tới bên cạnh hứa mạn tranh, nói chuyện lâm thanh diện và hứa bích hoài len lén chuồn vào đây cho hứa mạn tranh nghe. Hứa mạn tranh lập tức nhìn về phía lâm thanh diện và hứa bích hoài, phẫn nộ nói, hai tên không biết làm cho người khác bớt lo này, vậy mà còn dám lén chuồn vào đây, không lẽ còn muốn liên lụy đến nhà họ hứa ta lần nữa sao? Ông ơi, cháu thấy chúng ta bây giờ nên qua đó vạch trần hai người bọn họ, nếu không đợi người nhà họ cổ phát hiện thì đã muộn rồi, Hứa Tra Hiệp nói. Không sai, vạch trần bọn họ trước mặt đám đông mới có thể chứng minh bọn họ không có liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng ta hết, Hứa Bích Uyên hùa theo nói. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, đưa người nhà họ Hứa đi về phía Lâm Thanh diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cách rất xa cũng cảm thấy một luồng nộ khí, sau khi quay đầu nhìn qua, phát hiện là hứa mạn tranh lập tức mở miệng ông nội hai tên khốn ai bảo tụi bây chuồn vào trong đây tụi bây muốn lên lụy chết nhà họ hứa sao hứa mạn tranh quát hứa bích hoài lập tức giải thích ông nội bọn cháu không phải chuồn vào đâu hứa bích hoài chị bớt ở đây rào biện đi các người không phải chuồn vào thì làm sao mà vào được các người có thư mời của nhà họ cổ không hứa bích uyên chất vấn hứa bích hoài lập tức có chút khó xử cô và Lâm Thanh Diện là được xe chuyên dụng của nhà họ cổ tới đón, đương nhiên không cần thư mời gì cả. Chúng tôi đến đây không cần thư mời, gia chủ nhà họ cổ phái xe đến đón chúng tôi, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa trai hiệp lập tức bĩu môi, nói, Lâm Thanh Diện, bản lĩnh chém gió của anh đúng thật là ngày càng lợi hại, anh đừng có nói là các người ngồi xe hammer vào nha, anh có cái tư cách đó sao? Thấy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài vậy mà lại không thừa nhận là mình chuồn vào đây, sắc mặt hứa mạn tranh lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng nói, bích hoài, ông luôn cảm thấy cháu là một đứa trẻ ngoan, bây giờ sao cháu lại học hư theo tên phế vật lâm thanh diện này rồi, cháu có biết nếu như các cháu lẻn vào đây bị người nhà họ cổ bắt được, sẽ có kết cục gì không? Ông ơi, bọn cháu thật sự không phải lẻn vào mà, hồi nãy chúng cháu còn gặp gia chủ nhà họ cổ nữa, ông phải tin cháu a à, hứa bích hoài sốt sáng nói. Thật đúng là càng nói càng không đáng tin, ông còn chưa gặp được gia chủ nhà họ cổ nữa cháu đi đâu mà gặp được thật đúng là học theo lâm thanh diện nói dối không biết đỏ mặt rồi hứa mạn tranh tức giận quát hứa trai hiệp đảo đôi con ngươi trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm sau khi nhìn xung quanh một cái liền lớn tiếng hét mọi người đều đến đây mà xem tên này chính là tên phế vật nổi tiếng ở toàn cái hồng thành này anh ta căn bản không có tư cách đến tham gia bữa tiệc lần này kết quả anh ta tự mình lén chuồn vào đây ông nội tôi bắt được anh ta, anh ta còn không thừa nhận, mọi người mau đến xem mặt mũi xấu hổ của tên phế vật này đi. Đám người lập tức bị lời của hứa trai hiệp thu hút, toàn bộ vây đến, nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện và hứa bích hoài. Vẻ mặt hứa bích hoài tức giận, hét lên với hứa trai hiệp, cậu điên rồi sao, cậu thu hút mọi người đến đây làm gì? Sao, chị trột dạ rồi à? Nếu như các người không phải lẻn vào đây, thì chị sợ cái gì chứ? Hứa trai hiệp cười lạnh, Hứa Bích Hoài cạn lời, nhất thời không biết nên làm thế nào nữa. Đám người đều nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, bắt đầu bàn tán. Đó chính là tên phế vật có tiếng ở hông thành sao. Anh ta vậy mà lại dám lẻn vào chỗ này, thật đúng là không sợ chết ha. Cái này là muốn trải nghiệm cảm giác xã hội thượng lưu đó, thật là buồn cười, anh ta tưởng anh ta lẻn vào đây, thì có thể cùng ngang hàng với chúng ta sao? Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật. Ha ha, ngay cả bữa tiệc của nhà họ cổ cũng dám lén lèn vào, cái này mà bị ông cụ cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ a. À. Thấy đám người đều đang bàn tán mình và hứa bích hoài, lâm thanh diện không quan tâm, nhưng hứa bích hoài hiển nhiên không muốn bị người ta bàn tán như vậy, cho nên bèn trầm giọng nói: chúng tôi là do gia chủ cổ mời đến, chứ không phải lẻn vào. Không tin thì các người có thể đi hỏi gia chủ cổ. Hứa bích huyên cười khẩy, mở miệng nói: lâm thanh diện, anh tưởng anh là ai vậy? Anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật, gia chủ cổ tại sao phải mời một tên phế vật như anh, anh đừng có ở đây giảo biện nữa. Đám người đều gật đầu hùa theo, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói dối. Dù sao bọn họ còn không dám nói mình là được gia chủ nhà họ cổ mời đến nữa, chỉ có thể coi như là người nhà họ cổ mời đến thôi. Nếu như anh thật sự được mời đến, thì lấy thư mời ra cho mọi người xem đi, có người hét lên một câu hai người hứa cha hiệp và hứa bích huyên đều cười lạnh mà nhìn lâm thanh diện bọn họ biết lâm thanh diện căn bản không có thư mời lúc này cổ diệt thành đi đến trong sân hôm đó sau khi cổ thanh chiết đưa anh ta về lại đánh anh ta thêm một trận dữ dội bây giờ trên mặt anh ta vẫn còn bầm tím cổ thanh chiết vốn không có nói thân phận của lâm thanh diện cho cổ diệt thành biết chỉ cảnh cáo anh ta sau này không được chọc vào lâm thanh diện lần này cổ thanh chiết mời lâm thanh diện đến tham gia bữa tiệc cổ diệt thành cũng vốn không biết anh ta nhìn thấy người trong sân đều vây lại thành một cục, liền đi qua đó, chen vào đằng trước đám người. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng ở bên trong, cổ Diệp Thành sững sờ, sau đó anh ta liền đi tới bên cạnh Hứa Trai Hiệp, hỏi chuyện gì vậy? Hứa Trai Hiệp nhìn thấy cổ Diệp Thành đến, hai mắt lập tức sáng lên, Lâm Thanh Diện có được mời hay không, cổ Diệp Thành chắc chắn là biết, cho nên vội vàng mở miệng hỏi, cậu chủ, Lâm Thanh Diện nói anh ta là được mời đến tham gia bữa tiệc, nhưng chúng tôi hoài nghi là anh ta đã lẻn vào đây đây là nhà của cậu chủ cậu nói xem anh ta có được mời hay không cổ diệc thành nghe thấy lời của hứa trai hiệp xong lập tức cười lên bữa tiệc có mời ai anh ta đương nhiên không biết nhưng anh ta cảm thấy ba của anh ta chắn chắn cũng sẽ không mời tên phế vật như lâm thanh diện tuy cổ thanh chiết đã cảnh cáo anh ta không cho anh ta chọc vào lâm thanh diện nhưng với tính khí đại thiếu gia của anh ta làm sao mà nuốt được cục tức này cổ thanh chiết cũng không có nói với anh ta về thân phận của lâm thanh diện anh ta tưởng rằng cổ thanh chiết không cho anh ta chọc vào lâm thanh diện chỉ là không muốn anh ta ức hiếp người khác mà thôi đám người đều nhìn về phía cổ diệt thành đợi cổ diệt thành cho một câu trả lời cổ diệt thành cao giọng nói nhà chúng tôi chưa hề mời một tên phế vật đến tham gia bữa tiệc anh ta chắc chắn là tự mình lẻn vào đây rồi đám người ồ lên không ngờ lâm thanh diện vậy mà lại là lẻn vào đây thật hơn nữa còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy nữa, hồi nãy có không ít người còn tin là Lâm Thanh Diện được gia chủ nhà họ cổ mời đến nữa. Vậy mà lại là thật sự lén vào đây, thật đúng là đáng đời, lần này bị cậu chủ cổ bắt được rồi, chắc chắn chạy không thoát đâu, không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hứa trai hiệp thấy cổ diệt thành thừa nhận nhà họ cổ không có mời Lâm Thanh Diện, liền lập tức nới với hứa mạn tranh, ông ơi, cậu chủ cổ cũng đã nói không có mời Lâm Thanh Diện rồi, bây giờ không có gì hay để mà nói nữa ông mau đuổi hai người bọn họ ra ngoài đi hứa mạn tranh nhìn lâm thanh diện và hứa bích hoài với sắc mặt âm trầm cảm thấy hôm nay bọn họ đã làm mất mặt nhà họ hứa rất lớn rồi hai người bọn bây còn ngây người ở đó làm gì mau cút ra ngoài cho ta đừng có giảo biện nữa hứa mạn tranh lên tiếng hứa bích hoài không ngờ cổ diệt thành lại nói nhà họ cổ không có mời bọn họ lúc này không biết nên làm sao nữa Đợi chút, cổ diệt thành nói, hai người bọn họ đã vào nhà họ cổ của tôi, cái này coi như là xông vào nhà dân rồi, xử lý bọn họ thế nào nên do tôi quyết định đúng chứ? Cổ diệt thành cười cười nhìn hứa mạn tranh một cái, ý trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Hứa mạn tranh sững sờ, có chút bất lực mà thở dài, chuyện này quả thực nên để cho người của nhà họ cổ người ta quản. Ông ta nhìn cổ diệt thành một cái, nói thật là để cho cậu chủ cổ cười chê rồi, bọn chúng xông vào nhà dân quả thực nên giao cho cậu chủ xử lý, cậu chủ cứ xử phạt bọn họ, không cần nể cái mặt già của tôi. Cổ Diệp Thành bĩu môi, anh ta đương nhiên sẽ không nể mặt hứa mạn tranh, anh ta căn bản không đặt nhà họ hứa vào trong mắt. Lâm Thanh Diện, lá gan của anh cũng thật là lớn, vậy mà lại dám lẻn vào nhà tôi, hôm đó nếu như không phải anh, ba tôi cũng sẽ không tẩn tôi giữ như vậy, hôm nay tôi sẽ để cho anh nếm thử sự lợi hại của cổ Diệp Thành tôi cổ diệt thành vẫy vẫy tay với một đám bảo vệ ở không xa đám bảo vệ đó lập tức vây tới lâm thanh diện cười cười với cổ diệt thành nói tin tôi đi nếu như anh dám động đến tôi anh sẽ còn bị ba anh tần nữa cái dám chó nhà anh ba tôi sao có thể vì một tên phế vật như anh mà tấn tôi hai lần được anh đừng nằm mơ nữa bắt hai người họ lại cho tôi cổ diệt thành lớn tiếng hét chính vào lúc này cổ thanh chiết tiếp khách xong đi vào trong sân chương 139, ông là cái thá gì? Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại vây lại một cục rồi? Cổ thanh chiết có chút khó hiểu mà nhìn đám người trong sân, hỏi những người gần đó một câu. Ra chủ cổ, bên đó có hai người len lén lẻn vào đây, cậu chủ cổ đang định bắt bọn họ lại giáo huấn một trận đó, người đó cung kính trả lời. Còn có chuyện này à? Vẻ mặt cổ thanh chiết khó hiểu, không ngờ còn có người dám lẻn vào nhà ông ta. Đám người trương nghệ hâm hồi nãy ở trong phòng khách cũng đều đứng ở bên cạnh xem kịch, tuy bọn họ đều biết, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài là do cổ thanh chiết đích thân mời đến, nhưng không có ý định nói chuyện này cho cổ Diệp Thành. Bọn họ đương nhiên là sẵn lòng nhìn giữa Lâm Thanh Diện và cổ Diệp Thành có chút mâu thuẫn, dù sao chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, vẫn có chút chán. Trương Nghệ Hâm cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm một câu, không ngờ tên này lại có chút ân oán với cậu chủ nhà họ cổ, Tần này có kịch hay để xem rồi, không biết anh cổ sẽ giúp bên nào. Cái này còn cần phải nói nữa sao, gia chủ cổ đương nhiên sẽ giúp con trai mình rồi, tên Lâm Thanh diện này chỉ e phải xui xẻo rồi, Triệu Bảo hoàn toàn không nghi ngờ mà nói. Bảo vệ vây xung quanh Lâm Thanh diện và Hứa Bích Hoài, đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nhìn Lâm Thanh diện, nói, dám xông vào nhà chính họ cổ, mau khoanh tay chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lâm Thanh diện, chúng ta làm sao đây? sao bọn họ không tin chúng ta là được mời đến vậy chứ, vẻ mặt hứa Bích Hoài lo lắng. Lâm Thanh Diện bảo vệ hứa Bích Hoài ở đằng sau, đừng lo lắng, bọn họ không thể làm gì chúng ta đâu. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy Lâm Thanh Diện vốn không có ý định khoanh tay chịu chói, liền khẽ hừ một tiếng, lấy một cây rùi cui lao về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện xoay người, đá một cước khiến cho đội trưởng đội bảo vệ bay về lại, chúng vào trong đám bảo vệ. Đám người kinh ngạc kêu lên, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thân thủ tốt như vậy. Hứa Mạn Tranh thấy Lâm Thanh Diện ra tay đánh người nhà họ Cổ, lập tức sốt sắng, tức giận quát: "Lâm Thanh Diện, tên khốn này, cậu dám ra tay đánh người của nhà họ Cổ, cậu muốn tìm chết đúng không?" Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Mạn Tranh một cái, lạnh giọng nói: "Không lẽ để bọn họ đánh tôi?" Hứa Trai Hiệp Khuyên giải nói: "Ông nội, đừng quan tâm tên phế vật này nữa, là anh ta tự tìm đường chết, không trách được người khác." Cổ Diệp Thành thấy Lâm Thanh Diện một cước đá bay đội trưởng đội bảo vệ, cũng hít mắt lại, lớn tiếng hét, tên này dám xông vào nhà dân, còn ra tay đả thương người khác, thật đúng là không coi vương pháp ra gì, mọi người cùng nhau lên, đánh chết anh ta cho tôi. Lúc này cổ Thanh Chiết chen đến trước đám người, sau khi nhìn thấy đám bảo vệ đang vây lấy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, sắc mặt lập tức biến đối. Dừng tay hết cho tôi, cổ Thanh Chiết lớn tiếng hét một tiếng. Đám bảo vệ đó thấy gia chủ đến, vội vàng ngừng lại. Đám người nhìn thấy cổ thanh chiết đến, đều cảm thấy tình cảnh của Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài sẽ càng trở nên thảm. Hứa mạn tranh thở dài một hơi, cảm thấy Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài hôm nay phải khiến cho nhà họ hứa ông ta mất mặt rồi, gia chủ nhà họ cổ đến rồi, chuyện này không còn chỗ để thương lượng nữa. Hứa trai hiệp và hứa Bích Huyên đều cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, trong lòng thì trông đợi gia chủ nhà họ cổ xử phạt bọn họ. Ba, lần trước ba còn vì tên phế vật này mà dạy dỗ con kết quả bây giờ anh ta còn dám xông vào nhà chúng ta cái này không còn gì để mà nói nữa đúng chứ lần này con nhất định phải trả toàn bộ những gì mà ba đã đánh con lên người của hắn ta cổ diệt thành lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng hứa mạn tranh cũng vội vàng tiến lên trước không người nói gia chủ cổ hai tên khốn này là người nhà họ hứa chúng tôi nhưng bọn chúng xông vào đây tôi tuyệt đối sẽ không bao che gia chủ cổ muốn xử lý bọn chúng thế nào thì xử Cổ thanh chiết nhìn hai người một cái, khuôn mặt bị tức đến tái xanh, ông ta nhìn bộ dạng lẽ thẳng khí hùng của cổ diệt Thành, có chút hối hận vì đã sinh ra một thằng con trai ngu ngốc như vậy rồi. Thằng ngu nhà mày, bọn họ là khách quan trọng do tao đích thân mời đến tham gia bữa tiệc, mày vậy mà lại dám bắt bọn họ lại, sao tao lại nuôi một thứ không có não như mày chứ? Cổ thanh chiết trực tiếp giơ tay lên, dáng một cái tát lên mặt cổ diệt Thành. Bốp, tiếng bạt tay giòn giã vang lên, cả khoảng sân đều yên lặng. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ, cổ thanh chiết không những không truy cứu lỗi của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, mà ngược lại còn đánh cổ Diệp thành. Hai người bọn họ là khách quý do cổ thanh chiết đích thân mời đến. Không lẽ không có thư mời? Cả nhà hứa mạn tranh lập tức há hốc mồm, đôi mắt của hứa cha hiệp và hứa bích nguyên đều hận không thể trừng rơi ra ngoài, rất lâu cũng không hồi thân lại được. Đám người trương nghệ hâm cũng có chút kinh ngạc, không ngờ cổ thanh chết lại vì Lâm Thanh Diện mà ngay cả con trai mình cũng đánh. Tên Lâm Thanh Diện này rốt cuộc là ai? Sao anh cổ lại vì cậu ta mà ngay cả mặt mũi của con trai mình cũng không cần nữa? Trương Nghệ Hâm lầm bẩm nói. Con thấy hắn ta chính là dẫm phải vận may xít chó thôi, gia chủ cổ cũng thật là, vào mấy lúc này, cho dù Lâm Thanh Diện có không phải lẻn vào đi nữa, cũng không nên vì hắn ta mà ra tay đánh con trai của mình a à, triệu bảo phân nộ bất bình mà nói. Cổ Diệt Thành ôm lấy mặt mình, trực tiếp khóc lóc trước mặt tất cả mọi người. Anh ta thật sự quá ủy khuất rồi. Ba ruột của mình vậy mà lại đánh mình hai lần liên tiếp chỉ vì một người ngoài ở trước mặt của nhiều người như vậy. Cho dù là ai, chắc chắn cũng có chút không thể chấp nhận được. Ba, có phải con căn bản không phải do ba sinh ra không? Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Tên Lâm Thanh Diện này chính là tên phế vật a, sao ba đối với hắn ta còn tốt hơn cả con chứ? không lẽ hắn ta chính là con riêng của ba sao cổ diệt thành vừa khóc vừa nói người xung quanh nhìn thấy tên cổ diệt thành cậu chủ nhà họ cổ này lại khóc lên như một đứa con nít bị chịu ủy khuất đều cảm thấy có chút buồn cười lâm thanh diện và hứa bích hoài nghe thấy cổ diệt thành nghi ngờ lâm thanh diện là con riêng của cổ thanh chiết đều cười lên sắc mặt cổ thanh chiết khó coi quát mày nói bậy gì vậy tao đánh mày là vì mày không chịu ghi nhớ ngài lâm là khách quý của tao Tao đã cảnh cáo mày đừng có gây phiền phức cho anh ta, mà mày không nghe. Hắn ta có tư cách gì mà làm khách quý của nhà chúng ta chứ? Hắn ta chỉ là một tên phế vật. Nhà chúng ta giao hảo với một tên phế vật, có thể có ích lợi gì? Cổ Diệc Thành vẫn không phục mà nói. Cổ Thanh chiết nhất thời không biết nên giải thích thế nào nữa. Ông ta không thể nói Lâm Thanh diện chính là người của nhà họ Lâm ở kinh đô trước mặt nhiều người như vậy được. Như vậy thì lạc tâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Sau này không được nói Ngài Lâm là phế vật nữa, nếu không đừng trách tao không coi mày là con ruột nữa, mày vẫn chưa nhận thức được lỗi sai của mình, bây giờ lập tức về phòng úp mặt vào tường suy nghĩ cho tao. Cổ Thanh Chiết trực tiếp né tránh câu hỏi của Cổ Diệp Thành. Ông ta đưa ánh mắt ra hiệu với mấy người bảo vệ, mấy người bảo vệ đó lập tức đưa Cổ Diệp Thành đang khóc không ra thể thống gì rời đi. Hứa Mạn Tranh thấy Cổ Thanh Chiết không có giải thích tại sao lại bảo vệ Lâm Thanh diện như vậy, tưởng là Cổ Thanh Chiết đây là đang nể mặt ông ta. Tuy cái suy nghĩ này có chút khiến ông ta thụ sủng nhược kinh, nhưng đối với ông ta, cái này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như thật sự là như vậy, nhà họ cổ người ta nể mặt ông ta như vậy, ông ta đương nhiên không thể để nhà họ cổ quá mất mặt được. Cho nên hứa mạn tranh lập tức đi đến trước mặt cổ thanh chiết, mở miệng nói, gia chủ cổ, tôi biết ông có thể đã hiểu lầm rồi, tuy Lâm Thanh Diện và Bích Hoài là người nhà họ hứa của tôi, nhưng bọn chúng vốn không phải là do tôi đưa tới, ông không cần phải nể mặt tôi mà tha cho bọn nó đâu. Cổ thanh chiết đang tức giận, thấy hứa mạn tranh đột nhiên chạy tới nói như vậy, lập tức khinh miệt mà nhìn ông ta một cái, lớn tiếng nói. Ông là cái thá gì, ngài lâm là do tôi mời tới, tại sao tôi phải nể mặt ông? Mặt mũi ông lớn lắm sao? Trường 140, thầy của anh không so được với tôi đâu. Hứa mạn tranh không ngờ cổ thanh chiết lại đột nhiên không khách sáo với ông ta như vậy, khuôn mặt già nua lúng túng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, không động đậy. Đám người hứa cha hiệp và hứa bích huyên đều kinh ngạc mà nhìn cổ thanh chiết, rõ ràng là cổ thanh chiết mời bọn họ đến, bây giờ ông ta lại sỉ nhục hứa mạn tranh ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là có chút quá đáng. Hứa bích huyên không phục, tiến lên trước một bước nói, gia chủ cổ, nếu ông đã phát thư mời cho nhà họ hứa chúng tôi, vậy thì nói rõ là đã có đủ mặt mũi đến đây, bây giờ ông lại nói lời này, đây là có ý gì? Không sai, nhà họ Hứa tôi tuy không bằng nhà họ cổ, nhưng cũng không thể bị người khác sỉ nhục như vậy được, nếu ông đã không đặt chúng tôi vào trong mắt, vậy tại sao lại mời chúng tôi đến đây?" Hứa trai hiệp cũng tràn đầy nộ khí mà nói. Cổ Thanh chiết cười lạnh mà nhìn bọn họ một cái, hồi nãy thái độ của bọn họ đối với Lâm Thanh Diệt đã khiến ông ta biết, mấy người này vốn không biết thân phận của Lâm Thanh Diệt, mối quan hệ với Lâm Thanh Diệt cũng không tốt. Cho nên ông ta không cần phải khách sáo gì với người nhà họ Hứa nữa các người đừng không biết tốt xấu ở đây nữa, tôi mời các người đến là ý của Ngài Lâm, nếu như không phải anh ta mở miệng, ông tưởng nhà họ hứa nhỏ nhoi của các người có tư cách đến nhà họ của chúng tôi dự tiệc sao? Cổ thanh chiết lạnh giọng nói, lời này của ông ta như xét đánh giữa trời quang, nổ tung trong trái tim của mỗi người nhà họ hứa. Cơ thể vốn đang cứng nở của hứa mạn tranh lùi về sau, lào lào đảo đảo, sắp sửa ngã xuống đất hai người hứa cha hiệp và hứa bích huyên vội vàng đi dìu lấy hứa mạn tranh, trong lòng cũng toàn là sự chấn động khó tin. Cái, cái này sao có thể, chúng ta được mời đến dự tiệc, vậy mà lại thật sự là vì lâm thanh diện. Hứa bích huyên lầm bầm. Anh ta rõ ràng chỉ là một tên phế vật, gia chủ nhà họ cổ sao lại xem trọng anh ta như vậy chứ? Trong lòng hứa cha hiệp giấy lên một cảm giác thất bại. Không lẽ tôi thân là gia chủ nhà họ hứa, cũng không bằng một tên phế vật sao? Thanh âm hứa mạn tranh run rẩy. Lúc này trong lòng mỗi người nhà họ hứa đều phức tạp, bọn họ đều không muốn tin rằng bọn họ không bằng Lâm Thanh Diệt. Thế nhưng hồi nãy gia chủ nhà họ cổ đã đích thân nói rồi, nếu như không phải vì Lâm Thanh Diệt, bọn họ căn bản ngay cả tư cách vào đây cũng không có. Đây không nghi ngờ gì nữa mà là một cái tát dữ dội vào mặt của bọn họ. Lúc này không ít người xung quanh sau khi nghe thấy lời này của cổ Thanh chiết xong, đều theo bản năng cách xa nhà họ hứa một chút gia chủ nhà họ cổ còn không thích bọn họ, những người khác đương nhiên sẽ không kết giao với bọn họ rồi. Cổ thanh chiết quay người, nhìn lâm thanh diện và hứa bích hoài, lộ ra ánh mắt ái náy, mở miệng nói, thật là ngại quá, lại gây phiền phức cho hai người rồi, đây là do tôi chiêu đãi không chu đáo, nếu như hai người có gì bất mãn, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho hai người. Không cần đâu, chúng tôi không sao, lâm thanh diện nói. Thấy lâm thanh diện không có so đo, cổ thanh chiết lúc này mới thở phào ngài lâm hồi nãy tôi thấy mấy người nhà họ hứa này hình như không được thân thiện với phu nhân của ngài lắm có cần tôi đuổi bọn họ ra ngoài không cổ thanh chiết mở miệng hỏi lâm thanh diện lắc đầu nói không cần đâu để bọn họ tiếp tục tham gia tiệc đi dù sao bọn tôi cũng là người nhà họ hứa tôi không muốn làm quá căng thẳng được vậy tôi cũng không quản bọn họ nữa cổ thanh chiết gật đầu Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài không muốn phiền lòng vì chuyện này nữa. Đi đến hành lang, hai người bắt đầu nói chuyện. Hứa Trai Hiệp sau khi trải qua cơn chấn kinh, biểu cảm trên mặt lại trở nên oán hận lần nữa. Anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện trên hành lang một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật không biết tên phế vật này đã đạp phải vận may cướp chó gì, vậy mà lại ôm được cái đùi lớn của gia chủ nhà họ cổ. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh ta là tôi lại tức. Hừ, ỉ vào gia chủ nhà họ cổ thì đã sao?" còn không phải chỉ có thể làm một con chó thôi ư? Ừ, đợi hôm nào đó tâm trạng của gia chủ nhà họ cổ không tốt thì sẽ một chân đá anh ta đi thôi, không có gì vẻ vang hết. Hứa Bích Viên nói. Hai người đều nhất trí cho rằng Lâm Thanh Diện có thể dựa dẫm vào gia chủ nhà họ cổ là do ăn may, mà gia chủ nhà họ cổ cũng chỉ là nhất thời hứng lên, mấy ngày nữa sẽ quăng Lâm Thanh Diện sang một bên thôi. Trong lòng đám người nhà họ Hứa đều lặng lẽ khiển trách Lâm Thanh Diện cho rằng hôm nay bọn họ mất mặt ở bữa tiệc nhà họ cổ đều là do lâm thanh diện hại hứa mạn tranh cả một hồi mới hôi thần lại ông ta bất lực mà thở dài nói chúng ta đi thôi nếu người ta đã không có lòng thành mời chúng ta vậy chúng ta cũng không cần thiết ở lại đây cho mất mặt nữa nhưng bọn họ vốn không có đuổi chúng ta đi a à, ông à bữa tiệc này là cơ hội hiếm có chúng ta ở thêm một lát nữa đi hứa bích Viên nói hứa mạn tranh lập tức chừng cô ta một cái nói, ở cái gì mà ở, còn chưa đủ nhục sao? Đi hết cho ta. Nói xong, hứa mạn tranh liên quay người đi ra bên ngoài, không có ai đi tới giữ bọn họ hết. Xía, đây còn không phải do tên phế vật lâm thanh diện đó sao? Hứa Bích Nguyên lầm bầm một câu, rồi vội vàng đi theo, rời khỏi nhà tổ họ cổ. Không bao lâu sau, cổ thanh chiết bắt đầu giới thiệu mấy người mà ông ta đã mời tới trước. Tác dụng chủ yếu của buổi tiệc là mở rộng mạng lưới quan hệ, có sự giới thiệu của cổ thanh chiết, giá trị của mấy người đó cũng trở nên cao hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn kết giao. Cổ Thanh Chiết vốn còn muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện một chút, nhưng Lâm Thanh Diện vốn không muốn kết bạn gì ở đây hết, cho nên đã từ chối Cổ Thanh Chiết. Không ngờ nhà thẩm định bảo vật hàng đầu của Hồng Thành cũng đến bữa tiệc lần này, thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Thầy Trương, chúng tôi bình thường cũng rất thích siêu tâm một số đồ cổ, nhưng ở phương diện thẩm định bảo vật, chúng tôi chắc chắn không thể so được với thầy Trương đây rồi, chỉ bằng hôm nay thầy Trương thể hiện cho chúng tôi xem một chút, cũng để cho chúng tôi mở mang tâm mắt đi. Có người lên tiếng, lúc này có không ít người cũng bắt đầu xuống lại hùa theo. Trương Nghệ Hâm nghe thấy đám người hô hào, cũng cười lên, nói, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, vậy để tôi thể hiện một chút, nếu như trên người ai có đồ siêu tâm không thể xác định thật giả và năm tháng thì có thể mang đến cho tôi xem. Tôi có, đúng lúc hôm nay tôi đi chợ đồ cổ tìm được một số bảo vật, để cho thầy Trương phân tích cho tôi đi." Một người đàn ông trung niên hơi mập cười nói. Ông ta liền bảo tùy tùng của mình mang đến một chiếc hộp, chiếc hộp mở ra, bên trong có rất nhiều đồ cổ quý hiếm. Lúc này Triệu Bảo nhìn qua bên Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ đến những lời ngông cuồng mà Lâm Thanh Diện nói trong phòng khách lúc đó, trong lòng anh ta lại không phục. Tuy anh ta không so được với Lâm Thanh Diện, nhưng Trương Nghệ Hâm chắc chắn có thể, lúc đó Lâm Thanh Diện cũng nói muốn so tài với Trương Nghệ Hâm một trận đây chính là một cơ hội tốt để cho Lâm Thanh Diện mất mặt. Anh ta tiến lên một bước, sắp đến bên tai Trương Nghệ Hâm, nói thay, lúc trước tên tiểu tử Lâm Thanh Diện không phải còn nói muốn so với thầy một trận sao, hay là mượn cơ hội này để làm trùn nhuệ khí của tên đó đi. Trương Nghệ Hâm cũng nhớ đến lời mà Lâm Thanh Diện nói ở phòng khách lúc đó, ông ta thân là đàn anh trong giới. Đương nhiên sẽ không sợ một vãn bối, cho nên liên gật đầu với Triệu Bảo. Triệu Bảo lập tức lộ ra nụ cười mong đợi, sau đó lớn tiếng nói với đám người, các vị, có thể các vị không biết, tên Lâm Thanh Diện mà khi nãy suýt nữa bị cậu chủ cổ bắt lại, thật ra cũng là một cao thủ thẩm định bảo vật, lúc đó anh ta còn khiêu chiến với cả thầy của tôi nữa. Nếu bây giờ thầy của tôi muốn thể hiện, chỉ bằng để cho hai người họ thi tài một trận, chúng ta cũng có thể xem náo nhiệt, thấy thể nào. Đám người lập tức biểu thị đồng ý, họ hét kêu gọi Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm so tài. Triệu Bảo quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Nói, Lâm Thanh Diện, anh có dám so với thầy tôi không? Lâm Thanh Diện cười cười, nói thầy của anh không so được với tôi đâu, anh đây là đang chính tay đào hố cho ông ta đó, audio điện tử võ tấn bền. Chương 141, bức tranh này không có đơn giản như vậy. Triệu Bảo không ngờ Lâm Thanh Diện lại kiêu ngạo như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, ha ha, đợi đến khi anh thắng được thầy của tôi, rồi mới nói mấy lời này đi. Trương Nghệ Hâm cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút ngông cuồng vô tri rồi, trong lòng nghĩ hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này mới được. Đám người trong sân nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện xong, đều nhìn anh một cách khinh thường. Trương Nghệ Hâm thân là thầy thẩm định bảo vật số một của Hồng Thành, sao có thể không so được với một tên xanh non chứ? Cho dù gia chủ nhà họ cổ có xem trọng tên xanh non này, nhưng thẩm định bảo vật cũng không phải nói biết là biết được ngành này cần có thời gian để tích lũy kiến thức, không đủ tuổi tác thì căn bản không thể có nhiều trình độ được, lời này của Lâm Thanh Diện chắc chắn là bốc phét. Tên tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi, vậy mà dám nói thầy Trương không bị nổi cậu ta, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người giả đò như vậy đó. Ha ha, bình thường người mà nói mấy lời này đều là người không có bản lĩnh gì hết, nếu thật sự có bản lĩnh thì đều như thầy Trương, sẽ không nói năng bừa bãi. Thật muốn xem xem lát nữa cậu ta thua sẽ có bộ dạng như thế nào, nói không chừng ra chủ nhà họ Cổ cũng không còn xem trọng cậu ta nữa. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Triệu Bảo một cái, cười nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ so một trận với thầy của anh, nhưng nếu chỉ là tỷ thí đơn thuần thì có chút hơi chán rồi, hay là chúng ta thêm chút đồ cược đi. Đôi mắt Triệu Bảo sáng lên, đối với anh ta, trận tỷ thí này chắc chắn thầy của anh ta sẽ thắng, Lâm Thanh Diện muốn thêm đồ cược, mới là tự đào hố cho mình không vấn đề gì nếu anh đã muốn cược vậy tôi sẽ chiều theo nếu như anh thua rồi thì phải học tiếng chó sủa ở trước mặt tất cả mọi người thế nào triệu bảo cười lạnh nói lâm thanh diện hoàn toàn không do dự gật đầu nói được nhưng nếu như thầy của anh thua tôi cũng không yêu cầu ông ta học tiếng chó sủa anh thay ông ta là được vẻ mặt triệu bảo khinh miệt nói đừng nằm mơ nữa thầy của tôi sẽ không thua anh đâu lâm thanh diện quay đầu nhìn hứa bích hoài một cái bảo cô đợi ở bên này, anh đi so xong sẽ về, hứa bích hoài gật đầu, lúc đó ở trong phòng khách, thực lực thẩm định bảo vật mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra, đã khiến hứa bích hoài hoàn toàn tin tưởng anh rồi. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hâm, cười cười nhìn ông ta một cái, nói, sao thế nào? Chỗ ông ta có không ít đồ siêu tâm, chúng ta mỗi người thẩm định một món, để mọi người phân xét, ai có được nhiều sự ủng hộ hơn thì thắng, thế nào? Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, được. Triệu Bảo cười lạnh, trong lòng thâm nghĩ thầy của anh ta đã ngồi trên vị trí nhà thẩm định bảo vật số 1 ở Hồng Thành lâu như vậy rồi, mọi người chỉ nghe đến tên của ông ta thôi, thì phải nể mặt ông ta ba phân rồi, lần này Lâm Thanh Diện thua là cái chắc. Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm mỗi người lấy ra một món đồ siêu tâm từ trong chiếc hộp của người đàn ông trung niên đó, Trương Nghệ Hâm quan sát một hồi, thì đưa ra sự thẩm định của mình, nội dung thẩm định tương đối tỉ mỉ, từ niên đại, chế tác, và cả phân tích toàn diện về cả điển tích. Đám người nghe sự thẩm định của Trương Nghệ Hâm xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc khâm phục, đặc biệt là người đàn ông trung niên đó. Trình độ thẩm định của thầy Trương quả nhiên là cao siêu A, à, tuy tôi siêu tầm đồ cổ, nhưng muốn hiểu biết về số đồ siêu tầm như thầy Trương thế này, thật sự là khó như lên trời A, à, người đàn ông trung niên cảm thán nói. Trương Nghệ Hâm chỉ cười cười, sau đó lên quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lấy đồ siêu tầm trong tay ra, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói. Mới bắt đầu mọi người đều còn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là làm ra vẻ, chỉ biết bốc phét, nhưng cùng với sự thẩm định của Lâm Thanh Diện, tất cả những người có mặt đều yên tĩnh lại. Trương Nghệ Hâm cũng nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chấn kinh, thật sự không ngờ, sự thẩm định mà người trẻ tuổi này đưa ra, thật sự không kém hơn ông ta chút nào. Hơn nữa, còn mang máng có xu thế vượt qua cả ông ta nữa. Đây thật sự chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi sao anh làm sao có thể tích lũy được nhiều tri thức như vậy chỉ trong độ tuổi nhỏ như vậy chứ? Trương Nghệ Hâm trước giờ luôn cảm thấy, tuổi tác đại diện cho kinh nghiệm của nhà thẩm định bảo vật, dù sao tuổi tác càng lớn, nhìn thấy được càng nhiều, cũng hiểu được nhiều hơn. Nhưng ông ta đã phớt lờ đi trên thế giới này vẫn còn có một loại người, không cần tiêu phí nhiều thời gian, cũng có thể nắm bắt triệt để một loại kỹ năng, loại người này, được xưng là thiên tài. Không lâu sau, sự tường thuật của Lâm Thanh Diện kết thúc, đám người đều châm mặc. Sự thẩm định của Lâm Thanh Diện rõ ràng là còn tốt hơn cả Trương Nghệ Hâm một chút, nhưng sự nổi tiếng của Trương Nghệ Hâm bày ra ở đó, đám người này cho dù có thiên vị một chút, cũng chỉ cảm thấy trình độ thẩm định bảo vật của hai người này, không phân cao thấp. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào hai người một cái, nói trình độ thẩm định bảo vật của người anh em này cũng thật là khiến người ta kinh ngạc a. À, điều này khiến chúng tôi muốn phân ra ai mạnh ai yếu, thật sự có hơi khó khăn, hay là các người cùng thẩm định một món giống nhau như vậy thì khả năng phân cao thấp sẽ cao hơn một chút đám người lập tức gật đầu đều nói để trương nghệ hâm và lâm thanh diện thẩm định cùng một món sau đó mới quyết định xem sẽ ủng hộ ai trương nghệ hâm không ý kiến lâm thanh diện cũng không triệu bảo thầm măng một tiếng trong lòng sinh ra sự đố kỳ nông đậm người đàn ông trung niên lấy ra một bức tranh từ trong hộp sau đó mở bức tranh ra cùng với tùy tùng của ông ta cười nói, hai vị cùng thẩm định bức tranh này đi. Trương Nghệ Hâm và Lâm Thanh Diện đều đứng ở trước bức tranh, nhìn chầm chầm vào nó. Người trong sân cũng đều rất tò mò không biết đây là bức tranh gì, lũ lượt tiến lên trước xem. Không lâu sau, Trương Nghệ Hâm cười lên, mở miệng nói, đổi cái khác đi, bức tranh này là nhái thôi, tuy cũng có chút tuổi đời rồi, nhưng chỉ là tranh nhái khoảng 20, 30 năm trước, không có giá trị thẩm định cao. Đám người ồ lên, không ngờ bức tranh nhìn có vẻ cao siêu này hóa ra lại là tranh nhái, bọn họ còn tưởng là tác phẩm của một bậc thầy nào đó chứ, không ngờ Trương Nghệ Hâm chỉ nhìn có hai cái liền nhìn ra lai lịch của bức tranh này rồi. Nhất thời, đám người đều bắt đầu khâm phục Trương Nghệ Hâm. Người đàn ông trung niên đó cũng cười lên, nói thầy Trương quả nhiên là có đôi mắt sắc sảo a, à. bức tranh này quả thực là do tôi mua từ một tiểu thương, tôi thấy nó nhái rất tinh xảo, cho nên định giữ lại, không ngờ bị thầy Trương nhìn thấu rồi nhưng mà cái này chắc cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người đối với hai người, tôi đổi cái khác là được rồi. ý của người đàn ông rất rõ ràng, chính là cố ý muốn làm nổi bật sự lợi hại của trương nghệ hâm, đến lúc đó để mọi người đều ủng hộ trương nghệ hâm. giống như tất cả mọi người, người đàn ông trung niên này vốn cũng không thích lâm thanh diệt, cho dù anh có một trình độ thẩm định bảo vật nhất định, cũng không nên ngung cuồng như vậy. chính vào lúc người đàn ông trung niên cất bước tranh lại lâm thanh diện đột nhiên lên tiếng bức tranh này không có đơn giản như các người nghĩ khoan hằng cất nó lại đã lâm thanh diện anh có ý gì bức này chẳng qua chỉ là tranh nhái mà thôi người ta cũng đã nói là mua từ trong tay của tiểu thương rồi anh còn muốn làm gì nữa chắc không phải là muốn nhân cơ hội dở trò đó chứ triệu bảo lập tức khí thế hừng hực mà mở miệng lâm thanh diện cười cười trực tiếp lấy bức tranh đó tới nói với bảo vệ của nhà họ cổ đi khiêng một cái bàn tới thuận tiện lấy một chậu nước, rồi một con dao nhỏ. chương 142, tranh trong tranh. Cổ thanh chiết không biết Lâm Thanh Diện muốn những thứ này để làm gì, nhưng cũng không dám rể ra, lập tức đưa một ánh mắt ra hiệu cho người bảo vệ đó. Bảo vệ gật đầu, lập tức đi chuẩn bị đồ mà Lâm Thanh Diện cần. Đám người đều nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh muốn làm gì. Sau khi nghe thấy đồ mà Lâm Thanh Diện nói ra, Trương Nghệ Hâm lập tức cau mày, ông ta nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không chắc chắn lắm. Chắc không trùng hợp như vậy chứ. Nếu như thật sự là vậy, vậy thì nhãn lực của tên Lâm Thanh Diện này, chỉ e là không ai sánh bằng rồi, Trương Nghệ hâm lẩm bẩm tự nói. Triệu Bảo chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí, khinh miệt mà nói, Lâm Thanh Diện, đây chỉ là một bức tranh nhái mà thôi, cho dù anh có làm thế nào, cũng không làm được cái gì đâu, tôi thấy anh là đang đố kỳ thầy tôi chỉ nhìn một cái liên biết lai lịch của bức tranh, nên trột dạ mà thôi. Đám người nghe thấy lời của Triệu Bảo, đều lũ lượt gật đầu, cảm thấy anh ta nói có lý. Tuy người đàn ông trung niên hồi nãy đã nói, bức tranh này không tính, nhưng hồi nãy Trương Nghệ Hâm chỉ nhìn một cái liền ra lai lịch của bức tranh, đã khiến đám người cảm thấy trình độ của Trương Nghệ Hâm là cao hơn Lâm Thanh Diện rồi. Lâm Thanh Diện bây giờ còn muốn bày trò trên bức tranh này, chẳng qua chỉ là đang dẫy chết mà thôi. Tôi cảm thấy từ bức tranh này là đã có thể nhìn ra trình độ của ai là cao hơn rồi, cũng không cần tiếp tục nữa. Nói đúng lắm, thầy Trương Tuệ nhãn cao siêu, vừa nhìn là đã phân biệt ra sự thật giả của bức tranh này, còn Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói bức tranh này không có đơn giản như vậy, thật đúng là nực cười, tôi thấy cũng không cần thẩm định món đồ siêu tầm tiếp theo nữa rồi. Tuy hồi nãy sự thẩm định của Lâm Thanh Diện không chênh lệch gì mấy so với thầy Trương, nhưng bức tranh này mới là mấu chốt để khảo nghiệm nhãn lực thực sự của hai người, cái này làm sao có thể không tính được, tôi thấy trận so tài này đã phân rõ thắng thua rồi. Đám người bàn tán xôn xao, họ đã ngã về phía Trương Nghệ Hâm, yêu cầu ngừng trận so tài lại, bọn họ cảm thấy lần tỉ thí này đã có kết quả rồi. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm đắc ý mà nhìn Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diệt, trình độ cậu xuất chúng, nhưng có vẻ, tôi cao hơn cậu một chút đó, cậu có cần tiếp tục nữa không? ông ngay cả chỗ tuyệt diệu của bức tranh này mà cũng không nhìn ra vậy mà còn dám nói là trình độ cao hơn tôi không thấy đỏ mặt sao lâm thanh diện cười nói sắc mặt trương nghệ hâm lập tức trở nên khó coi lạnh giọng nói thật đúng là ngông cuồng vô tri triệu bảo trừng lâm thanh diện một cái khinh miệt nói một bức tranh nhái mà thôi có thể có gì tuyệt diệu chứ anh không cần cưỡng từ đoạt lý ở đây nữa nếu làm tiếp cũng chỉ làm lỡ thời gian của mọi người mà thôi người đàn ông trung niên đó cũng có chút bất mãn mà nhìn lâm thanh diện một cái bức tranh này nói thế nào cũng là của ông ta hồi nãy lâm thanh diện vậy mà lại trực tiếp lấy đi khiến trong lòng ông ta rất không vui người anh em trả tranh cho tôi đi đây thật sự chỉ là một bức tranh nhái mà thôi cậu không nhìn ra cũng không sao dù sao tuổi của cậu và thây trương cũng có chút cách biệt nhãn lực không bằng ông ta cũng là bình thường người đàn ông trung niên nói không sai Cậu không so được với thầy Trương thì đừng có náo loạn vô lý nữa, không lẽ cậu còn nghĩ ở tuổi này mà vượt qua được cả thầy Trương sao?" Không ít người cũng hô hào lên. Nhất thời người trong cả khoảng sân đều bắt đầu đưa ra phán đoán của mình, không có ai là ủng hộ Lâm Thanh Diện hết. Triệu Bảo cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, trong lòng nghĩ trình độ của tên này cũng chỉ có vậy thôi, hồi nãy anh ta cũng nhìn ra bức tranh này là tranh nhái rồi, Lâm Thanh Diện vậy mà lại không nhìn ra. Trình độ thẩm định bảo vật mà anh thể hiện ra trước đó, chỉ e cũng là trùng hợp mà thôi, nói không chừng là trước đây Lâm Thanh Diện đúng lúc đã nhìn thấy qua thứ đó, cho nên mới nói được tỉ mỉ chút thôi. Lâm Thanh Diện, đừng có giấy dụa nữa, tôi thấy kết quả tỉ thí lần này đã có rồi, anh so với thầy của tôi vẫn còn kém xa, nhận thua đi. Nghĩ đến sau khi Lâm Thanh Diện thua, phải học tiếng chó sủa trước mặt mọi người, trong lòng Triệu Bảo lại cảm thấy hưng phấn. Thấy đám người như vậy, Lâm Thanh Diện không có chút hoảng loạn nào, mà cười cười nhìn về phía người đàn ông trung niên đó, nói, nếu ông đã cảm thấy đây chỉ là một bức tranh nhái, vậy chi bằng ông bán nó cho tôi đi, như vậy thì cho dù tôi có xử lý bức tranh này như thế nào, chắc cũng không có vấn đề gì rồi chứ. Người đàn ông trung niên sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại muốn mua tranh của ông ta. Nhưng rất nhanh trên mặt ông ta liên lộ ra nụ cười giễu cợt, nói, được thôi, nếu cậu đã muốn mua, vậy tôi sẽ bán cho cậu, Tranh này tôi tốn 6 triệu mua về, cậu không phải cảm thấy tranh này không đơn giản sao? Vậy tôi bán cho cậu 600 triệu, cậu lấy không? Đám người đều cười lên, tranh 6 triệu, bán ra ngoài 600 triệu, chỉ có tên ngốc mới mua. Được, đưa số thẻ ngân hàng của ông cho tôi, tôi sẽ bảo người của ngân hàng chuyển tiền cho ông, Lâm Thanh Diện nói. Tất cả mọi người đều sững sờ, là người thì đều sẽ nghe ra, người đàn ông trung niên này đang trêu đùa Lâm Thanh Diện, nói bán tranh 600 triệu cũng chỉ là vì khiến Lâm Thanh Diện khó xử mà thôi. Nhưng bọn họ đều không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự định mua. Người đàn ông trung niên có chút không chắc chắn mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, hỏi cậu, cậu chắc chắn muốn dùng 600 triệu để mua bức tranh này. Không sai, đưa số thẻ cho tôi đi, Lâm Thanh Diện chắc như định đóng cột mà nói. Người đàn ông trung niên nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện một hồi, lòng nghĩ tên này chỉ e là não uống nước rồi, nhưng nếu đã có cơ hội kiếm tiền, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao bán cái này đi, cũng đồng nghĩa kiếm được gấp 100 lần A. Vậy được, cậu không được nuốt lời đó, tôi sẽ cho số thẻ cho cậu, người đàn ông trung niên nói. Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng, thân là người sở hữu thẻ đen, Lâm Thanh Diện có thể bảo ngân hàng giúp anh chuyển khoản bất cứ khi nào và bất cứ đâu, không có hạn ngạch. Hứa Bích Hoài có chút xoắn suýt mà nhìn Lâm Thanh Diện, đang nghĩ xem có cần khuyên anh một chút không, dù sao mọi người đều nói đây là một bức tranh nhái rồi, hơn nữa người đàn ông trung niên còn nói rõ là tốn 6 triệu để mua, nếu như Lâm Thanh Diện tốn 600 triệu để mua, thật sự là quá lỗ rồi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện mua tranh bằng tiền của mình, cô cũng không tiện can thiệp, nên không nói gì. Lúc này, cô đột nhiên có chút muốn đi vệ sinh nên một mình đi tìm nhà vệ sinh. Nhà tổ họ Cổ rất lớn, hơn nữa cũng không có bảng hiệu chỉ dẫn nhà vệ sinh ở đâu, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diệt, hứa Bích Hoài chỉ có thể tự mình tìm. Cô đi qua mấy khoảng sân, cuối cùng nhìn thấy một nơi có treo bảng hiệu nhà vệ sinh, vội vàng đi tới. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ gặp phải cổ Diệp Thành với vẻ mặt đầy phiền muộn. Cổ Diệp Thành nhìn thấy là hứa Bích Hoài, trên mặt lập tức nở ra nụ cười xấu xa. Trong vòng vài phút, Lâm Thanh Diện đã chuyển 600 triệu cho người đàn ông trung niên. Sau khi nhận tiền, người đàn ông trung niên tràn đầy vui mừng nói, thật không ngờ, bức tranh tôi mua với giá 6 triệu lại bán được với giá 600 triệu, đây là lần đầu tiên trong đời tôi lời được gấp nhiều lần như vậy a. À. Đám đông đều có chút hâm mộ mà nhìn người đàn ông trung niên, tuy 600 triệu đối với bọn họ mà nói là không nhiều, nhưng đây gần như là vốn thấp nhất, đổi lấy được lợi nhuận lớn nhất rồi. Đồng thời mấy người này cũng khinh miệt mà nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện thật sự não bị úng nước. Thật đúng là người ngốc nhưng nhiều tiền A, à, phí vì 600 triệu mua một bức tranh nhái, lại còn vào lúc tất cả mọi người đều biết giá trị của bức tranh này nữa chứ. Cả đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp loại người này đó. 600 triệu mua một bức tranh nát, tuy 600 triệu không phải nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí tiền như vậy a. À. Kệ cậu ta chứ, dù sao cũng đâu phải xài tiền của tôi, tôi thích xem loại coi tiền như rác vậy lắm, đợi cậu ta phản ứng lại, chỉ e là hối hận chết thôi. Triệu bảo cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói, Lâm Thanh Diện, cho dù anh tốn 600 triệu để mua bức tranh này rồi, anh cũng không thể nói bức tranh này có giá trị 600 triệu a. hồi nãy mọi người đều đã nhìn rõ rồi, anh căn bản không so được với thầy của tôi, lần so tài này, anh đã thua rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Bảo một cái, nói ai nói với anh là lần so tài này đã kết thúc rồi vậy, tôi đã nói rồi, bức tranh này không có đơn giản như các người nghĩ. Trong lòng triệu bảo giấy lên một tia lửa giận, cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố ý dây dưa với bọn họ. Cứ để xem cậu ta muốn làm gì đi, dù sao thời gian cũng còn sớm, coi như để mọi người xem trò hề là được rồi, Trương Nghệ Hâm cười nói. Ông ta cảm thấy bản thân mình đã nắm chắc phần thắng rồi, cho dù Lâm Thanh Diện có làm gì, mọi người cũng đều sẽ ủng hộ ông ta. Hồi nãy ông ta còn nghĩ đến một khả năng, nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, xác suất tình huống này quá thấp, căn bản sẽ không xảy ra, cho nên ông ta cũng không cần lo lắng nữa. Qua một hồi, nhân viên bảo vệ của nhà họ Cổ đã mang đồ mà Lâm Thanh Diện cần đến. Lâm Thanh Diện đặt bức tranh đó lên bàn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau lau mép tranh, nhỏ một vài giọt nước lên mép của bức tranh. Mọi người đều tò mò sắp tới, không biết Lâm Thanh Diện đây là đang định làm gì. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều có chút nghiên cứu về tranh cổ. Sau khi nhìn thấy thủ pháp của Lâm Thanh Diệt, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì. Không lẽ tên tiểu tử này muốn vén bức tranh này ra sao? Thật đúng là buồn cười, tranh trong tranh đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua rồi, sao có thể lại xuất hiện trên một bức tranh chỉ đáng giá 6 triệu chứ? Triệu Bảo cười lạnh. Trương Nghệ Hâm thì cau mày, hồi nãy vào giây phút Lâm Thanh Diện nhỏ nước, ông ta nhìn thấy bức tranh này quả thực có chút đặc thù, tranh bình thường về cơ bản không có dày như vậy. Lâm Thanh Diện nghiêm túc mà thao tác trên bức tranh, cẩn thận cẩn thận, đám người đều tập trung tinh thần, đợi Lâm Thanh Diện đưa ra một đáp án. Sau gần 10 phút, hai tay Lâm Thanh Diện nắm lấy hai góc bức tranh, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng bóc lớp trên cùng của bức tranh ra. Mọi người lập tức nhìn thấy dưới bức tranh mà Lâm Thanh Diện đã vén ra, hóa ra là một bức tranh khác với kỹ thuật cao siêu, màu sắc tươi sáng, chỉ tiết nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều chấn kinh không ngờ rằng trong bức tranh tưởng chừng như rất bình thường này lại ẩn chứa một bức họa khác. Triệu bảo vốn còn đang cười nhạo lâm thanh diện lập tức ngây người, rất lâu sau cũng không nói ra được lời nào. Trương nghệ hâm thì trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn chăm chăm vào bức tranh đó hai cái, kinh ngạc thốt lên, đây, đây là bức của họa thánh ngô đạo tử. Cả khoảng sân đều sôi sùng sục, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào bức tranh trên bàn với vẻ mặt khó tin. hỏa thánh ngô đạo tử bọn họ đương nhiêu đều biết, đó là họa gia nổi tiếng nhất thời đường, được tôn sùng là họa thánh trong lịch sử, tranh của ông có giá trị rất cao, nhiều nhà siêu tập đồ cổ coi việc siêu tập các tác phẩm thật sự của ngô đạo tử là mục tiêu cuộc sống. Sau khi nghe Trương Nghệ Hâm nói, người đàn ông trung niên vốn vẫn còn đắc ý vì bức tranh nhái, lập tức sững sờ. Ông ta vội vàng đi đến trước bàn, nhìn bức tranh khiến người ta kinh diễm trên đó, sinh ra một cảm giác nghẹt thở. Thầy Trương, thầy xác định đây là tranh của ngô đạo tử sao? đây là bản gốc, người đàn ông trung niên căng thẳng hỏi. Hai mắt trương nghệ hâm nhìn chằm chằm vào con dấu và dòng chữ trên bức tranh, mở miệng nói, không sai được, con dấu và dòng chữ của ngô đạo tử đều được thông qua xử lý đặc biệt, là vì để ngăn người khác bắt trước tranh của ông ta, bức tranh này là hàng thật. Trong sân lại bùng nổ, tất cả mọi người đều khâm phục mà nhìn lâm thanh diện, không ngờ bức tranh này thật sự như anh nói, không đơn giản. Tranh của ngô đạo tử vô cùng nổi tiếng trên thị trường, Bây giờ một bức tranh của ngô đạo tử có thế được đấu giá được hơn 600 tỷ đó, một thương nhân đồ cổ lên tiếng nói một câu. Đám người đều hít ngược một hơi lạnh, bức tranh trên bàn lúc này trị giá hơn 600 tỷ, đây đã không còn là số tiền nhỏ nữa. Người đàn ông trung niên lập tức ngẩn ra, đôi môi bắt đầu run lên. 6, 600 tỷ, tôi đã bán đi với giá 600 triệu rồi. Trong mắt ông ta toàn là hối hận, 600 triệu so với 600 tỷ mà nói, căn bản chẳng phải là tiền bạc gì cả. Tôi không bán bức tranh này nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, cậu trả tranh cho tôi. Người đàn ông trung niên lập tức định đi giật bức tranh đó. Cổ thanh chiết lập tức đưa ánh mắt ra hiệu cho mấy nhân viên bảo vệ, mấy nhân viên bảo vệ đó lập tức xông tới, kìm người đàn ông trung niên xuống đất. Chẳng lẽ ông không hiểu quy tắc của giới đồ cổ sao? Đồ đã bán ra làm gì có đạo lý nào trả lại, ông không nhìn ra giá trị của bức tranh này, chỉ có thể nói mắt ông tệ thôi, bức tranh này đã là của ngài Lâm rồi. Cổ thanh chiết lạnh giọng nói, chương 143, không biết hối cải. Người đàn ông trung niên sắp khóc luôn rồi, cái cảm giác lướt qua nhau với món đồ siêu tập trị giá 600 tỷ, khiến ông ta đau lòng tột độ. Thế nhưng, đây là địa bàn của nhà họ cổ, cổ thanh chiết nói cũng không sai, đồ đã bán ra, không có đạo lý lấy lại. Cho nên sau khi bị đám bảo vệ kìm dưới đất, người đàn ông trung niên lập tức an phận. Cổ thanh chiết quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra biểu cảm khâm phục, nói, nhãn lực của ngài Lâm quả nhiên là không bình thường, vậy mà lại có thể nhìn ra trong bức tranh này có còn có một lớp nữa, nếu như không phải nhãn lực của ngài Lâm siêu phàm, bức tranh này chỉ e phải bị chôn vùi rồi. Mọi người lập tức hùa theo, khen Lâm Thanh Diện lợi hại, lúc này không còn ai ủng hộ Trương Nghệ Hâm nữa. Dù sao bọn họ cũng chỉ nhìn kết quả, Lâm Thanh Diện có thể nhìn ra trong bức tranh nhái có hai lớp, đây đã không còn là năng lực của người thường nữa rồi. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm khó coi, hồi nãy ông ta tuy đã đoán được Lâm Thanh Diện muốn làm gì, nhưng cảm thấy loại chuyện này có xác suất quá nhỏ, nên không để ý. Ai ngờ bây giờ vậy mà lại thật sự bị Lâm Thanh Diện làm ra một bức tranh trong tranh, còn là bản gốc của hỏa thánh ngô đạo tử, đây chắc chắn là một cái tát vào mặt ông ta. Sau lần này, danh tiếng nhà thẩm định bảo vật số một của ông ta ở Hồng Thanh, chỉ e sẽ bị suy giảm đáng kể ngành thẩm định bảo vật dựa vào danh tiếng để kiếm tiền, lần này Trương Nghệ Hâm không nhìn ra trong tranh có hai lớp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ông ta, đến lúc đó ai cũng sẽ nói ông ta đã thua một người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20. Đây chắc chắn là điều nhục nhã đối với Trương Nghệ Hâm, nhiều người sẽ nghi ngờ trình độ thẩm định bảo vật của ông vì chuyện này. Ông ta quay đầu nhìn Triệu Bảo một cái, trong lòng thật có một loại kích động muốn bóp chết tên học trò ngu ngốc này, nếu triệu bảo không la ó ông ta cũng sẽ không tỉ thí với lâm thanh diện rồi bây giờ không chỉ so tài thua mà danh tiếng của ông ta cũng bị ảnh hưởng chẳng trách lúc đó lâm thanh diện đã nói triệu bảo đang đào hố cho ông ta lời này của lâm thanh diện nói không sai một chút nào lâm thanh diện nhìn mọi người cất giọng nói bây giờ cuộc thi đã kết thúc rồi đúng chứ bây giờ các người hãy quyết định là ủng hộ ai đi trương nghệ hâm thở dài nói không cần quyết định nữa tôi nhận thua Đám người vốn không cảm thấy Trương Nghệ Hâm nhận thua là có gì sai hết, đối với bọn họ, trình độ thẩm định bảo vật của Trương Nghệ Hâm quả thực không bằng Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo thâm măng một tiếng, lập tức nói thầy, bữa tiệc hôm nay thật sự là vô nghĩa quá, chúng ta đi thôi. Sau đó Triệu Bảo chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nhà tổ họ Cổ. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, cười nói, anh đi như vậy à, chỉ e là không hay lắm a, à? anh đã quên trước đó chúng ta cược gì rồi sao? Triệu Bảo lập tức chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diệt, nói: Lâm Thanh Diệt, anh đừng có mà quá đáng. Thầy tôi chỉ vì nhất thời sơ ý, nên mới thua anh. Cá cược hồi nãy không thể tính. Đối với anh ta mà nói, Lâm Thanh Diệt chẳng qua chỉ là một tên phế vật. Cho dù anh ta có ăn gian không nhận, thì người khác cũng sẽ không nói gì. Nói như vậy, tức là anh không muốn nhận rồi. Không ngờ Đường Đường là học trò của nhà thẩm định bảo vật số một lại không biết xấu hổ như vậy a? À anh thật là khiến thầy của anh mất mặt đó lâm thanh diện cười nói triệu bảo lập tức sốt sắng mắng cái rắm chó nhà anh anh nói ai không biết xấu hổ một tên phế vật như anh có tư cách gì nói tôi lâm thanh diện còn chưa nói chuyện một đám người trong sân đã không phục mắt cậu mù sao trình độ thẩm định bảo vật của người ta lợi hại hơn cả thầy của cậu nữa vậy mà cậu lại nói người ta là phế vật nếu cậu ta là phế vật thì cậu là cái gì Thật đúng là cười chết tôi rồi, thời đại này rồi mà còn có người không biết xấu hổ như vậy nữa, đây chắc không phải là Trương Nghệ Hâm dạy đó chứ, nếu như Trương Nghệ Hâm cũng là người như vậy, vậy sau này còn ai dám tìm Trương Nghệ Hâm thẩm định bảo vật nữa a. À? Trương Nghệ Hâm vậy mà lại dạy ra một học trò như vậy, xem ra trình độ quả thực là không được, sau này nhà thẩm định bảo vật số 1 chỉ e phải đổi người rồi. Nghe mọi người nói, sắc mặt Trương Nghệ Hâm tái xanh, Triệu Bảo thật sự đã làm ông ta mất hết mặt mũi rồi ông ta trực tiếp một cước đá lên người triệu bảo, mắng, tên phế vật nhà mày, có tư cách gì mà nói người khác, đã thua thì chịu thua, cái cược này là do mày cược với người ta, bây giờ lại không nhận, là ai dạy mày vậy? Nếu như hôm nay mày không hoàn thành cá cược, sau này đừng nói là học trò của trương nghệ hâm ta nữa. Triệu bảo lập tức sợ hãi, tất cả những gì của anh ta bây giờ đều là do trương nghệ hâm cho, nếu trương nghệ hâm không nhận anh ta là học trò nữa, tất cả mọi người chắc chắn sẽ dậu đổ bìm leo, đến lúc đó ngày tháng của anh ta sẽ trở nên thê thảm. Anh ta hung dữ nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó má mồm ra với vẻ không tình nguyện. Go, go, go. Khi mọi người nghe thấy tiếng chó sủa của Triệu Bảo, tất cả đều ha hả cười lên ngay lập tức, hoàn toàn không nể tình Triệu Bảo và Trương Nghệ Hâm chút nào. Lâm Thanh Diện cũng cười lên, nhìn bộ dạng ăn xít của Triệu Bảo, anh cảm thấy rất buồn cười. Triệu Bảo đã không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây nữa, vừa học sủa xong liền chạy ra khỏi nhà tổ họ cổ trương nghệ hâm cũng cảm thấy mất hết mặt mũi nói một câu với cổ thanh chiết xong liền rời khỏi chỗ này lâm thanh diện bảo cổ thanh chiết giúp anh cất bước thiên vương tống tử đồ lại sau đó quay đầu nhìn về phía hứa bích hoài nhưng anh không ngờ hứa bích hoài đã không còn ở chỗ đó nữa lâm thanh diện quay đầu tìm xung quanh cũng không thấy bóng ảnh của hứa bích hoài đâu ông thấy bà xã tôi đâu không lâm thanh diện hỏi cổ thanh chiết Cổ thanh chiết lắc đầu, nói chắc là đi vệ sinh rồi, hồi nãy còn đứng đó mà. Lâm thanh diện cao mày, theo lý mà nói hứa bích hoài đi vệ sinh không cần nhiều thời gian như vậy, bây giờ không nhìn thấy hứa bích hoài đâu, khiến Lâm thanh diện giấy lên một tia cảm giác bất an. Anh lập tức hỏi cổ thanh chiết nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi tìm. Ở cửa nhà vệ sinh gọi vài tiếng, nhưng không có ai để ý anh, Lâm thanh diện lập tức xót xăng. Á, à, anh buông tôi ra. Anh không được đụng tôi." Chính vào lúc này, ở bên trong một căn phòng không xa, đột nhiên truyền đến tiếng hét. Lâm Thanh Diện nghe ra đây là thanh âm của Hứa Bích Hoài, liền nhanh chóng xông qua đó. Anh một cước đá cửa phòng ra, đi vào trong phòng thì nhìn thấy Cổ Diệp Thành đang đè Hứa Bích Hoài trên giường, vươn tay đi cởi quần áo của cô. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài hoảng loạn, trong mắt toàn là sợ hãi. Lúc đó sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, cô tình cờ gặp phải Cổ Diệp Thành trong lòng cổ diệt thành đang tức giận lâm thanh diệt nhìn thấy hứa bích hoài đi ra từ toilet một mình trong đầu anh ta liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa thân là cậu chủ cả của nhà họ cổ bình thường anh ta đã làm rất nhiều chuyện ngang ngược cho dù lâm thanh Diện và hứa bích hoài là do ba anh ta mời đến dự tiệc cổ diệt thành cũng vẫn không đặt bọn họ vào trong mắt lâm thanh diệt là một tên phế vật hứa bích hoài lại chỉ là người của nhà họ hứa nhỏ nhoi bất luận nhìn thế nào Hai người này đều không thể tạo thành uy hiếp gì với anh ta, ba anh ta bảo vệ Lâm Thanh Diện, chắc cũng chỉ là không muốn để người khác cảm thấy nhà họ Cổ của anh ta quá bá đạo mà thôi. Cho nên Cổ Diệc Thành bèn trực tiếp bắt hứa Bích Hoài về phòng, muốn nấu gạo thành cơm với cô. Cho dù sau chuyện ba anh ta sẽ dạy dỗ anh ta, nhiều nhất cũng chỉ là đánh anh ta một trận mà thôi, mà bà xã của Lâm Thanh Diện bị anh ta nện rồi, chắc chắn là một đả kích vô cùng lớn đối với Lâm Thanh Diệt nhưng điều khiến anh ta không ngờ, chính vào lúc anh ta sắp thành công, cửa phòng đột nhiên bị đá ra, khiến cơ thể anh ta giật bắn mình run rẩy. Mẹ nó, lần này lại là ai nữa, sao cứ có người đến phá chuyện tốt của lão tử vậy? Cổ diệt thành mắng. Anh ta quay người nhìn ra đằng sau, sau khi phát hiện là lâm thanh diệt, lập tức nhổ nước bọt xuống đất. Đậu xanh rau má, lại là tên phế vật này, sao lần nào anh cũng âm hồn không tan thế hả? Cổ diệt thành lên tiếng. Lâm Thanh Diện không nói gì, mà đi qua đó, túm lấy tay hứa bích hoài, kéo cô dậy khỏi giường. Em không sao chứ, Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa bích hoài lắc lắc đầu, sự kinh hoàng trên mặt đã không còn nữa, chỉ cần Lâm Thanh Diện xuất hiện, hôm nay cô sẽ không có chuyện gì hết. Sau khi xác định hứa bích hoài không sao, Lâm Thanh Diện quay người nhìn cổ Diệp Thành, tiếp đó một chân đá lên người anh ta, trực tiếp đá anh ta tông vào trên tường. Tôi đã cho anh qua một cơ hội rồi, anh tự mình không biết quý trọng lần này tôi sẽ không nương tay nữa lâm thanh diện lạnh giọng nói cổ diệt thành ôm lấy bụng mình đứng dậy từ dưới đất vẻ mặt đau khổ lâm thanh diện đậu xanh rau mái đây là nhà của tôi anh vậy mà lại dám ra tay với tôi ở đây cổ diệt thành nghiến răng nói nhà của anh thì đã sao anh ra tay với vợ tôi hai lần cho dù ở trước mặt ba của anh tôi cũng sẽ đánh gãy chân của anh lâm thanh diện nói cổ diệt thành bĩu môi nói mẹ nó bất xả đò ở đây đi nếu như ba tôi đến anh còn muốn đánh gãy tay chân tôi ư nằm mơ đi tiếp đó cổ diệt thành lấy ra một cái còi dùng lực thổi một cái cái còi này là do ba anh ta chuẩn bị đặc biệt cho anh ta chỉ cần nghe thấy tiếng còi những vệ sĩ lợi hại nhất của nhà họ cổ sẽ xông tới bảo vệ anh ta quả nhiên chưa đầy một phút sau đã có bảy tám người chạy đến bên ngoài căn phòng nơi cổ diệt thành đang ở cậu chủ sao thế có người làm hại cậu sao vệ sĩ dẫn đầu hỏi cổ Diệp thành chỉ vào lâm thanh diện nói tên tiểu tử này muốn giết tôi các người bắt hắn lại cho tôi mấy tên vệ sĩ nhìn về phía lâm thanh diện phát hiện là người trẻ tuổi mà lúc nãy đã tỉ thí với trương nghệ hâm tất cả đều có chút do dự bọn họ đã nhìn thấy sự lợi hại của lâm thanh diện biết gia chủ cổ cũng vô cùng xem trọng lâm thanh diện cho nên nhất thời không biết có nên ra tay không nữa Thấy đám người do dự, cổ Diệp Thành lập tức chửi bới, đậu xanh, các người còn ngây ra đó làm gì, lên cho tôi. Cậu chủ, cái này. Mẹ kiếp, đây là nhà họ cổ, chẳng lẽ các người còn sợ một người ngoài sao? Vẻ mặt cổ Diệp Thành tức giận nói. Đúng lúc này, một thanh niên mặc trang phục kiểu tôn trung sơn, cơ thể thẳng tắp đi ngang qua. Sau khi cổ Diệp Thành nhìn thấy người đó, hai mắt chợt sáng lên, trực tiếp xông qua đó, vẻ mặt cười nói, anh sở vân, Bây giờ anh có chuyện gì không? Có một tên không biết tốt xấu đang gây loạn ở nhà họ cổ của tôi, anh giúp tôi xử lý hắn một chút đi. Sở Vân là vệ sĩ cận thân của Lạc Tâm, trong thời gian này Lạc Tâm sống trong ngôi nhà tổ họ cổ. Vào ngày đầu tiên mà Lạc Tâm và Sở Vân đến, Cổ Diệp Thành đã thấy được thực lực của Sở Vân, tất cả vệ sĩ của nhà họ cổ cộng lại đều không phải là đối thủ của một mình Sở Vân. Cho nên anh ta đã cố gắng nghĩ đủ mọi cách để kết bạn với Sở Vân. Sở Vân ngoài việc bảo vệ lạc tâm, bình thường không có gì làm, thì ra ngoài ăn cơm uống rượu với cổ Diệp Thành, cứ qua lại như vậy, hai người cũng thân quen. Hôm đó lạc tâm gặp Lâm Thanh Diện, Sở Vân đợi ở một căn phòng khác cho nên không biết lạc tâm đến Hồng Thành là để tìm Lâm Thanh Diện. Vậy mà lại có người dám gây loạn ở nhà họ cổ sao? Nhà họ cổ các người không phải là đệ nhất gia tộc ở Hồng Thành sao? Sao lại có người dám gây chuyện? Sở Vân hỏi. Kẻ đó chính là một kẻ ngốc mình có chút thực lực thì không biết trời cao đất dày nữa, loại người này cần phải có loại cao thủ như anh Sở Vân xử lý, cổ Diệp Thành giải thích. Sở Vân lập tức bật cười, anh ta đang cảm thấy nhàm chán a. À. Bây giờ nghe cổ Diệp Thành nói Lâm Thanh Diện có chút thực lực, cũng dấy lên hứng thú. Đi thôi, tôi đi xem thử là ai mà dám làm loạn ở nhà họ cổ các người. Cổ Diệp Thành lập tức đưa sở vân vào trong phòng, chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện, nói chính là hắn, ngoại trừ đánh giỏi thì không tích sự gì nữa, chỉ là một tên ăn bám, anh Sở Vân, giúp tôi dạy dỗ hắn một trận đi." Sở Vân nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng hỏi, "Anh đánh rất giỏi sao?" "Anh đến để xen vào chuyện người khác." Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Thấy Lâm Thanh Diện không khách sáo như vậy, trên mặt Sở Vân cũng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lao tới như tên bắn, trực tiếp ra tay với Lâm Thanh Diện. Thấy Sở Vân ra tay, Cổ diệt Thành lập tức nói với Lâm Thanh Diện, "Phế vật!" thực lực của anh Sở Vân không phải là thứ mà anh có thể so sánh đâu, mau mau quỳ xuống nhận lỗi đi, tôi còn có thể bảo anh Sở Vân tha cho một mạng. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến cổ Diệp Thành, tiến lên trước giao đấu với Sở Vân, sau vài chiêu, Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc nhìn Sở Vân, hỏi anh là người của nhà họ Lâm. Chiêu thức mà Sở Vân sử dụng vừa rồi chỉ có nhà họ Lâm ở Kinh Đô mới biết sử dụng. Sở Vân sừng sốt, không biết làm sao mà Lâm Thanh Diện nhìn ra được, mở miệng hỏi làm sao anh biết. Lúc này, trong đầu sở vân chợt hiện lên một ý nghĩ, anh ta nắm lấy cổ áo của cổ Diệp Thành, chất vấn anh ta tên là gì. Cổ Diệp Thành giật mình, mở miệng nói, Lâm, Lâm Thanh Diện, tên phế vật nổi tiếng của Hồng Thành. Trong lòng sở vân thịt một cái, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ không dám tin, không ngờ đây chính là người mà lạc tâm đến tìm, cậu chủ của nhà họ Lâm. Anh ta hồi nãy vậy mà lại ra tay với cậu chủ nhà họ Lâm, nếu như để Lạc Tâm biết, chắc chắn sẽ lột da anh ta. Chương 144, vợ của cậu ghen rồi. Sở Vân nuốt nước bọt, người vệ sĩ cao cấp dù ở tình cảnh nguy hiểm nhất cũng vẫn có thể bình tĩnh, tỉnh táo lúc này lại đổ mồ hôi lạnh. Sự kinh khủng của Lạc Tâm, hơn nữa lần này đến Hồng Thành, Lạc Tâm vẫn luôn cường điệu tầm quan trọng của Lâm Thanh Diện, có thể thấy được Lạc Tâm coi trọng Lâm Thanh Diện đến mức nào. Bây giờ anh ta lại tin vào cổ diệp thành, ra tay với Lâm Thanh Diện đây đúng là tự mình nhảy vào hố lửa. Anh Sở Vân, anh làm sao vậy? Lâm Thanh Diện này chỉ là một phế vật. Anh không cần phải khách khí với anh ta. Gương mặt cổ Diệp Thành không hiểu nói. Sở Vân đá một cước vào bụng cổ Diệp Thành. Lần nữa đá bay cổ Diệt Thành. Ông đây thật sự bị cậu hại chết. Sở Vân mắng một câu. Sau đó anh ta nhanh chóng xoay người về phía Lâm Thanh Diện. Cung kính nói cậu. Khổ khổ, anh Lâm, thật sự ngại quá. Vừa tôi đã mạo phạm anh rồi. Hy vọng anh có thể tha thứ. Mấy người vệ sĩ nhà họ Cổ cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không ngờ thái độ của Sở Vân lại thay đổi lớn như thế. Bọn họ đều biết Sở Vân lợi hại, cho nên cho dù Sở Vân đá Cổ Diệp Thành, bọn họ cũng không dám coi thường vọng động. Lâm Thanh Diện nhìn Sở Vân, mở miệng hỏi, cậu là cùng một hội với Lạc Tâm. Sở Vân lập tức gật nhẹ đầu. Lâm Thanh Diện lúc này mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Cổ Diệc Thành lần nữa ôm lấy bụng mình từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt rõ ràng đã tái nhợt đi rất nhiều. Chỉ sợ với hai cước này, cổ Diệc Thành đã bị đá đến nội thương. Anh Sở Vân, sao anh phải khách khí vói một tên phế vật như vậy? Hơn nữa sao anh lại đá em? Chúng ta không phải là bạn bè tốt sao? Gương mặt cổ Diệc Thành khó hiểu. Sở Vân chừng mắt anh ta một cái, anh ta thiếu chút nữa hại Sở Vân phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ Sở Vân đâu còn xem anh ta là bạn bè? lúc này cổ thanh chiết đi từ bên ngoài vào ông vừa nghe thấy tiếng còi của cổ tỉnh nguyên cho là đã xảy ra chuyện gì sau khi giúp lâm thanh diện thu dọn bức tranh kia xong vội vàng đi đến nhìn sắc mặt cổ diệt thành tái nhợt trên quần áo còn có dấu chân cổ thanh chiết lập tức đi qua hỏi con trai con làm sao vậy lâm thanh diện này điên rồi anh ta muốn giết con vừa rồi thiếu chút nữa một cước đạp chết con cổ diệt thành hung ác nói anh ta không dám nói sở vân cũng đạp anh ta một cước dù sao nhà họ cổ vẫn không thể trêu vào sở vân và lạc tâm cổ thanh chiết nghe cổ diệp thành nói thế lập tức nhìn lâm thanh diện nói anh lâm tôi biết anh vẫn còn giận con tôi chuyện đó nhưng tôi cũng đã dạy dỗ nó rồi bây giờ anh lại đến dạy dỗ nó còn ra tay nặng như vậy có chút không thích hợp nói cho cùng cổ thanh chiết vẫn là thương đứa con trai này của mình dưới tình huống không rõ nguyên nhân nhìn cổ diệp thành bị đá thành như vậy trong lòng ông ta dĩ nhiên không phục. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cổ Thanh Chiết, nói con của ông vừa rồi lại muốn thất lễ với vợ của tôi, ông nói tôi có nên dạy dỗ hay không. Cổ Thanh Chiết biến sắc, vội vàng nhìn hứa Bích Hoài, phát hiện quần áo hứa Bích Hoài có chút loạn, như là vừa bị người ta vạch ra vậy. Ông ta nhìn đến cả mặt đỏ bừng, nói tới nói lui, lại là đứa con trai không có tiền đồ của mình đến làm phiền Lâm Thanh Diện, ông ta sắp tức chết rồi. Cổ Thanh Chiết xoay người, nhìn về phía cổ diệt thành phẫn nộ quát mày có phải muốn làm tao tức chết không tại sao tao lại sinh là một đứa con như mày chứ cổ diệt thành hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình ngược làm con cho rằng cha mình thật sự quá thiên vị lâm thanh diện cha anh ta cũng chỉ là một phế vật mà thôi hứa bích hoài chẳng qua cũng chỉ là người nhà họ hứa con chơi cô ấy thì có làm sao chẳng lẽ chuyện này nhà họ hứa không nên mừng sao tại sao cha lại vì bọn họ mà đối với con như vậy Cổ Diệp Thành càng nói càng tức. Cổ Thanh Chiết tiện tay tát một cái, quát, nếu anh ta là phế vật thì mày đến phế vật cũng không bằng. Tao đã nói bao nhiêu lần không được làm phiền anh Lâm đây, mày không nghe, anh ta không phải là người mà nhà họ cổ có thể trêu vào. Đúng thế, nhà họ cổ quả thật không thể trêu vào anh Lâm, sở vân cũng phụ họa nói. Sao mấy người đều nói giúp cho anh ta, anh ta chỉ là một phế vật, tôi là cậu chủ của gia tộc đệ nhất Hồng Thành, vì sao không thể trêu vào anh ta? anh ta là cái gì vì sao mấy người lại sợ anh ta như vậy cổ diệt thành kích động nói cổ thanh chiết không biết nên giải thích với cổ diệt thành thế nào đúng lúc đó ngoài cửa vang lên một tiếng giày cao gót sau đó lạc tâm khí thể mạnh mẽ xuất hiện ở cửa ra vào anh ta là cháu tôi lạc tâm mở miệng cô thì là cái gì chứ cổ diệt thành không biết là ai nói thuận miệng mắng một câu sau khi xoay người thấy là lạc tâm sắc mặt lập tức thay đổi sau đó chân mềm nhún trực tiếp quỳ trên đất. Cô, cô lạc, tôi không phải cố ý, cổ Diệp Thành nhận lỗi nói. Lâm Thanh Diện không ngờ lạc tâm lại xuất hiện, gương mặt hứa bích hoài đằng sau càng nghi ngờ, gia chủ nhà họ cổ cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy, thì ra là vì người này sao? Suốt cuộc người này có thân phận gì? Có quan hệ thế nào với Lâm Thanh Diện? Vừa rồi cô ấy nói Lâm Thanh Diện là cháu mình, nhìn cô ấy cũng không quá lớn, chẳng lẽ trong này còn che giấu cái gì? Nghĩ tới đây, Hứa Bích Hoài đột nhiên có chút ghen, Lạc Tâm rất xinh đẹp, khí thế rất mạnh mẽ, nếu như Lâm Thanh Diện có quan hệ gì với cô ta, cô nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm cúi đầu nhìn cổ Diệt Thành, sau đó dùng giày cao gót dẫm nát một tay của cổ Diệt Thành. Tiếng kêu thảm thiết của cổ Diệt Thành vang lên, cổ Thanh chiết đau lòng, nhưng lại không dám ngăn cản. Cậu dám nói cháu của tôi là phế vật, nhà họ cổ này của mấy người, là cảm thấy Sương Vương ở Hồng Thành lâu quá rồi sao? lạc tâm lạnh lùng nói cổ diệt thành lúc này mới phản ứng lại khó tin quay lại nhìn lâm thanh diện anh ta biết lần này lạc tâm về kinh đô là đi tìm cháu của mình anh ta cảm thấy cháu của lạc tâm nhất định là kỳ tài ngút trời tuyệt đối không bình thường nhưng anh ta không ngờ được lâm thanh diện lại là cháu của lạc tâm rõ ràng cổ thanh chiết cũng biết khó trách ông cung kính với lâm thanh diện như vậy lúc này tất cả nghi ngờ trong đầu cổ diệt thành đều được giải thì ra cha anh ta không phải là vì đầu óc động kinh, muốn giáo dục anh ta, mà Lâm Thanh Diện căn bản không phải là người mà nhà họ cổ có thể chọc vào. Nếu như cha anh ta không dạy dỗ anh ta, nhà họ cổ bây giờ chỉ sợ sớm không còn. Cơ thể cổ diệt thành run lên, một sự sợ hãi bay lên trong lòng anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta thấy sợ hãi như vậy. Cô, cô lạc, tôi sai rồi, tôi biết sai tôi, câu cô tha cho tôi, là tôi có mắt không chồng tôi không nên chọc vào Lâm Thanh Diện tôi xin lỗi anh ta, xin cô tha cho tôi. cổ diệt thành trực tiếp dập đầu với lạc tâm trên đất. lạc tâm một cước trực tiếp đá bay anh ta, nói đây là chuyện giữa cậu và lâm thanh diện, cậu cầu xin tôi cũng vô dụng, trừng phạt cậu thể nào, toàn bộ đều do lâm thanh diện. cổ diệt thành lập tức quỳ xuống trước mặt lâm thanh diện, dập đầu với lâm thanh diện. lâm thanh diện, tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi, tha cho nhà tôi sau này tôi nhất định không dám nữa cổ diệp thành mở miệng nói lâm thanh diện quét mắt nhìn anh ta một cái trong ánh mắt không có chút tình cảm nào tôi đã cho cậu một cơ hội rồi là cậu không tự biết sai không phải mỗi lần câu xin tha thứ đều có tác dụng lâm thanh diện mở miệng cổ diệp thành tăng độ mạnh của cái dập đầu gấp đến sắp khóc lần trước tôi đã nói rồi nếu cậu còn đến làm phiền vợ của tôi tôi sẽ chặt đứt chân của cậu quyết không nuốt lời Lâm Thanh Diện lại nói một câu. Lạc tâm liếc nhìn sở vân, mở miệng nói, sở vân, cậu giúp cậu chủ một tay đi, loại phế vật này, không nên làm bẩn tay cậu chủ. Sở vân lập tức gật đầu, đi đến trước mặt cổ Diệp Thành. Lâm Thanh Diện cũng không nói chuyện anh ta ra tay ra, cho nên anh ta rất cảm kích, vì vậy rất muốn hoàn hảo giúp Lâm Thanh Diện giải quyết cổ Diệp Thành. Cổ Thanh Chiết thấy sở vân muốn động thủ, lập tức sốt ruột nói, cô Lạc, hạ thủ lưu tình, tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu như phía nó đi rồi, nhà họ cổ chúng tôi, xong đời rồi. Ha ha, đây không phải lý do, làm sai thì phải bị trừng phạt, chuyện bình thường, lúc con trai ông xúc phạm đến người ta, sao không suy nghĩ đến hoàn cảnh của người ta, lạc tâm mở miệng. Cổ thanh chiết tự biết đối lý, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cha, cứu con đi, con không muốn tàn phế đâu. Cổ Diệp Thành cầu khẩn nói. Cổ thanh chiết, ông không muốn con mình chịu phạt sao? như vậy cũng được, tôi có thể để cho cả nhà họ cổ, chịu phạt thay cậu ta. Lạc tâm nhàn nhạt nói. Trong giọng nói của cô ấy có một loại chắc chắn chân thật đáng tin, giống như không ai có thể phản bác được. Cho dù là lâm thanh diện, đối mặt với lạc tâm mạnh như thế, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đừng nói gì đến cổ thanh chiết. Cổ thanh chiết nghe lạc tâm nói, cơ thể lập tức run rẩy so với cả nhà họ cổ chịu phạt, một mình cổ diệt thành bị phạt vẫn còn lời hơn ông ta bất đắc dĩ thở dài sau đó nói không dám nghiệp chướng này đã phạm lỗi lần nên chịu phạt toàn bộ nghe cô lạc sắp xếp nói xong ông ta xoay người không đành lòng nhìn con trai mình bị trừng phạt cổ diệt thành thấy cha mình cũng không giúp mình nữa gương mặt lập tức tuyệt vọng giống như là sắp xuống mồ trắng đến dọa người sở vân không do dự nữa trực tiếp đẩy cổ diệt thành xuống đất sau đó dùng dùng một lực mạnh mẽ đạp lên hai chân cổ diệt thành mấy cái Tiếng xương vỡ vụn vang lên, cổ Diệp Thành lập tức lăn lộn trên đất. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng trên không trung nhà cũ họ cổ, lúc này những người đang tham gia tiệc tối cũng có chút tò mò, không biết sao trong nhà cũ họ cổ lại xuất hiện âm thanh này. Cổ Thanh Chiết trực tiếp chảy nước mắt, sớm biết như vậy, lúc trước ông ta không nên nuông chiều cổ Diệp Thành, nếu không cổ Diệp Thành cũng không rơi vào kết cục này rồi. Lực đạo sở vân dùng vô cùng khéo léo, hơn nữa làm gãy là bộ phận quan trọng của cổ Diệp Thành, cho dù đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả đời này của anh ta chỉ có thể ở trên xe lăn. Thấy cổ Diệp Thành nhận được chừng phạt thích đáng, Lâm Thanh Diện xoay người nhìn hứa Bích Hoài, nói, không sao chứ, sai này anh ta sẽ không dám đến tìm em làm phiền nữa đâu. Ánh mắt hứa Bích Hoài phức tạp gật gật đầu, hình ảnh vừa rồi thật sự có chút rung động, làm cho cô cảm thấy có chút không thoải mái. Cổ Thanh Chiết nhanh chóng cho vệ sĩ nhà họ cổ đưa cổ Diệp Thành đến bệnh viện, tiệc tối cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm, mọi người cũng không biết vì sao cổ thanh chiết lại đột nhiên đuổi bọn họ ra ngoài trong phòng chỉ còn lại bốn người lạc tâm sở vân lâm thanh diện hứa bích hoài lạc tâm trêu chọc nhìn lâm thanh diện nói theo tôi trở về sau này cậu sẽ không gặp phiền toái như vậy nữa rồi gì mơ đi lâm thanh diện trực tiếp trả lời hứa bích hoài nghe thấy lạc tâm muốn lâm thanh diện theo cô ta trở về gương mặt lập tức kỳ quái luôn cảm thấy người phụ nữ này là đến tranh đàn ông với mình Lạc tâm liếc nhìn hứa bích hoài, đột nhiên nở nụ cười. Gì cười cái gì, lâm thanh diện mở miệng hỏi. Cặp mắt đẹp của lạc tâm nhìn chầm chầm vào hứa bích hoài, nói, người vợ này của cậu, hình như là ghen rồi đấy, chương 145, sự thay đổi của hứa bích hoài. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài phát hiện trong ánh mắt Hứa Bích Hoài quả thực mang theo một chút kỳ quái, thấy Lâm Thanh Diện nhìn mình cô vội vàng nhìn đi nơi khác không phải ở hồng thành này cậu ta chỉ là một tên bỏ đi thôi à sao cô vẫn ở bên cậu ta vậy không bằng cô ly hôn với cậu ta đi để cậu ta trở về cùng tôi tôi có thể tìm cho cô một người đàn ông hoàn hảo khác lạc tâm cười nói với hứa bích ho anh ấy không phải là đồ bỏ đi thái độ của hứa bích hoài đột nhiên trở nên kiên quyết lạc tâm thấy hứa bích hoài như vậy thì hơi sướng sờ nhưng rất nhanh đã lập tức cười nói không ngờ cô cũng rất si tình với cậu ta đấy nhỉ chỉ mong là cô có thể luôn tiếp tục như vậy hứa bích hoài không rõ lạc tâm có ý tứ gì cô nhìn chằm chằm vào cô ta mở miệng hỏi rốt cuộc là cô và lâm thanh diện có quan hệ như thế nào chẳng lẽ cô không nhìn ra được à tôi tới đón cậu ta về nhà đó cậu ta cũng không chỉ có một ngôi nhà ở chỗ này đâu lạc tâm trêu tức nói hứa bích hoài lập tức nhíu mày cảm giác hình như lạc tâm đang ám chỉ cô cái gì cô quay đầu nhìn lâm thanh diện một chút lâm thanh diện vội vàng giải thích cô ta là dì út của anh em đừng nghe cô ta nói lung tung lạc tâm đi đến bên cạnh hứa bích hoài ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng nói lâm thanh diện cũng không thành thật giống như cô nghĩ đâu cô cũng không thể tin cậu ta hoàn toàn được cậu ta không thuộc về nơi này nên sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi lâm thanh diện nhíu mày đưa tay kéo hứa bích hoài lại lạnh lùng nói tôi đã nói rồi tôi không có quan hệ gì với các người hết sau này đừng tới quấy dây cuộc sông của tôi nữa sau đó anh liền dẫn hứa bích hoài đi ra khỏi căn phòng Lạc Tâm cười nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, lẩm bẩm nói, chỉ mong vợ cậu cũng có thể kiên định được giống như cậu vậy. Trên đường trở về, Hứa Bích Hoài vẫn luôn nghĩ tới mấy lời Lạc Tâm nói với mình, cô luôn có cảm giác Lạc Tâm muốn tiết lộ cho cô thông tin nào đó. Cô quay đầu sang nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, "Lâm Thanh Diện, người kia thật sự là gì út của anh à?" Lâm Thanh Diện gật đầu, coi như thế đi, nhưng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ nên nói không phải cũng đúng. Mặc dù hứa Bích Hoài rất tò mò lý do Lâm Thanh Diện đoạn tuyệt quan hệ với người nhà nhưng thấy vẻ mặt châm tư của Lâm Thanh Diện như vậy, cô cũng không hỏi nhiều. Vậy anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, đương nhiên rồi, cả đời này anh chỉ có một người phụ nữ là hứa Bích Hoài em thôi, em đừng để lạc tâm lừa gạt, cô ta đang muốn ly gián quan hệ của chúng ta đấy. Thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn như thế nên hứa Bích Hoài cũng khẽ gật đầu, không suy nghĩ tới những chuyện linh tinh kia nữa. Trong khoảng thời gian này biểu hiện của Lâm Thanh Diện đối với cô đã rõ như ban ngày rồi, so với mấy lời ám chỉ của Lạc Tâm thì tất nhiên cô sẽ tin tưởng Lâm Thanh Diện hơn rồi. Về đến nhà, Tống Uyên Khanh không nói hai lời liền mắng cho Lâm Thanh Diện một trận khiến cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài đều ngơ ngác. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lâm Thanh Diện đã làm gì mà vừa về đến nhà mẹ đã mang anh ấy, hứa Bích Hoài tức giận bất bình nói. Tống Huyền Khanh chừng mắt với Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói cái đồ không có trí tiến thủ này, có phải cậu ta lại gây rắc rối gì ở bên ngoài rồi không? Lúc nãy ông nội con đích thân gọi điện thoại cho mẹ nói Lâm Thanh Diện làm cho bọn họ mất hết mặt mũi còn trực tiếp mắng cho mẹ một chập, còn nói xem mẹ có nên mắng cậu ta hay không. Hứa Bích Hoài lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, xem ra sau khi hứa mạn tranh trở về, trong lòng không nhịn nổi tức giận nên đã chút giận lên Tống Huyền Khanh. Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu lâm thanh diện không gây ra chuyện gì cả mà là mấy người ông nội quá đáng mà thôi hứa bích hoài giải thích con bớt giải thích cho cái tên bỏ đi này đi mẹ đã sớm thấy rõ ràng là con đã bị cái tên bỏ đi này tẩy não mất rồi bất kể cậu ta làm gì thì con đều nói đỡ cho cậu ta tống uyên khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hứa bích hoài cảm thấy rất ấm ức Cô nói chuyện giúp Lâm Thanh Diện là bởi vì Lâm Thanh Diện thực sự không hề làm gì sai hết vậy mà không ngờ Tống Huyền Khanh lại nói cô bị Lâm Thanh Diện tẩy não. Ông nội con bảo ngày mai hai người qua đó gặp ông đấy, hoài nhi, con thật sự không thể tiếp tục với cái tên bỏ đi này nữa nếu không cậu ta sẽ hủy cả đời của con đấy. Tống Huyền Khanh nói thêm một câu sau đó liên tức giận trở về phòng. Hứa bích hoài vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói xem ra bởi vì chuyện hôm nay mà ông nội có chút không yên rồi lâm thanh diện cười cười mở miệng nói ông ta không yên là chuyện của ông ta anh cũng không làm sai cái gì thậm chí còn để nhà họ cổ mời bọn họ tham gia tiệc tối là chính bọn họ cố tình gây sự đấy chứ nếu như ông ta muốn vịn vào chuyện này để làm ầm lên vậy thì anh cũng sẽ phụng bồi tới cùng hứa bích hoài khẽ gật đầu lần này cô dự định sẽ toàn lực ủng hộ lâm thanh diện ngày hôm sau Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi tới biệt thự của nhà họ Hứa. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh âm châm ngồi ở trên ghế sofa, hai người Hứa Cha Hiệp và Hứa Bích Huyên đứng ở hai bên, sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, lúc này Hứa Mạn Tranh liền vỗ bàn một cái, quát Lâm Thanh Diện, cậu là kẻ có tội, mau quỳ xuống cho tôi. Ông nội, xin hỏi là cháu có tội gì vậy? Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở miệng nói. Lâm Thanh Diện, cậu ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc vậy? Hôm qua cậu đã khiến chúng tôi bị mất mặt như vậy ở bữa tiệc tối của nhà họ Cổ vậy mà chẳng lẽ cậu lại còn không biết mình có tội gì à?" Hứa Trai hiệp lạnh lùng nói. Hôm qua sau khi bọn họ từ bữa tiệc tối trở về nhà, mọi người đều phàn nàn tất cả mọi chuyện đều là do Lâm Thanh Diện sai, nếu không phải vì Lâm Thanh Diện thì người chủ nhà nhà họ Cổ cũng sẽ không nói như thế. Mà hứa mạn tranh thì lại cảm thấy Lâm Thanh Diện được nhà họ Cổ chính thức mời tới tham gia tiệc tối còn ông ta thì lại nhờ mặt mũi của Lâm Thanh Diện mới được mời, chuyện này khiến trong lòng ông ta cảm thấy rất bất bình. Ông ta bắt Lâm Thanh Diện quỳ xuống cũng chỉ muốn chứng tỏ uy nghiêm chủ nhà của mình một chút mà thôi, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không chịu nghe lời người chủ nhà như ông ta. "Là cháu hại mọi người mất mặt sao? Cháu đã có lòng tốt để chủ nhà nhà họ Cổ mời mọi người tham gia tiệc tối vậy mà mọi người lại nhất định cho rằng cháu trốn đi vào đó?" Còn muốn đuổi cháu và Bích Hoài đi ra ngoài nữa, chuyện này có thể trách cháu được ư. Lâm Thanh Diện chất vấn. Trên mặt hứa trai hiệp lập tức có chút không nhịn được, chuyện này nói cho cùng thật ra là chính anh ta tự tìm đường chết. Hư, anh giả vờ cái gì chứ, đừng tưởng rằng anh có chút quen biết với chủ nhà nhà họ cổ là anh đã có tư cách để nói chuyện với chúng tôi nhé. Chẳng qua anh cũng chỉ là một con chó của nhà họ cổ mà thôi. Người ta tùy thời có thể đá văng anh đi bất cứ lúc nào chờ tôi gả vào nhà họ Lâm ở thủ đô thì nhà họ của tôi cũng không thèm để vào mắt đâu, anh ở chỗ này ra vẻ cái gì, hứa bích huyên hùng hổ dọa người nói. Đủ rồi, hứa mạn tranh hừ lạnh một tiếng, Lâm thanh diện, cậu để chủ nhà nhà họ cổ mời tôi tới tham gia tiệc tối là cố ý đúng không? Cậu ở đây luôn bị khinh bỉ cho nên sau khi quen biết được với chủ nhà nhà họ cổ liền mượn cơ hội trả thù tôi, đúng không? Ông nội, Lâm Thanh Diện thật lòng để chủ nhà nhà họ cổ mời ông tới tham gia tiệc tối, hứa Bích Hoài lập tức mở miệng. Cháu câm miệng lại cho ông, nơi này không có chỗ cho cháu nói chuyện, hứa mạn tranh quát. Ông ta lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Tôi không quan tâm cậu có quen biết với chủ nhà nhà họ cổ hay không, nhưng bây giờ cậu vẫn đang ăn cơm của nhà họ hứa chúng tôi. Trong nhà này lời nói của tôi mới là quyết định. Hành vi lần này của cậu đã chọc giận tôi, tôi có thể đuổi cậu ra khỏi nhà họ hứa bất cứ lúc nào. Cho dù trước đó nể tình cậu đã giúp tôi tìm được từ thần y chữa bệnh nên tôi có thể không truy cứu cậu nhưng cậu phải đi nói với chủ nhà nhà họ Cổ, bảo ông ta thừa nhận địa vị của nhà họ Hứa chúng tôi và bảo ông ta xin lỗi tôi nữa. Hứa mạn tranh đem mục đích thật sự của mình nói ra, nếu như Lâm Thanh Diện có thể khiến cho chủ nhà nhà họ Cổ thừa nhận địa vị của nhà họ Hứa đồng thời nói lời xin lỗi tới ông ta thì tất cả mọi người ở Hồng Thành hôm đó sẽ phải ngước mắt mà nhìn nhà họ Hứa, lần này ấm ức một chút cũng không sao hết. Thật xin lỗi Chuyện này cháu không làm được, ông muốn có được sự thừa nhận của chủ nhà nhà họ cổ thì tốt nhất vẫn nên dốc lòng phát triển công ty chứ không phải đi đường tắt như vậy. Lâm Thanh Diện nói, hứa mạn tranh lập tức trừng mắt lên, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám từ chối ông ta. Ông nội, cháu đã nói anh ta chỉ là một con chó của nhà họ cổ rồi nên sao có thể có tư cách đi thuyết phục chủ nhà nhà họ cổ đến xin lỗi ông được hứa Bích Viên thâm nói. Nói rất đúng, anh ta không có khả năng làm được chuyện này đâu. Còn nói đường hoàng như vậy, thật sự cho là mình hay nữa. Hứa trai hiệp phụ họa. Sắc mặt hứa mạn tranh càng thêm khó coi hơn mấy phần, mở miệng nói tôi không quan tâm cậu có thể làm được hay không, nếu như cậu không làm được thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ hứa. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm mình chưa từng đặt nhà họ hứa ở trong lòng nên cho dù có phải rời khỏi nhà họ hứa thì anh cũng vẫn có thể sống tốt như thường. Chuyện cho tới nước này, anh đã không muốn lưu lại chút tình cảm gì với cùng hứa mạn tranh nữa nhưng anh còn chưa nói gì thì hứa bích hoài đã tiến lên một bước mở miệng nói ông nội nếu như ông muốn đuổi anh ấy ra khỏi nhà vậy thì cháu cũng sẽ đi cùng anh ấy sao vậy chẳng lẽ cháu đang đe dọa ông à hứa mạn tranh nói không phải cháu đe dọa ông nội mà là ông làm như vậy đối với lâm thanh diện thật sự quá bất công ông đừng quên dự án với tập đoàn thiên dương là lâm thanh diện đang làm nếu như bây giờ anh ấy rời đi thì cháu cũng sẽ đi cùng anh ấy lúc đó tập đoàn Thiên Dương sẽ lập tức ngừng hợp tác với nhà họ hứa, đến lúc đó nhà họ hứa gặp phải nguy cơ gì thì chắc hẳn ông là người rõ ràng nhất, hứa bích hoài gắn từng chữ. Ông nội, tiện nhân này vậy mà lại dùng dự án với tập đoàn Thiên Dương để đe dọa ông, chẳng lẽ nó cho rằng không có nó thì nhà họ hứa sẽ không sống nổi nữa hay sao? Cháu thấy nên đuổi luôn hai người bọn họ đi một lượt luôn đi, hứa bích huyên thừa cơ kích động cô ta và hứa trai hiệp chỉ ước gì hứa bích hoài và lâm thanh diện cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà luôn mà hứa mạn tranh thì lại lộ vẻ do dự bởi vì nếu như không có dự án với tập đoàn thiên dương thì bây giờ nhà họ hứa thật sự là không sống nổi hứa bích uyên và hứa trai hiệp chỉ biết thu lợi từ công ty chứ có bao giờ suy nghĩ hay đóng góp gì cho công ty đâu lâm thanh diện cũng không ngờ hứa bích hoài lại vì mình mà dùng cả dự án kia để uy hiếp hứa mạn tranh như vậy Rõ ràng cô cũng sớm biết là nếu làm như thế thì tương đương với việc hoàn toàn cạch mặt với hứa mạn tranh rồi. Cho dù hứa mạn tranh không đuổi bọn họ đi thì sau này cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Mặc dù trong lòng hứa mạn tranh rất rõ ràng nhưng ngoài mặt cũng không hề biểu hiện ra mà chỉ trợn trừng mắt nhìn hứa bích hoài, mở miệng nói, hứa bích hoài, cháu thật sự là cánh cứng cáp rồi nên mới dám nói chuyện với ông như vậy, cháu không coi ông là ông nội nữa phải không? Nếu như ông khăng khăng muốn đuổi chúng cháu đi thì không nhận cũng được, Hứa Bích Hoài kiên định nói. Cút, cút hết đi cho tôi, sau này cô đừng nói cô là cháu ngoại của Hứa Mạn Tranh tôi nữa cũng đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Hứa Mạn Tranh trực tiếp ném vỡ cái cốc nước ở trên bàn. Hứa Bích Hoài trực tiếp nắm lấy tay Lâm Thanh Diệt, dẫn theo anh rời khỏi biệt thự của nhà họ Hứa. Em làm như thế chỉ sợ sau này người nhà họ Hứa đều sẽ nhắm vào em đấy, trên đường trở về, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cho dù không làm như vậy thì bọn họ cũng đã nhắm vào em rồi, em không muốn tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng nữa, như thế này rất tốt mà, Hứa Bích Hoài cười nói. Lâm Thanh Diện cũng cười theo, thấy Hứa Bích Hoài thay đổi vì mình như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp. Cuối cùng hứa mạn tranh vẫn không đuổi Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài ra khỏi nhà họ hứa bởi vì dự án với tập đoàn Thiên Dương quả thực giống như mạch máu của nhà họ hứa vậy, ông ta không có can đảm làm như thế. Chỉ có điều từ đó về sau bất kỳ cuộc tụ họp nào của gia tộc hoặc những chuyện có liên quan hứa mạn tranh đều không gọi hứa bích hoài tới nữa. Hứa bích hoài cũng vui vẻ chấp nhận, cô chỉ tập trung quan tâm tới những chuyện của dự án, như thế này đổi với cô mà nói còn thấy thoải mái hơn một chút. Sáng hôm nay hứa Bích Hoài đang nghỉ ngơi, Tống Huyền Khanh lại đi tới, nói với cô, Bích Hoài, lát nữa em họ con sẽ tới đây, con lái xe tới nhà ga đón nó nhé. Em họ, Tống Huy, hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ nó ra thì còn có ai nữa chứ, Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày lại, mở miệng nói, nó đến nhà mình làm gì. Từ nhỏ Tống Huy đã văn rốt võ nát, hứa Bích Hoài vẫn luôn không thích anh ta. Đây không phải biệt thự nhà chúng ta à, Tống Uy cũng đã nói là tới trời mấy ngày thôi con cau mày cái gì, dù thế nào thì nó cũng vẫn là em họ của con, con mau đi đón nó đi Tống Huyền Khanh bất mãn nói. Khó khăn lắm hứa Bích Hoài mới được nghỉ ngơi một ngày mà cô cũng không muốn đi đón cái người em họ kia cho nên liền đưa chìa khóa xe cho Lâm Thanh Diệt, để Lâm Thanh Diện đi đón người. Lâm Thanh Diện thương tiếc hứa Bích Hoài, cầm chìa khóa xe lái tới nhà ga. Không lâu sau sau khi Lâm Thanh Diện đi, Lục Thiên Điệp liên đến Vịnh Đằng Long. Hai cô gái ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, hứa bích hoài phàn nàn gần đây mình ở công ty phải chịu ghẻ lạnh, Lục Thiên Điệp vẫn an ủi cô. Một lúc sau, Lục Thiên Điệp mở miệng hỏi, Bích Hoài, Lâm Thanh Diện không có ở nhà à? Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, mở miệng nói, anh ấy đi đón em họ của tớ rồi. Lục Thiên Điệp đảo đảo trong mắt, lấy điện thoại di động ra, nói, đúng rồi, tớ nhớ lần trước đi ra ngoài chơi chụp được không ít ảnh, cho cậu xem một chút nhé, audio điện tử võ tấn bền. chương 146, chỉ cần khiến cậu rời xa anh ấy. Hứa Bích Hoài đi lướt qua Lục Thiên Điệp, nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại của Lục Thiên Điệp. Lục Thiên Điệp lướt qua từng bức, miệng còn nói cảm giác của cô ta khi đến từng chỗ chơi với hứa Bích Hoài. Bích Hoài, nơi này thật sự rất vui, có thời gian cậu có thể cùng Lâm Thanh Diện đến đó, Lục Thiên Điệp mở miệng. Tớ đâu có thời gian chứ, trong công ty còn bao nhiêu việc, Hứa Bích Hoài oán trách một câu. Vào lúc đó, tay của Lục Thiên Điệp lướt qua một bức ảnh, bức ảnh tiếp theo xuất hiện, không phải Lục Thiên Điệp chụp một mình, mà là bức ảnh Lâm Thanh diện đè Lục Thiên Điệp dưới thân. Hứa Bích Hoài lập tức sững người. Lục Thiên Điệp mặt mày cũng hoảng hốt, vội vàng lướt qua bức ảnh đó. Cô ta thu điện thoại của mình lại, mở miệng nói chỉ, chỉ có nhiêu đó. Hứa Bích Hoài một lúc lâu không có phản ứng. Tuy nhiên bức ảnh vừa rồi chỉ có góc nghiêng của Lâm Thanh Diệt, nhưng cô có thể chắc chắn, đó chính là Lâm Thanh Diệt. Tiểu Điệp, đưa điện thoại của cậu cho tôi xem được không? Giọng nói của Hứa Bích Hoài trở nên vô cùng lạnh lùng. Không có gì đẹp cả, Bích Hoài, tớ nhớ tớ còn có việc khác, nên đi trước đây. Lục Thiên Điệp trực tiếp đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Hứa Bích Hoài kéo Lục Thiên Điệp lại, kéo cô ta trở lại ghế sofa. Lục Thiên Điệp nhìn sang Hứa Bích Hoài, ánh mắt lóe lên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của hứa bích hoài khóe môi của hứa bích hoài có hơi run rẩy vừa rồi khi nhìn thấy bức ảnh đó cô chỉ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đau nhói tiểu điệp đó là lâm thanh diện sao hứa bích hoài mở miệng hỏi bích hoài cậu đừng hiểu lầm lâm thanh diện không phải cố ý tớ tưởng tớ đã xóa bức hình đó đi rồi không ngờ lục thiên điệp mặt mày vô tội nói hứa bích hoài bỗng không chống đỡ nổi mặt mày tràn đầy kích động hỏi lục thiên điệp cho nên người trong bức ảnh đó quả thật là lâm thanh diện tại sao cậu và anh ta tại sao lại làm loại chuyện này lục thiên điệp lập tức khóc mở miệng nói bích hoài không phải như cậu thấy đâu hôm đó tớ ở câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh uống say vừa hay gặp phải lâm thanh diện câu lạc bộ đêm lâm thanh diện tại sao lại đi đến chỗ đó hứa bích hoài nhíu mày bích hoài vốn dĩ chuyện này tớ không muốn nói với cậu có điều bức ảnh đó đã bị cậu nhìn thấy rồi vậy thì tớ giải thích rõ ràng với cậu lục thiên điệp khó nhọc mở miệng điều này còn có gì cần giải thích nữa tên lừa gạt lâm thanh diện anh ta mở miệng nói cả đời này chỉ yêu một mình tớ nhưng không ngờ anh ta lại cùng bản thân của tớ làm ra loại chuyện này hứa bích hoài cũng không nhịn được mà bật khóc cô cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân rõ ràng cô đã chấp nhận lâm thanh diện rồi thậm chí trở mặt với hứa mạn tranh vì anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại làm chuyện đó sau lưng cô. Bích Hoài, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Thanh Diện, cậu và anh ấy tuy có danh vợ chồng, nhưng trước nay đều không để anh ta chạm vào, anh ấy cũng là người đàn ông bình thường, chung quy có nhu cầu về phương diện nào đó, nếu không anh ấy tại sao đến nơi như mãn thiên tinh, tớ mấy lần ở đó nhìn thấy anh ấy, Lục Thiên Điệp giải thích. Hứa Bích Hoài căn chặt môi, lẽ nào sau khi Lâm Thanh Diện kết hôn thì thường đến nơi đó sao, anh không phải luôn lừa cô sao lần đó tớ đã uống nhiều lâm thanh diện nhìn thấy tớ bèn dẫn tớ vào khách sạn nói sợ một cô gái như tớ ở bên ngoài không an toàn tối hôm đó anh ta nói sự tủi nhục của mình với tớ sau đó bèn động tay động chân với tớ tớ nhất thời mềm lòng thì lục thiên điệp nức nở kể lại đủ rồi hứa bích hoài quát lớn một tiếng cô không muốn nghe lời phía sau của lục thiên điệp nữa bích hoài chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách lâm thanh diện cậu muốn trách thì trách tớ đi anh ấy kết hôn với cậu nhiều năm như vậy, cũng chịu không ít tủi nhục, chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói cho anh ấy, anh ấy nói với tớ anh ấy còn rất yêu cậu, tớ không muốn vì tớ mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, Lục Thiên điệp cầu xin. Thân thể của Hứa Bích Hoài bắt đầu run rẩy, Lâm Thanh diện tủi nhục, lẽ nào cô không tủi nhục sao? Anh cho dù đến loại địa phương như câu lạc bộ đêm, cũng không chạm vào cô, lẽ nào thật sự là cô đã làm sai sao? Loại chuyện này Bản thân Lâm Thanh Diện không chủ động, lẽ nào còn muốn cô chủ động bò lên giường của Lâm Thanh Diện sao? Bây giờ thì hay rồi, Lâm Thanh Diện ngay cả bản thân của cô cũng chạm vào, duy nhất không muốn chạm vào cô, lẽ nào đây chính là cái gọi chỉ yêu một người của Lâm Thanh Diện sao? Bích Hoài, đồng ý với tớ, đừng trách Lâm Thanh Diện, được không? Lục Thiên Điệp nói. Cậu bây giờ ra ngoài cho tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, hứa Bích Hoài mở miệng. Lục Thiên Điệp muốn nói lại thôi mặt mày bất lực, về sau cầm túi của mình đi ra khỏi biệt thự. Về khi đi ra bên ngoài, Lục Thiên Điệp lau nước mắt của mình, tự nói với chính mình, Bích Hoài, xin lỗi, tớ thật sự quá để tâm với Lâm Thanh Diện rồi, mỗi tối đều nhớ anh ấy đến ngủ không được. Người phụ nữ đó nói không sai, chỉ có khiến cậu rời khỏi anh ấy, tớ mới có cơ hội bước vào tâm mắt của anh ấy, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ. Sau khi Lục Thiên Điệp rời khỏi, Hứa Bích Hoài bó gối trên sofa, khóc Cô Vốn Dĩ đã làm sẵn công tác chuẩn bị cùng Lâm Thanh Diện trải qua một đời, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện chỉ ngọt miệng, ở sau lưng lại làm ra chuyện có lỗi với cô như vậy. Chuyện này khiến cô không thể chấp nhận được. Có thể Lục Thiên Điệp nói không sai, Lâm Thanh Diện là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu, nhưng điều này không phải lý do để anh lừa dối cô. Hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy bản thân có chút tâm nguội ý lạnh, Vốn Dĩ đã mở cửa lớn với Lâm Thanh Diệp, bỗng chốc đóng lại. Một lúc sau, Tống Huyền Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy hứa Bích Hoài ngồi trên sofa khóc thì lo lắng hỏi, con gái, con làm sao vậy? Con không sao mẹ, gần đây áp lực công việc có hơi lớn, hứa Bích Hoài mở miệng, đúng rồi, giúp con dọn một phòng ở trên lầu, con sẽ ở đó một khoảng thời gian. Tống Huyền Khanh gật đầu, nói con cuối cùng nghĩ thông rồi con gái, theo Lâm Thanh Diện sẽ chỉ khiến con chịu nhiều tủi nhục thôi, nếu không phải nó, con ở công ty sao gặp phải áp lực lớn như vậy, con với nó ngủ riêng là đúng. Nói xong, Tống Huyền Khanh đi lên lầu giúp Hứa Bích Hoài thu dọn phòng. Hứa Bích Hoài cầm hết đồ của mình đi lên lầu, phòng ngủ ở dưới lầu để một mình Lâm Thanh Diện ở. Ga tàu Hòa Hồng Thành. Lâm Thanh Diện đứng ở cửa ra, đợi Tống Huy đi ra. Đột nhiên, anh hắt xì, cảm thấy sau lưng có một luông khí lạnh. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thời tiết này cũng thấy lạnh sao, cứ cảm thấy có người đang nói xấu sau lưng mình, Lâm Thanh Diện mặt mày kỳ quái lúc này một thanh niên vóc dáng gây gò, tóc tai tạo kiểu, trông như một cà lơ cà phất từ trong đi ra, chính là em họ của hứa Bích Hoài, Tống Uy. Lâm Thanh Diện bước tới đón, Tống Uy sau khi nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Diện, lập tức kinh thường nói, thế nào để phế vật như anh đến đón tôi, chị họ của tôi đâu? Cô chú của tôi đâu? Bọn họ đều có việc, cho nên tôi đến đón cậu. Lâm Thanh Diện trước đây từng gặp Tống Uy, biết Tống Uy này không biết điều, cho nên cũng không có tức giận mẹ nó tôi chẳng lẽ phải ngồi xe bus cùng anh trở về, đây chính là thái độ nhà các anh đối đãi với người nhà sao. Tống Uy măng một câu, tôi lái xe đến, cậu nếu như không muốn ngồi thì tự mình ngồi bus cũng được, Lâm Thanh Diện nói xong bèn quay người đi, không thèm quan tâm Tống Uy. Tống Uy bĩu mối, mở miệng nói, phế vật như anh, mua xe chắc cũng không phải xe gì tốt, bỏ đi, tôi chịu khó một chút, đợi về đi tìm anh Vương Mậu. Anh ấy đã đồng ý tôi đến Hồng Thành thì cho tôi lái siêu xe của anh ấy tông uy đi theo lâm thanh diện đến bãi đỗ xe nhìn thấy lâm thanh diện đi tới một con xe santana tồi tàn bèn cười khinh khỉnh lâm thanh diện anh cũng quá tệ rồi lái chiếc xe rách này đến đón tôi cô tôi không chê anh làm cho mất mặt à lâm thanh diện liếc nhìn chiếc land rover của mình mở miệng nói xe này rất mất mặt sao tông uy thấy lâm thanh diện nhìn chằm chằm chiếc land rover lập tức cười lớn mở miệng nói lâm thanh diện anh còn giả vờ chiếc xe này là land rover thế nào cũng phải hơn 3 tỷ, anh cho rằng anh có thể mua nổi chiếc xe đắt như vậy sao? Lâm Thanh Diện trực tiếp ấn chìa khóa xe, hai bên đèn của chiếc Land Rover liền sáng, Tống Uy lập tức ngây dại. FK, vậy mà thật sự là xe của anh, Tống Uy không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện. Có điều rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại, Tống Huyền Khanh đã vào ở biệt thự của anh, mua chiếc xe hơn 3 tỷ cũng không có gì lạ cả. Nhưng cậu ta nhận định, chiếc xe này chắc chắn không phải Lâm Thanh Diện mua mẹ nó xem ra chị họ tôi mấy năm nay sống không tệ vừa ở biệt thự vừa lái xe sang xem ra lần này đến là đúng lúc rồi tống uy mở miệng lâm thanh diện định ngồi vào trong xe lúc này tống uy cản anh lại mở miệng nói đưa chìa khóa xe cho tôi đưa cho cậu làm gì lâm thanh diện mở miệng hỏi chiếc xe này chắc chắn là chị họ tôi mua chiếc xe tốt như vậy sao có thể để anh lái được đây không phải lãng phí sao cho nên tôi lái tống uy cười nói Cậu không quen đường ở đây, để tôi lái." Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Uy lập tức lườm anh, mở miệng nói, "Bảo anh đưa chìa khóa thì anh cứ đưa thôi, lôi thôi cái gì, xe này là của chị họ tôi, không phải của anh, để anh lái đã rất không tệ rồi, mau chóng đưa chìa khóa cho tôi." Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành đưa chìa khóa cho Tống Uy, trong lòng nghĩ để cậu ta lái xe cũng không có gì. Tống Uy cầm lấy chìa khóa, lập tức ngồi vào trong xe, mặt mày phấn khích lái chiếc xe này đậu xanh, chiếc xe này chắc hơn siêu xe của anh Vương Mậu rồi, bao giờ về tôi lái chiếc xe này đi gặp anh Vương Mậu, chắc chắn rất có mặt mũi. Tống Uy khởi động xe, nhìn thấy Lâm Thanh Diện định ngồi vào ghế phụ lái thì mặt mày lộ ra nụ cười xấu xa, trực tiếp đạp chân ga, rời khỏi bãi đỗ xe, căn bản không đợi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy Tống Uy tự mình lái xe đi, trong lòng mắng thầm một tiếng, nghĩ bảo sao hứa Bích Hoài không muốn đến đón em họ của cô. Tống Uy hạ cửa kính xuống, thò đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, sau đó giơ chiếc tay giữa với anh, cười nói tự mình ngồi bát về đi, đồ ngu. Sau đó Tống Uy lái xe rời khỏi ga tàu hỏa. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ có thể đi ra bên ngoài ga tàu, đứng ở bên đường vẫy một chiếc taxi, đi về nhà. Khi đi được nửa đường, Tống Huyền Khanh gọi điện cho Lâm Thanh Diệt, vừa nghe máy, Tống Huyền Khanh bèn cằn nhằn, Lâm Thanh Diệt, tôi bảo cậu đi đón Tống Uy, cậu đi đâu rồi hả? cậu làm gì để một mình nó ở trên đường văn uyển đợi cậu bây giờ lập tức đến đường văn uyển cho tôi nếu không hôm nay cậu đừng về nữa nói xong tống huyền khanh cúp máy không cho lâm thanh diện cơ hội giải thích đường văn uyển cách chỗ lâm thanh diện không xa tống uy nói với tống huyền khanh như vậy chắc chắn ở bên đó gặp phải phiền phức gì rồi lâm thanh diện chỉ đành ngồi xe đến đường văn uyển cách rất xa bèn nhìn thấy một nhóm người vây quanh chiếc xe Land Rover đó của anh cũng đỗ ở bên đường. Đi về phía đám đông, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tống Uy đang bị một cô gái co kéo, trong lòng cô gái đó còn ôm một con chó, con chó đó rõ ràng vừa bị kinh sợ, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc đó Tống Uy lái xe không chú ý, bên đường chạy ra một con chó, sau khi phanh gấp, vẫn đụng vào con chó đó, có điều chỉ đụng nhẹ, không có xảy ra chuyện gì lớn. Cô gái đó chính là chủ nhân của con chó, sau khi túm lấy Tống Uy thì không chịu buông anh dọa hoa hoa nhà tôi sợ hãi anh xem nó cứ run rẩy không chừng bị nội thương anh nếu như không có một lời giải thích hôm nay đừng hòng đi khí thế của cô gái đó rất bức người chị à rõ ràng là chó của cô không có mắt chạy lung tung tôi không có đâm chết nó đã là tốt lắm rồi tống uy mặt mày không vui nói anh nói cái gì cô gái lập tức trợn trừng mắt anh vậy mà muốn đâm chết hoa hoa nhà tôi cái đổ thần kinh tâm địa độc ác cô gái cực kỳ tức giận trực tiếp đi đến đá một cước vào xe, để lại trên xe một vết xước. Tông Uy lập tức hoảng, mắng con mẹ nó, cô dám đạp xe của ông. Cậu ta lập tức giơ tay muốn đánh cô gái đó. Lúc này Lâm Thanh Diện đi tới, cản cậu ta lại, có gì từ từ nói. Tông Uy thấy Lâm Thanh Diện đến rồi, lập tức đảo mắt. Cậu ta cảm thấy cô gái này thật sự có chút phiền phức, muốn để Lâm Thanh Diện giải quyết rắc rối này, cho nên cậu ta liếc nhìn cô gái mở miệng nói, đây là anh rể của tôi, xe là của anh ta, cô muốn lời giải thích thì tìm anh ta. chương 147, vậy thì bảo anh ta xin lỗi. Cô gái đó lướt nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức giơ tay túm cánh tay của Lâm Thanh Diện. Vừa rồi Tống Uy muốn giơ tay đánh cô, dọa cô giật mình, điều này khiến cô biết Tống Uy không dễ chọc. Mà người đàn ông xuất hiện cản Tống Uy thì càng dễ bắt nạt hơn, dù sao Tống Uy cũng nói đây là anh rể của cậu ta, cho nên cô ta bèn đánh chủ ý sang Lâm Thanh Diện. Chiếc xe này của anh đâm vào hoa hoa nhà tôi, anh nhất định phải có lời giải thích cho tôi, hoặc đền tiền, hoặc anh theo tôi về đồn. Cô ta mở miệng nói. Tông Uy thấy cô ta quấn lấy Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiêu tức, mở miệng nói, anh rể, anh xử lý trước đi, tôi đi trước đây. Sau đó cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây, để lại rắc rối cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, liếc nhìn cô gái đó, mở miệng hỏi cô muốn bao nhiêu tiền. Hoa hoa là tâm can của tôi, xe của anh đâm vào nó, không chừng đã bị đâm nội thương rồi, anh nếu không đền 600 triệu, hôm nay đừng hỏng đi cô ta không khách khí mở miệng. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt cũng ít ngụm khí lạnh, không ngờ cô gái này lại dở công phu sư tử ngoạm như vậy, vậy mà mở miệng đòi tận 600 triệu. Lâm Thanh Diện liếc nhìn con chó đó, quả thực con chó này đã bị kinh sợ, nhưng căn bản không có nội thương gì cả, Cô gái này quả thật có hơi quá đáng rồi. 600 triệu quá nhiều rồi, sợ rằng đủ mua 100 con chó như của cô, Lâm Thanh Diện mở miệng. Cô ta lập tức trợn mắt, mở miệng nói, ý của anh là gì? Anh nói hoa hoa nhà tôi rất rẻ tiền sao? Nó là tâm can của tôi, anh bắt buộc phải đền 600 triệu, đền bù tổn thất tinh thần cho hoa hoa nhà tôi. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta, giơ tay chỉ vào xe của mình, mở miệng nói, vậy cô đạp xe của tôi thì sao? cô ta lập tức có chút lo lắng, mở miệng nói, đây là hai chuyện khác nhau, vừa rồi em của anh muốn đánh tôi, tôi mới đạp, chuyện coi như hòa, tiền của hoa hoa nhà tôi anh buộc phải đền đủ 600 triệu. Lâm Thanh Diện cũng có chút cạn lời, không ngờ cô gái này vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Cô ta cũng là nhận định Lâm Thanh Diện sẽ không giống như Tống Uy, sẽ không động một tí là muốn đánh người, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện là người hiên, cho nên định thịt anh một miếng. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn Lâm Thanh Diện, muốn xem thử Lâm Thanh Diện sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cô gái này cũng thật siêu, vừa mở miệng thì đòi 600 triệu, thật đủ ác. Người đàn ông đó lái Land Rover chắc sẽ không để ý 600 triệu, xem thử anh ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tôi thấy người đàn ông này sẽ đền tiền, vừa nhìn liên biết anh ta là loại người tương đối dễ bắt nạt, anh ta chắc chắn đáp ứng cô gái đó. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô gái đó, mở miệng nói xin lỗi cháu của cô nhìn trông không có chuyện gì hơn nữa xe của tôi cũng bị cô đạp xước hòa đi sau đó lâm thanh diện muốn lái xe rời đi cô gái đó thấy lâm thanh diện không định bồi thường lập tức vứt chó ra đất bản thân cô ta cũng ngồi xuống đất kéo chân của lâm thanh diện bắt đầu giống như người đàn bà đanh đá lăn ra ăn vạ anh hôm nay nếu như không bồi thường tôi bảo bạn trai của tôi đến xử lý anh bạn trai tôi chính là phú nhị đại anh tưởng tôi cần tiền của anh sao Tôi chỉ là muốn anh xin lỗi con chó của tôi mà thôi, không ngờ thái độ của anh lại đáng khinh như vậy, chuyện hôm nay không xong đâu. Lâm Thanh Diện cúi đầu liếc nhìn cô ta, mở miệng nói, tùy cô. Cô ta thấy Lâm Thanh Diện không có chút gì sợ hãi, bèn rút điện thoại ra, ấn một dãy số. Ông xã, anh mau đến đường Văn Uyển tìm em, em bị người ta ức hiếp, hoa hoa bị đâm rồi, anh mau đến đi. Sau khi cúp mắt, cô ta hằn học liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh đợi đây cho tôi, bạn trai của tôi sắp đến rồi, đợi anh ấy đến, thì không phải bồi thường 600 triệu đơn giản như vậy nữa đâu. Lâm Thanh Diện bị cô ta kéo chân, cũng không đi được, chỉ đành đứng im ở đó. Một lúc sau, một chiếc xe hơi thể thảo đỗ ở bên đường, một người trẻ tuổi bước xuống, đi về phía đám đông. Ông xã, anh mau đến đây, chính là tên này, đâm vào hoa hoa, còn không định đền tiền, còn muốn đánh em nữa, cô ta thấy bạn trai của cô ta đến, vội vàng mở miệng. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, phát hiện vậy mà là hai tên mặt trước đây đã từng gặp Vương Mậu. Lần trước gặp Vương Mậu vẫn là vì chuyện của Hồ Vũ Tinh, không ngờ Vương Mậu nhanh như vậy đã đổi bạn gái rồi, chắc chuyện lần đó cũng khiến Vương Mậu nhìn rõ được bản chất của Hồ Vũ Tinh. Chỉ là phẩm vị của Vương Mậu dường như vẫn kém như vậy, mặc dù chia tay với Hồ Vũ Tinh rồi, nhưng lại tìm một người giống Hồ Vũ Tinh, chỉ biết vô lý làm loạn. Mọi người xung quanh có không ít người nhận ra Vương Mậu, biết anh ta là nhân vật có nổi trong giới phú nhị đại của Hồng Thành, nhất thời đều thấy thương tiếc cho Lâm Thanh Diện. Hóa ra là người phụ nữ của Vương Mậu, vậy thì tên nhóc này lại thảm rồi, nhà Vương Mậu có tiền có thế, đen cũng có thể nói thành trắng, lần này sợ rằng thật sự không phải đền 600 triệu đơn giản như vậy rồi. hừm không, không bằng vừa rồi trực tiếp bồi thường đi, Vương Mậu không dễ chọc, lần này sắp gặp xui. Trước tiên đừng vội nói thế, Người ta lái xe cũng không tệ, không chừng trong nhà cũng có tiền đó, xem tình hình rồi nói. Cô ta từ trên đất bò dậy, đến bên Vương Mậu, bởi vì có núi dựa, khí thế càng thịnh, hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện vào trong mắt. "Ông xã, người này dám đâm hoa hoa, còn không chịu đền tiền, anh mau cho anh ta biết sự lợi hại của anh đi." Vương Mậu bèn nhìn sang Lâm Thanh Diện, thần sắc bỗng xứng lại, sau đó vội vàng bước lên hai bước, cung kính nói: "Anh Lâm, sao lại là anh?" Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn anh ta, trong lòng cũng cảm thấy có hơi buồn cười, người bạn gái tìm đến là Vương Mậu, tìm rắc rối tóm lại có thể tìm trên người anh ta. Em họ của vợ tôi lái xe đâm nhẹ vào con chó của bạn gái cậu, tôi thấy không có chuyện gì lớn, nhưng cô ta cứ bắt tôi đền 600 triệu, Lâm Thanh Diện giải thích. Sắc mặt của Vương Mậu lập tức thay đổi, trong lòng anh ta cũng có chút buồn bực, bạn gái của mình, thế nào lại tìm lão đại như Lâm Thanh Diện mà gây rắc rối chứ, khiến anh ta tất nhọc lòng. Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi, cô ta không phải bạn gái của tôi, Vương Mậu đành thép nói. Mọi người xung quanh đều tràn đầy kinh ngạc, vừa bắt đầu bọn họ kinh ngạc thái độ của Vương Mậu với Lâm Thanh Diện vậy mà tốt như vậy. Bây giờ Vương Mậu lại trực tiếp nói cô gái đó không phải bạn gái của anh ta, điều này khiến tất cả mọi người muốn rất cầm. Rất rõ ràng, Vương Mậu đây là không muốn gây thêm phiền phức, cho nên mới trực tiếp phủi sạch quan hệ với cô gái đó. Người suýt chút nữa bị bắt chẹt 600 triệu đó, rốt cuộc là ai? Mấy người đó vốn cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị đập lập tức thay đổi cách nhìn của mình, quả nhiên có thể lái xe hơn 3 tỷ, không thể là một người đơn giản. Cô gái mặt mày cũng không tin được nhìn Vương Mậu, không ngờ anh ta lại không nhận mình là bạn gái. Ông xã, ý của anh là gì, mặc dù chúng ta ở bên nhau chưa lâu, nhưng anh cũng không thể trở mặt không nhận được nữa chứ. Cô ta mở miệng nói. Vương Mậu lướt nhìn cô ta, mở miệng nói, loại phụ nữ như cô, sẽ chỉ mang lại rắc rối cho tôi bạn gái trước của tôi cũng giống như cô thiếu chút nữa chọc giận anh lâm lần này tôi thông minh rồi loại phụ nữ như các cô căn bản không cần cho nên sau này cô bớt xuất hiện trước mặt tôi đi nói xong anh ta nhìn sang lâm thanh diện cười hiên hòa anh lâm để anh chê cười rồi một con chó mà thôi cho dù đâm chết cũng không sao anh đừng để tâm đến cô ta mặt mày của cô ta sững sờ cô ta không ngờ vương mậu sẽ vì lâm thanh diện mà đá cô ta rốt cuộc tên lâm thanh diện này lợi hại như thế nào. Người có thể khiến vương mậu kiêng kỵ thành ra như vậy, cả hồng thành sợ rằng không có được mấy người. Cô ta lúc này mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình, nếu như lúc đó trực tiếp bỏ qua chuyện này, thì sẽ không có một màn này xảy ra rồi. Ông xã, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi, em sau này sẽ không như thế nữa, cô ta túm lấy cánh tay của vương mậu, cầu xin. Vương mậu trực tiếp đẩy cô ta ra, măng chửi, cút ra xa cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cô ta bị dọa mà vội vàng buông Vương Mậu ra. Cô ta vốn dĩ còn tưởng mình làm bạn gái của Vương Mậu, cả đời này cho dù không bay cành cao làm Phượng Hoàng, lại không ngờ vì sự tùy hứng của cô ta, trực tiếp cắt đứt tiên đổ sáng nạn của mình rồi. Anh Lâm, không biết anh còn có gì không hài lòng không, nếu như có bất kỳ sự bất mãn gì, nói với tôi, tôi thay anh dạy bảo loại phụ nữ không biết tốt xấu này, Vương Mậu mở miệng nói. Được rồi, vấn đề giải quyết xong là được, Lâm Thanh Diện mở miệng nói, sau này tìm bạn gái, nhớ dùng não, nếu như tìm mấy người không có não, sẽ chỉ hại cậu thôi. Vương Mậu lập tức gật đầu, sau khi trôi qua hai chuyện này, Vương Mậu cũng thật sự cảm thấy Lâm Thanh Diện nói đúng, anh ta sau này tìm bạn gái, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm loại chỉ biết gây rắc rối cho anh ta nữa, nếu không sớm muộn sẽ hại chết mình. Được rồi, không có chuyện gì thì tôi đi đây." Lâm Thanh Diện mở miệng Vương Mậu nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở miệng, đúng rồi anh Lâm, hai hôm nữa tôi cùng bạn bè định tổ chức party, không biết anh có thời gian không, để mà tham gia một chút. Người trẻ các cậu chơi đi, tôi không tham gia đâu, Lâm Thanh Diện mở miệng. Vương Mậu bất lực, nghĩ anh cũng mới hơn 20, lý do từ chối này thật sự gượng rồi. Có điều anh ta cũng không dám nói gì, tiễn Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này. Đợi sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi, Vương Mậu lướt nhìn điện thoại, lẩm bẩm nói tiểu tử tống uy chắc đã đến hồng thành rồi nói cho cậu ta một tiếng kêu cậu ta hai hôm nữa tham gia bữa tiệc vương mậu và tống uy quen nhau qua mạng hai người thường cùng nhau chơi game tống uy chơi game khá tốt vương mậu rất tán thưởng lần này tống uy đến nhà tống huyền khanh chơi cũng nói với vương mậu hai người đã hẹn gặp mặt sau khi lâm thanh diện lái xe về nhà vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng mắng của tống huyền khanh cậu còn mặt mũi trở về tôi bảo cậu đi đón tiểu uy Cậu thì hay rồi, để Tiểu Huy một mình ngồi bát về, bản thân cậu lái xe đi hóng gió, thật sự làm tôi tức giận mà. Tống Huy ngồi trên sofa cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, thấy Tống Huyền Khanh mang Lâm Thanh Diện thì rất vui mừng. Con đi đón cậu ta rồi, tự cậu ta lái xe đi, sao gây ra chuyện, để con giúp quyết cho cậu ta, bản thân cậu tay chạy về, chuyện này không thể trách con, Lâm Thanh Diện giải thích. Tống Huy lập tức trừng mắt, mắt mày vô tội nói, Lâm Thanh Diện. Anh đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng chính là anh vứt tôi lại không quản. Cô, cô xem, cháu ngày đầu tiên đến đây thì nhận được đối đãi của mọi người như vậy, cháu muốn gọi điện cho mẹ cháu, ngày mai trở về. Tống Uy giả vờ muốn gọi điện thoại. Tống Huyền Khanh vội ngăn anh ta lại, nếu như để mẹ của Tống Uy biết Tống Uy ngay đầu tiên đến đã không muốn tiếp đái, thì quá mất mặt của bà ta rồi. Tiểu Uy, cháu đừng nghe Lâm Thanh Diện nói linh tinh nước hạnh của của kẻ vô dụng như cậu ta thì biết gì gánh trách nhiệm, cháu cứ ở đây chơi, đừng để ý đến cậu ta là được, Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện nghẹn lời, trong lòng nghĩ quả nhiên là người một nhà, bản lĩnh bịa chuyện thật sự không ai bằng. Cậu mau vào bếp thu dọn cho tôi, tối nay tôi đã nấu cho Tiểu Huy một bữa ngon, Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ đành đi vào bếp thu dọn. Một lúc sau, Tống Huyền Khanh ra ngoài biệt thự vứt rác, nhìn thấy trên xe có nhiều vết xước, lập tức tức giận phừng phừng, măng, lâm thanh diện, cái đồ phá hoại, trên xe sao có nhiều vết chây xước thể hả? Lâm thanh diện từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng nói, chuyện này mẹ phải hỏi cháu của mẹ rồi. Tống Uy lập tức trưng ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, mở miệng nói, hỏi tôi làm gì, tôi không biết anh lái xe ở bên ngoài đã làm cái gì. Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện, hận không thể ăn thịt anh luôn. Lúc này hứa bích hoài từ trên lâu đi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Tống Huyền Khanh lập tức nói với Hứa Bích Hoài, "Con gái, Lâm Thanh Diện không những không đón Tiểu Uy, còn ở bên ngoài làm xước xe nữa, con còn không quản nó." Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài chắc chắn biết rõ đức hạnh của Tống Uy, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho mình, cho rằng cô sẽ vì mình mà biện hộ. Nhưng khiến anh không ngờ, Hứa Bích Hoài lạnh lùng liếc nhìn anh, dùng một giọng nói không có chút tình cảm nào nói, "Vậy để anh ta xin lỗi Tiểu Uy đi." Chương 148, ngủ riêng. Lâm Thanh diện mặt mày kỳ quái liếc hứa Bích Hoài, không ngờ cô vậy mà sẽ kêu anh xin lỗi Tống Uy. Theo lý mà nói hứa Bích Hoài rất ghét Tống Uy, thế nào bây giờ lại giúp cậu ta nói chuyện rồi. Tống Uy cũng có hơi ngạc nhiên, cậu ta biết hứa Bích Hoài từ nhỏ không thích cậu ta, còn tưởng lần này đến sẽ xảy ra không ít mâu thuẫn với hứa Bích Hoài, bây giờ xem ra chị họ này của mình đổi tính rồi. Nghe thấy chưa, chị họ tôi bảo anh xin lỗi tôi anh còn ngây ra làm cái gì? Tống Uy mặt mày đắc y nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Tống Uy, mở miệng nói, trên xe có camera hành trình, hay là chúng ta xem thử, cậu chắc chắn muốn tôi xin lỗi. Tống Uy lập tức bối rối, sau khi cậu ta đâm vào con chó thì luôn ở trước đầu xe dây dưa với cô gái kia, chắc chắn bị camera hành trình ghi lại hết. Không muốn xin lỗi thì thôi, tôi không thèm tính toán với anh, Tống Uy bĩu môi, cúi đầu chơi game. Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy thì biết chuyện này quả thật là lỗi của Tông Uy, có điều cô bây giờ đối với Lâm Thanh Diện tâm tản ý diệt rồi, cho nên không có nói gì. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, gắn lên, cậu nhìn Tiểu Uy đi, độ lượng biết bao, ngược lại loại phế vật như vậy, làm sai cũng còn không thừa nhận, ngay cả câu xin lỗi cũng không có, cậu đừng tưởng phí giao dịch bất động sản bây giờ phải dựa vào cậu trả thì cậu có khí thế rồi, tên ngôi biệt thự này chung quy thuộc về tôi. Lâm Thanh Diện không có để tâm đến Tống Huyền Khanh, mà nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài một lúc, tóm lại cứ cảm giác cô có chút kỳ lạ, không biết bị sao. Ăn tối xong, tất cả mọi người đều ngồi bên bàn, Hứa Bích Hoài cúi đầu, không nói một lời, dáng vẻ tâm sự trùng trùng. "Tiểu Uy, nào ăn nhiều vào, nếm thử tay nghề của cô." Tống Huyền Khanh mỉm cười gắp đồ ăn cho Tống Uy. Tống Uy vừa ăn vừa nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó con người của cậu ta đảo quanh, mở miệng hỏi cô. Lâm Thanh Diện bây giờ vẫn không có việc làm sao, chỉ dựa vào chị họ cháu nuôi. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, tuy nói Lâm Thanh Diện không có công việc, nhưng khoảng thời gian này biểu hiện của Lâm Thanh Diện vẫn khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Ít nhất phí giao dịch bất động sản một tháng 300 triệu bọn họ không lấy ra được, biệt thự này mặc dù viết tên của Tống Huyền Khanh, nhưng tiền là Lâm Thanh Diện bỏ ra, điều này đã chứng tỏ Lâm Thanh Diện không có đơn giản như bọn họ nghĩ. Có điều cho dù như thế, Tông Huyền Khanh vẫn xem thường Lâm Thanh Diện, cứ cảm thấy tiền của Lâm Thanh Diện là trộm từ túi của bà ta mà ra. Còn không phải sao, cậu ta có thế làm việc gì chứ, còn không phải dựa vào bích hoài nuôi, nếu không phải nể cậu ta giúp làm việc nhà, cô sớm đã đuổi cậu ta ra khỏi đây rồi, Tống Huyền Khanh trả lời. Hôm nay ba tôi lại tìm tôi nói chuyện, ba nói với tôi nhà họ hứa từ sau khi Lâm Thanh Diện đến thì luôn xảy ra chuyện, lại khuyên tôi kêu Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài ly hôn, hứa Quốc Hoa thở dài nói. Một nhà bọn họ đều rõ, hứa Mạn Tranh làm như vậy là bởi vì lân trước hứa Bích Hoài ở trước mặt mọi người trở mặt với ông cụ. Hứa Mạn Tranh cảm thấy bản thân bây giờ hết cách với hứa Bích Hoài, nhưng đuổi một Lâm Thanh Diện chắc không có vấn đề gì, cho nên luôn thúc ép hứa Quốc Hoa về chuyện hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ly hôn. Vốn dĩ hứa Bích Hoài sẽ không để chuyện này trong lòng, nhưng hôm nay sau khi Lục Thiên Điệp đến, cô nghe chuyện ly hôn thì trong lòng đột nhiên lay động nghiêng đầu liếc nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện chú ý ánh mắt của hứa bích hoài trong lòng bỗng căng thẳng cô lúc này nhìn anh lẽ nào thật sự định ly hôn rồi sao trong lúc nhất thời lâm thanh diện có chút không biết mình đã sai ở đâu hoàn toàn không hiểu hứa bích hoài bị làm sao tông uy thấy lâm thanh diện ở nhà họ hứa không có địa vị như thể bèn cười nói cháu hai hôm nữa tham gia một bữa tiệc Người tham gia đều là các công tử có tiếng của Hồng Thành, không bằng để Lâm Thanh Diện đi cùng cháu. Quen biết thêm vài người thì có thêm mấy con đường. Cậu ta đương nhiên không phải muốn giúp Lâm Thanh Diện quan biết bạn bè, cậu ta muốn nguyện bữa tiệc lần này để từ từ sỉ nhục Lâm Thanh Diện một phen. Tống Uy trời sinh vô năng thấy người khác xấu mặt, thì cậu ta còn vui mừng. Tống Huyền Khanh sau khi nghe thấy lời Tống Huy nói, mắt bỗng sáng lên, mở miệng nói: Tiểu Uy cháu sao quen được mấy công tử của Hồng Thành? chơi game quen được, bọn họ chơi game không giỏi bằng cháu, đều nhận cháu làm đại ca Tống Uy đắc ý rồi. Tiểu Uy thật sự xuất sắc, vậy mà có thể kết bạn với các công tử của Hồng Thành, vậy thì để Lâm Thanh Diện đi cùng cháu, ra ngoài cho mở mang tâm mắt, tránh cậu ta chỉ biết ở nhà làm việc nhà Tống Huyền Khanh mở miệng. Mẹ, party của mấy người trẻ tuổi, con không đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức lườm Lâm Thanh Diện, nói cái gì party của mấy người trẻ tuổi, nhưng đều là các công ty của Hồng Thành, lấy danh tiếng của phế vật này, bình thường đâu có cơ hội tiếp xúc với người của tầng lớp này, Tiểu Huy có lòng tốt dẫn cậu đi, cậu đừng có mà không biết tốt xấu như vậy. Lâm Thanh Diện trong lòng vừa khúc mắc chuyện của hứa Bích Hoài, không có tâm tư biện minh với Tống Huyền Khanh, bèn thuận miệng đồng ý. Tống Huy thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trong lòng cười lạnh, lầm bẩm nói, he he, đám công tử đó xem thường nhất là loại phế vật như anh, đến lúc đó khiến anh chịu sự sỉ nhục của bọn họ một phen. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thanh Diện đi rửa bát, sau khi thu dọn xong, thì ngồi bên cạnh hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đến, Ben trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói con đi nghỉ ngơi đây. Lâm Thanh Diện cũng vội đứng dậy, muốn đi theo hứa Bích Hoài về phòng, từ từ hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khiến anh không ngờ là hứa Bích Hoài không có đi về phòng của bọn họ mà đi lên lâu. Tống Huyên khanh cười lạnh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: Bích Hoài khoảng thời gian này không muốn ngủ cùng cậu, cậu tự mình phản tỉnh lại mình đi, cậu cứ từ từ tận hưởng đi. Bích Hoài sắp ly hôn với cậu rồi. Nói xong, bà ta cùng hứa Bích Hoài đi lên lâu. Lâm Thanh Diện không tin hứa Bích Hoài vì mình mới lên lâu ngủ, chắc mấy ngày này Tống Uy ở đây, cô không nhìn thấy Tống Uy, cho nên chuyển lên lầu. Vậy thì đợi qua vài hôm lại tìm hứa Bích Hoài nói chuyện. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, cứ cảm thấy hứa Bích Hoài tự dưng lạnh nhạt với anh, giống như thái độ của mấy năm trước. Lâm Thanh Diện, anh thật ngu ngốc, vợ của anh còn không thèm ngủ cùng anh, thật quá mất mặt mà, Tống Uy vừa chơi game, vừa chế diễu. Lâm Thanh Diện lường cậu ta, trực tiếp đưa tay giật lấy điện thoại của Tống Uy. Tống Uy lập tức xít lên, đứng dậy muốn đoạt lại điện thoại, miệng còn măng, đồ khốn, trả lại điện thoại cho lão tử, đang đánh sơ quát. Lâm Thanh Diện ấn Tống Uy về lại sofa, Tống Uy muốn dẫy ruộng, lại phát hiện bản thân căn bản không dùng sức được. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện bèn đưa điện thoại cho Tống Uy, mở miệng nói, nhàm chán, sau đó quay người đi về phòng. Là anh quá gà, chơi không bằng người ta còn nói vô vị, thật là rác rưởi. Tống Uy bĩu môi, mở miệng nói. Cậu ta vội cầm lấy điện thoại, định mở bảng kết quả ra, vừa rồi Lâm Thanh Diện chơi một lúc, chắc chỉ đưa mạng cho đối thủ tuy nhiên khi cậu ta nhìn rõ tình trạng trên màn hình, bỗng ngây người. Pentakill, âm thanh của giết năm vang lên, năm người đối diện, toàn bộ đều chết hết, mà người của bên cậu ta đã đẩy lên chỗ cao đối diện, theo thời gian mà sống lại, bên kia đã thua chắc rồi. Mặc kệ bên này là đồng đội hay đối thủ, đều ở trong cửa sổ chat nhắn chữ ngầu. Tông Uy mặt mày ngây ngốc, ngẩng đầu liếc nhìn phòng của Lâm Thanh Diệt, cái tên này, làm kiểu gì được vậy? đây là ván của vương giả 30 sao, cho dù lãi trình độ của cậu ta, muốn giết năm, đã khó càng thêm khó, tên phế vật lâm thanh diện này sao làm được. Mẹ nó, chắc chắn là mình vừa rồi phát huy tốt quá, vừa hay khi đoàn chiên vừa xuất hiện cơ hội, bị tên phế vật lâm thanh diện này đụng bậy đụng bả vớ được, nếu không anh sao có thể trở thành MVP, Tống Uy lầm bẩm nói. Ván game kết thúc, vừa thoát ra, Tống Uy lập tức nhận được điện thoại của Vương Mậu. Thằng nhóc cậu vừa rồi thật ngâu, vậy mà diệt cả năm, xem ra thằng nhóc cậu quả nhiên có thiên phú chơi game, vương mậu mở miệng nói. Khủ khủ, phát huy bình thường, khiêm tốn khiêm tốn, tổng uy có chút ngại ngùng nói. Party nhớ đến, đến lúc đó tôi lái siêu xe dẫn cậu đi hóng gió. Không vấn đề, đúng rồi, em có thể dẫn một người cùng tham gia được không? Tống Uy hỏi. Có thể, cậu tùy ý dẫn theo, nhiều người càng náo nhiệt, Vương Mậu cười nói. Tống Uy lập tức đáp ứng, Hai người lại nói chuyện mấy câu, sau đó cúp máy. "Hừ, Lâm Thanh Diện, vừa rồi anh lại dám giật điện thoại của tôi, đợi đấy cho tôi, đến lúc đó khiến anh biết sự lợi hại của tôi." Tống Uy tự nói với chính mình một câu, sau đó trở về phòng mà Tống Huyền Khanh chuẩn bị sẵn. Hai ngày sau, Hứa Bích Hoài luôn đối xử lạnh nhạt với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện hỏi Hứa Bích Hoài làm sao thế, Hứa Bích Hoài cũng không nói với anh. Lâm Thanh Diện đoán Hứa Bích Hoài có thể đến tháng cộng thêm Tống Uy đến cho nên tâm trạng không tốt, cho nên không có truy hỏi quá kỹ. mấy ngày nay ngược lại Lạc tâm gửi tin nhắn cho anh nhiều hơn, hỏi anh có suy nghĩ về kinh đô không. Lâm Thanh Diện tự nhiên đều từ chối, mà lạc tâm lần nào cũng nói một câu, không vội, cứ đợi thêm. điều này khiến Lâm Thanh Diện đầu óc có chút mơ hô, có điều anh vốn cảm thấy lạc tâm không bình thường, cho nên không nghĩ nhiều. sầm tối hôm nay Tống Huy lái xe ra khỏi Vịnh Đằng Long, đến địa điểm bữa tiệc của Vương Mậu. Tống Huyền Khanh sau khi đợi Tống Uy rời đi, mới gọi Lâm Thanh Diện ra. Cậu bây giờ mau chóng đi tham gia bữa tiệc mà Tiểu Uy nói, đừng đi muộn quá, người ta không dẫn cậu chơi đâu, Tống Huyền Khanh mở miệng. Tống Uy đâu, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Nó lái xe đi trước rồi, Tống Huyền Khanh trả lời. Tại sao không bảo cậu ta đợi con, cậu ta lái xe đi rồi, con đi bằng gì, Lâm Thanh Diện cạn lời. Lần trước bảo cậu lái xe thì cậu làm chảy xe, Xe đắt như vậy, không phải để cậu phá, cho nên sau này chiếc xe đó cậu đừng ngồi nữa. Đây là chìa khóa xe điện, cậu đi xe điện đến đó, tôi đưa địa chỉ cho cậu, Tống Huyền Khanh không nhẫn nại mà mở miệng. Lâm Thanh Diện liếc nhìn chiếc chìa khóa xe điện, nói thẳng, vậy con không đi nữa, dù sao đi cũng không có ích gì. Cậu dám? Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, cậu hôm nay nếu như không đi, ngày mai tôi bảo Bích Hoài ly hôn với cậu, cậu thật vô dụng, sao không biết tiện bộ hả? dựa vào bản thân cậu, có thể tham gia bữa tiệc của những công tử này sao? Tống Huyền Khanh không biết gia chủ nhà họ cổ có quan hệ với Lâm Thanh Diện, lần trước hứa mạn tranh cũng chỉ nói Lâm Thanh Diện khiến ông cụ mất mặt, không có nói làm gì mất mặt, hôm đó người tham gia tiệc tối của nhà họ hứa cũng không có ra quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và gia chủ của nhà họ cổ, theo bọn họ thấy, đây chỉ là vận cứt chó của Lâm Thanh Diện mà thôi. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành cầm chiếc chìa khóa xe điện, sau khi hỏi Tống Huyền Khanh địa chỉ, đi xe điện đến. chương 149, xin lỗi. Câu lạc bộ Giang Hải. Vương Mậu hôm nay bao chọn nơi này, mời vô số công tử tiểu thư của Hồng Thành đến tham gia bữa tiệc. Dừng xe ở trước cửa, Vương Mậu có chút cảm khái, lẩm bẩm nói, nếu anh Lâm có thể đến buổi tiệc lần này thì tốt rồi, đến lúc đó mình nhất định cố gắng chiêu đãi anh ta thật tốt, tả tội với anh ta. Lúc này Tống Uy lái chiếc Land Rover đến bãi đỗ xe, sau khi đỗ xe xong bước xuống, Tống Uy lập tức chạy đến ôm lấy Vương Mậu. "Anh Vương Mậu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh, anh đẹp trai hơn trong hình nhiều." Tống Uy cười nói. "Miệng của thằng nhóc cậu vẫn ngọt như vậy, không ngờ cậu lại lái Land Rover, xem ra người thân ở đây của cậu cũng không bình thường." Vương Mậu mở miệng. "Không thể so được với anh Vương Mậu. Cậu không phải muốn dẫn người đến sao? Thế nào chỉ có mình cậu?" Vương Mậu mở miệng hỏi. Tống Uy mỉm cười mở miệng nói, anh ta lát nữa sẽ đến, em vào trong nhóm nói một tiếng, để bọn họ lát nữa chiêu đãi một chút là được, chúng ta đi hóng gió đi, Land Rover chắc chắn không sảng khoái bằng siêu xe được. Vương Mậu mỉm cười, cũng không nói gì, dẫn Tống Uy đến chỗ đỗ xe của anh ta, hai người lên xe, cùng ra ngoài hóng gió. Tống Uy rút điện thoại ra, gửi một câu trong nhóm của những người tham gia buổi họp báo, các anh em, lát nữa anh rể của tôi cũng đến tham gia bữa tiệc, anh ta chính là Lâm Thanh Diện tên phế vật nổi tiếng của Hồng Thành. Tôi bảo anh ta đến là để dạy dỗ anh ta. Các anh ta lát nữa giúp tôi thu thập, khiến anh ta cảm nhận cái gì gọi là sỉ nhục. Trong nhóm lập tức có không ít người bắt đầu trả lời tin nhăn. Lâm Thanh Diện, đù, tôi từng nghe nói tên phế vật này vô dụng không gì bằng. Anh ta vậy mà muốn đến bữa tiệc của chúng ta. Ha ha, vậy lần này có thứ chơi rồi. Tôi thích khi dễ loại vô dụng như này lắm đến lúc đó tôi nhất định giúp cậu từ từ dạy bảo anh ta. Huy tử rất biết chơi nha, vậy mà để anh rể của cậu đến làm thú vui cho chúng ta, cậu không sợ anh ta xử cậu à? Tống Uy lập tức trả lời một câu, một phế vật như anh ta, cũng dám thu thập tôi, anh ta ở trong nhà đến dám cũng không dám đánh, mọi người yêu tâm chỉnh anh ta là được rồi. Một nhóm người dồn dập bày tỏ nhất định giúp Tống Uy hoàn thành nhiệm vụ. Vương Mậu đang lái xe nên không có nhìn điện thoại, có điều thấy điện thoại kêu mãi, hỏi một câu, mọi người nói cái gì vậy, náo nhiệt như vậy. Tông Uy cười cười, mở miệng nói, không có gì, tôi tìm cho mọi người trò chơi, để tất cả từ từ chơi. Anh Vương Mậu, lát nữa để em lái nha. Lâm Thanh Diện đi xe điện đến câu lạc bộ Giang Hải, sau khi đỗ xe điện ở bên đường, bèn đi vào trong. Đến cửa vào, một bảo vệ lập tức đến cản Lâm Thanh Diện lại. Cậu làm cái gì vậy, mau chóng cút đi. Hôm nay chỗ này của chúng tôi được bao hết rồi, cậu muốn chơi thì đi nơi khác." Bảo vệ không kiên nhẫn mở miệng nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, mở miệng nói, "Tôi đến tham gia bữa tiệc trong này." Người bảo vệ đó đánh giá Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, lập tức khinh thường nói, "Đừng quậy nữa người anh em, cậu cũng không nhìn lại trên người mình mặc cái thứ rách nát gì, hơn nữa cậu tưởng tôi không nhìn thấy cậu vừa rồi đi xe điện đến sao?" đếm tham gia bữa tiệc này đều là công tử tiểu thư nổi tiếng của hồng thành cậu cảm thấy cậu có tư cách tham gia kiểu party này không em họ tôi ở bên trong nếu không tin thì anh có thể gọi cậu ta ra lâm thanh diện giải thích bảo vệ mặt mày không tin tưởng mở miệng nói mẹ nó bớt ở đây kéo quan hệ với người ở bên trong đó bên trong ai ai cũng không phú thì quý sao có thể có loại người nhà nghèo hèn như cậu chứ mau cút đi nếu không đừng trách tôi không khách khí lâm thanh diện nhíu mày không ngờ bảo vệ của câu lạc bộ Giang Hải này lại coi thường người khác như vậy, bởi vì quần áo của anh mà chặn anh ở ngoài cửa. Anh định rút điện thoại ra, nói một tiếng cho Tống Uy. Vào lúc này, có hai người từ trong câu lạc bộ đi ra, hai người này chơi với Tống Uy tương đối thân, một tên người Triệu Đằng, một người tên Tôn Nghị. Anh chính là Lâm Thanh Diện, Triệu Đằng gọi Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói tôi cùng Tống Uy cùng đến tham bữa tiệc. Tôi biết Tống Huy đã nói với chúng tôi rồi." Triệu Đằng cười nói. Bảo vệ đó nghe thấy lời của Triệu Đằng, sắc mặt bỗng thay đổi, không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự đến tham gia bữa tiệc, thái độ vừa rồi của anh ta khinh miệt như vậy, nếu như Lâm Thanh Diện tìm anh ta gây chuyện thì phiền phức rồi. Anh ta vội vàng cúi người xin lỗi với Lâm Thanh Diện, "Xin lỗi, người anh em, tôi vừa rồi nhầm lẫn đã mạo phạm cậu, tôi ở đây xin lỗi cậu." Lúc này Tốn Nghị ngăn bảo vệ lại, cười lạnh nói, anh xin lỗi gì với anh ta chứ? Tôi thấy cậu ấy ăn mặc bình thường, vừa rồi chặn cậu ấy ở bên ngoài, tôi không biết là bạn của mấy cậu, bảo vệ giải thích. Anh cản anh ta là đúng, Triệu Đằng mở miệng. Bảo vệ mặt mày nghi hoặc, không biết Triệu Đằng và Tôn Nghị có ý gì. Người này là phế vật nổi tiếng của Hồng Thành, tên là Lâm Thanh Diệt, anh ta quả thật không có tư cách tham gia bữa tiệc của chúng tôi, anh cản anh ta lại là nên làm. Cho nên không cần xin lỗi anh ta đâu, Tôn Nghị mở miệng. Lâm Thanh Diệt, vãi, tôi từng nghe nói tên vô dụng đó, chính là loại chỉ biết ăn, cái gì cũng không làm được. Bảo vệ lập tức mở miệng hỏi. Triệu Đằng bật cười, không ngờ ngay cả bảo vệ cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Lâm Thanh Diệt, vậy anh phải vô dụng cái trình độ nào? Không sai, chính là anh ta, Triệu Đằng nói. Bảo vệ lập tức thở phào, nếu như người này là Lâm Thanh Diệt, vậy anh ta không có gì phải sợ cả. Lâm Thanh Diện này có thể đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi, là nể mặt bạn của chúng tôi, nếu không ai rảnh mời loại phế vật này, Tôn Nghị nói rất thâm. Bảo vệ lập tức phụ họa, nói, nói thật đúng, loại người như cậu ta, căn bản không đủ tư cách được ngồi cùng bàn với các cậu. Lâm Thanh Diện nhìn ba người này mà cau mày, lạnh giọng nói, mấy người nói đủ chưa? Triệu Đăng và Tôn Nghị liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đều bật cười khinh bỉ. Ai à, còn có tính khí này, sao hả? lẽ nào chúng tôi nói không đúng sao? Triệu đằng cười lạnh, bước lên một bước, định khiến Lâm Thanh Diện biết sự lợi hại của mình. Tôn Nghị đảo mắt, mở miệng nói, được rồi, đừng phí lời với anh ta nữa, mọi người còn đang đợi bên trong đó, chúng ta vào thôi. Triệu đằng lúc này mới không tiếp tục tính toán với Lâm Thanh Diện, cùng Tôn Nghị quay người đi vào bên trong. Anh tốt nhất nên rõ vị trí của mình, nếu không hôm nay anh không quen được bất kỳ người bạn nào, loại người đầu cứng muốn vào giới của chúng tôi như anh tôi thấy nhiều rồi, đáng tiếc cuối cùng mấy người đó đều bị đập cho vỡ đầu mẻ chán, triệu đăng lầm bẩm một câu. Lâm Thanh Diện không nói gì, đi theo hai người vào trong. Người bảo vệ đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắng tôi nhổ vào, thì ra chỉ là phế vật, cậu đi vào trong thì thế nào chứ, chẳng lẽ cậu tưởng mấy công tử người ta sẽ đếm xỉa đến cậu sao? Hai người đi vào trong câu lạc bộ, trong đại sảnh ánh đèn mờ ám, không ít nam nữ đã đang uống rượu vui vẻ chơi rồi lâm thanh diện lướt qua không có phát hiện bóng dáng của tống uy bèn mở miệng hỏi tống uy đâu cậu ấy ra ngoài hóng gió rồi lát nữa quay lại triệu đằng cười nói sao hả lẽ nào tống uy không có ở đây anh sợ chúng tôi sẽ ăn thịt anh sao lâm thanh diện bĩu môi không quan tâm đến anh ta tốn nghị liếc nhìn triệu đằng mở miệng nói anh ta đến đây không phải muốn quen thêm vài người bạn sao không bằng cậu giúp cậu ta giới thiệu đi. Triệu Đằng lập tức biết ý, cười xấu xa cầm lấy chiếc micro, lớn tiếng hô, mọi người nhìn về bên này, tôi xin giới thiệu một nhân vật nổi tiếng của chúng ta. Mọi người đều quay lắc nhìn về phía Triệu Đằng, Triệu Đằng giơ tay chỉ vào Lâm Thanh Diệt, sau đó nói, người này chính là đồ phế vật nổi tiếng lẫy lừng của hồng thành chúng ta, Lâm Thanh Diệt. Sự tích của anh ta chắc mọi người đều nghe nói rồi, luận đến ăn mềm, cả hồng thành, anh ta nói thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Một nhóm người lập tức bật cười, ánh mắt khinh khi chĩa vào Lâm Thanh Diện. Hôm nay phế vật này đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi, không phải là vì muốn kéo quan hệ với chúng ta sao, mọi người đều bùn xỉn, từ từ nói chuyện với anh ta, dù sao phế vật như vậy, cũng phải trăm năm mới gặp một lần. Triệu đằng nói xong, bản thân thì cười ha hả, bản thân anh ta cũng có chút không chịu được lời nói của mình. Anh đến đây, liếm giày cho tôi, Tôi cho anh nick Facebook của tôi cho anh, sao hả?" Một cô gái trêu đùa nói. "Cứng miệng như vậy, theo ta thấy, bắt anh ta gọi tất cả chúng ta một tiếng ba, tôi ngược lại có thể suy nghĩ làm quen với anh ta." Tức cười chết đi được, mấy người cũng quá đơn giản rồi, theo ta thấy, nên để anh ta dẫn vợ của anh ta đến đây cho chúng ta chơi, như thế mới có thể có tư cách làm quen với chúng ta." Tôn Nghị cười nói một câu. Mắt của Lâm Thanh diện nheo lại, trong ánh mắt nhìn Tôn Nghị lộ ra một tia sát khí anh đi tới trước mặt của tôn nghị lạnh lùng nói xin lỗi tôn nghị liếc nhìn anh bất giác nói đồ ngu anh thật sự tưởng tôi để anh bước vào thì anh tư cách nói cùng với chúng tôi sao còn muốn kêu tôi xin lỗi não anh bị uống nước à lâm thanh diện không định phí lời với ông ta trực tiếp giơ tay một cái tát vỗ vào mặt của anh ta xin lỗi tôn nghị lập tức ngây ngốc anh ta đâu nghĩ một tên phế vật vậy mà dám động thủ với bọn họ điều này khiến trong lòng tức giận như lửa thiêu đốt. Mẹ nó, anh dám đánh tôi, hôm nay anh nếu khôn quỳ xuống dập đầu với tôi thì đừng nghĩ ra khỏi câu lạc bộ này. Tôn Nghị trực tiếp đá một cước về phía Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thấy thế, nhảy ra tung một cước, khoảnh khắc Tôn Nghị đá tới, trực tiếp đá vào đầu gối của anh ta. Một tiếng rắc rắc, Tôn Nghị trực biết ngã ra sàn, ôm bắp chân của mình là kêu thảm thiết. Chân của tôi, chân của tôi mọi người đều bị một màn như này dọa sợ ai cũng không ngờ phế vật nổi tiếng này vậy mà một cước đá tôn nghị ngã ra đất triệu đằng ở một bên lập tức siết chặt nắm đấm của mình mắng con mẹ nói vậy mà dám động thủ ở đây anh thật sự coi bản thân là vô địch rồi sao tôi sẽ khiến anh nếm thử cái gì là hối hận mọi người thấy triệu đằng muốn lên lập tức bắt đầu hô triệu đằng thịt chết anh ta anh vậy mà dám đánh tôn nghị thật là muốn lật trời mà con mẹ nó một phế vật cũng dám hoành hoang ở trước mặt chúng tôi, thật là không biết tốt xấu, để anh nếm thử nấm đấm của tôi. Anh gần đây không phải học bóc sinh sao, lấy bản lĩnh ra đi, khiến phế vật này quỳ xuống xin tha. Triệu đằng lắc lắc cổ của mình, dáng vẻ cực kỳ háo hức. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn anh ta, mở miệng nói, tôi nói lại lần cuối cùng, xin lỗi tôi, nếu không, nửa đời sau của mấy cậu sẽ nằm trên giường bệnh mà sống tiếp. Con mẹ mày bớt ở đó giả vờ đi, một phế vật như anh, còn mặt mũi nói lời này hay sao? Triệu đằng hư lạnh một tiếng, nhanh chóng vung nắm đấm về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dễ dàng tránh được, bước lên một tiếng, lên gối, huyết thẳng vào bụng của Triệu đằng. Triệu đằng ngã ra sau, Lâm Thanh Diện nhấc chân, hung hăng đạp vào bắp chân của anh ta. Giác! Triệu đằng kêu thảm thiết như heo chọc tiết, kinh sợ đến tất cả mọi người. Bên đường, Vương Mậu từ trong xe bước xuống, bảo Tống Uy qua đi, anh ta ngồi ở ghế phụ. Quả nhiên vẫn là siêu xe tuyệt vời, để em lái thử, em sắp không đợi kịp rồi, Tống Uy cười nói. Vương Mậu châm điếu thuốc, sau đó rút điện thoại ra, bình thản liếc nhìn, sau khi nhìn tin nhắn trong nhóm chat, anh ta lập tức xứng người. Tống Uy, anh rể cậu, tên là Lâm Thanh Diện. Giọng của Vương Mậu có chút run rẩy nói. Không sai, chính là phế vật mà ai ai ở Hồng Thành các anh đều biết, em để Triệu Đằng và Tôn Nghị chơi đùa anh ta trước, lát nữa đợi hai chúng ta về đến, tiếp tục hành anh ta một phen tống uy cúi người ngồi vào trong xe. Đuối thuốc vương mậu vừa châm bỗng rơi xuống đất, anh ta túm lấy áo của tống uy, lập tức lôi cậu ta từ trong xe ra. Khốn kiếp, cậu là đồ ngu à, vậy mà để bọn họ sỉ nhục anh Lâm, mau chóng theo tôi về. chương 150, thi đấu game. Tống uy mắt mày ngơ ngác nhìn vương mậu. Không biết anh ta tại sao đột nhiên trở nên kích động như vậy. Anh Vương Mậu, anh rể đó của em chỉ là phế vật, loại người này, mọi người đều thích chê cười, để Triệu Đăng và Tôn Nghị chơi đùa với anh ta không có gì đâu, anh làm gì mà kích động như vậy, Tống Uy mở miệng hỏi. Vương Mậu trực tiếp đập một cái vào đầu của Tống Uy, gắn lên, tôi thấy cậu mới là phế vật, thân phận của anh rể của cậu, không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mau chóng lên xe cho tôi, con mẹ nó cậu gây hỏa lớn cho tôi như thể còn muốn hóng gió, hóng cái đầu nhà cậu. Tống Uy cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể thành thật ngồi vào ghế lái phụ. Tên Lâm Thanh Diện chết tiệt này, thế nào khiến anh Vương Mậu coi trọng như vậy, thật sự nghĩ không thông, Tống Uy lẩm bẩm một câu. Vương Mậu mặt mày hoảng hốt lái xe đưa Tống Uy về câu lạc bộ Giang Hải, mắng Tống Uy suốt chặng đường. Tống Uy hỏi Vương Mậu tại sao coi trọng Lâm Thanh Diện như vậy, Vương Mậu nghĩ Tống Uy không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, chắc chắn là Lâm Thanh Diện không muốn nói anh ta nếu như nói ra lâm thanh diện không phải sẽ trách anh ta sao cho nên anh ta chỉ nói với tống uy không nên hỏi thì đừng hỏi bảo tống uy thành thật một chút không lâu sau hai người đến cửa câu lạc bộ giang hải bảo vệ thấy thì lập tức bước đến nghênh đón có điều lúc này vương mậu không có tâm tư để ý bảo vệ vội vàng dẫn tống uy vào trong câu lạc bộ còn chưa đến đại sảnh vương mậu đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm sắc mặt bỗng thay đổi ý thức bên trong sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi. Đợi sau khi anh ta thấy cảnh tượng bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người đứng tụm lại, mặt mày đều hoảng sợ nhìn chằm chằm lâm thanh diện ở đối diện. Hai người triệu đằng và tôn nghị đều nằm sóng xoài ra đất, mặt mày đau khổ. Chân của hai người bọn họ đã bị gãy rồi, vừa rồi lâm thanh diện không do dự mà đánh gãy chân của hai bọn họ, khiến tất cả mọi người đều bị dọa. Hai người triệu đằng và tôn nghị lúc này mới biết lâm thanh diện không dễ chọc, đáng tiếc đợi khi bọn họ hối hận thì đã muộn rồi. Hai người các cậu, còn không xin lỗi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Triệu đằng cắn răng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miếng mắng, mẹ nó, bảo tôi xin lỗi tên phế vật như anh, không có cửa đầu. Lát nữa anh Vương trở về, thì đến lượt anh, anh ấy không có đơn giản như anh nghĩ đâu, anh ấy nhất định sẽ thay chúng tôi dạy dỗ anh. Tôn Nghị mặt mày cũng đầy oán hận nói. Vừa đúng lúc đó Vương Mậu đi vào đại sảnh, mọi người sau khi nhìn thấy Vương Mậu thì hai mắt đều sáng lên. Anh Vương, anh về rồi, tên phế vật này muốn tạo phản rồi, anh mau cho anh ta biết tay đi. Phải đấy, anh ta vậy mà đánh gãy chân của Triệu Đăng và Tôn Nghị, thật sự quá ngang ngược rồi, anh ta làm như vậy hoàn toàn không đặt anh Vương vào mắt. Tông Uy, mau xử lý tên anh rể phế vật này của cậu đi, cậu dẫn anh ta đến, là đến gây phiền phức cho chúng tôi sao? Hai người Triệu Đăng và Tôn Nghị cũng nhìn thấy hy vọng, Mặt mày tràn đầy sự mong đợi nhìn Vương Mậu. Anh Vương, anh cuối cùng cũng về rồi, tên phế vật này điên rồi, đánh gãy chân của chúng em, anh nhất định phải thay chúng em làm chủ. Phải đấy anh Vương, sắp đau chết em rồi, anh mau xử lý tên ngu đần này đi, sau đó đưa chúng em đến bệnh viện. Sắc mặt của Vương Mậu âm trầm, không có để ý lời của mấy người này mà đi thẳng đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, cúi người với anh. Anh Lâm, tôi đến muộn rồi bọn họ không có làm anh bị thương chứ, đây thật sự là lỗi của tôi, nếu như biết anh Lâm hôm nay đến, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiêu đãi, ai dám làm chế nải anh, Vương Mậu nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt khó tin nhìn Vương Mậu, không ngờ Vương Mậu đối với Lâm Thanh Diện lại cung kính như thế. Rất nhanh mọi người đều phản ứng lại, Lâm Thanh Diện không có đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Vương Mậu ở trong mấy công tử của Hồng Thành, tuyệt đối tính vào hàng top đầu, ngoài trừ cậu chủ của nhà họ cổ có thể đè lên đầu anh ta, Hồng Thành có thể khiến anh ta sợ hãi như thế, không có mấy ai. Bây giờ ngay cả Vương Mậu cũng cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bối cảnh của Lâm Thanh Diện rốt cuộc lợi hại như thế nào. Mọi người đều hít một khí lạnh, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Lâm Thanh Diện là phế vật, trêu đùa anh vài câu, không có quan hệ gì. Bây giờ thái độ của Vương Mậu khiến bọn họ ý thức được, bọn họ đã phải sắt rồi. Triệu Đằng và Tôn Nghị cũng trợn mắt nhìn Vương Mậu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương Mậu cúi đầu xin lỗi người khác. Anh Vương, anh làm cái gì vậy, làm gì phải xin lỗi tên phế vật này, anh không nghe nói danh tiếng của anh ta sao? Anh là Lâm Thanh Diện, là tên vô dụng nổi tiếng, Triệu Đằng mở miệng nói một câu. Vương Mậu lườm anh ta, trực tiếp đá một cước vào người của anh ta, mắng cậu tìm chết hà. Mấy người nếu như không muốn chết thì mau chóng xin lỗi anh Lâm, nếu không cho dù là tôi cũng không cứu được các cậu. Sắc mặt của Triệu Đăng và Tôn Nghị đều thay đổi, lúc này mới ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôn Nghị vội vàng mở miệng nói với Lâm Thanh Diệt, đại ca, chúng tôi biết sai rồi, tôi cũng không dám nói lung tung nữa, xin lỗi, anh tha thứ cho tôi đi. Triệu Đăng thấy thế, cũng vội vàng xin lỗi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi, tôi sau này tuyệt đối không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Vương Mậu quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, lần nữa cứu người câu tình. Anh Lâm, hai bọn họ biết sai rồi, hơn nữa chân của bọn họ cũng gãy rồi, coi như là sự trừng phạt của bọn họ, mong anh Lâm tha cho bọn họ. Lâm Thanh Diện khoát tay, mở miệng nói: xin lỗi là được, đưa bọn họ đến bệnh viện đi. Vương Mậu lập tức gật đầu, vội vàng gọi người đưa hai người triệu đằng và tôn nghị đến bệnh viện. Tông Uy có hơi lo lắng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ngay cả Vương Mậu cũng không dám chọc anh cậu ta trước đó có thái độ kém với Lâm Thanh Diện, cũng không biết Lâm Thanh Diện có xử lý anh ta hay không. Vương Mậu võ đầu của Tống Uy, nói còn ngây ra đấy làm cái gì, còn không mau xin lỗi anh Lâm. Tống Uy đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu, mở miệng nói anh. Anh rể, xin lỗi. Lâm Thanh Diện lườm Tống Uy, suýt chút nữa dọa Tống Uy bị phát bệnh tim. Có điều Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, mở miệng nói tiểu tử cậu còn biết xin lỗi tôi sao, xem ra cậu cũng không phải quá thiếu đòn. Tống Uy trên trán toát đầu mồ hôi lạnh, xem ra bản thân vừa rồi nếu như không xin lỗi, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ xử cậu ta. Anh có thể đánh gãy chân của Triệu Đằng và Tôn Nghị, chắc chắn cũng có thể đánh gãy chân của cậu ta, cậu ta không muốn tuổi còn trẻ mà làm kẻ tàn phế. He he, anh rể, tôi sau này sẽ không gây phiên phức cho anh nữa, anh nể mặt của chị họ tôi, tha cho tôi đi, về sau tôi nhất định sẽ thay anh nói tốt với chị, Tống ủy cũng cười nói. Lâm Thanh Diện lường cậu ta, mở miệng nói, được rồi, mọi người chơi đi, tôi ở trong góc ngồi một lát là được rồi. Vương Mậu lập tức bước tới, nói anh Lâm, hay là anh cùng chúng tôi chơi? Tôi không được, mấy người trẻ các cậu chơi đi, tôi ngồi nghỉ ngơi một lát là được. Lâm Thanh Diện trực tiếp đi vào trong góc, ngồi xuống. Vương Mậu bất lực, chỉ đành dẫn Tông Uy cùng mọi người chơi. Có điều bởi vì chuyện vừa rồi, bầu không khí trong câu lạc bộ có chút ngưng đọng, cộng thêm Lâm Thanh Diện ngồi ở trong góc, mọi người ngay cả nói lớn đều không dám, cho nên chơi cũng có chút đè nén. Lâm Thanh Diện nhìn mấy người đó cũng cảm thấy có hơi buồn cười, vốn dĩ bọn họ là công tử tiểu thư của Hồng Thành, ai cũng không pháp vô thiên thành quen rồi. Không ngờ ở trước mặt anh, ai ai cũng thành thật như chú chim nhỏ. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy anh ở chỗ này, mấy người này chơi không thoải mái bèn muốn tìm nơi thanh tịnh đợi. Có điều vào lúc đó, bên ngoài câu lạc bộ đột nhiên xông vào một nhóm người, nhìn trông cũng là các công tử tiểu thư của nhà quyên quý. Cầm đầu là một người thanh niên tuổi tác tương đương với Vương Mậu, đầu to, trên tai còn đeo khuyên. Vương Mậu, mấy người ở đây chơi cũng thật vui nhỉ, party cũng không gọi chúng tôi, mấy người là sợ chúng tôi không nể mặt sao. Tên thanh niên cầm đầu mở miệng nói. Sắc mặt của Vương Mậu âm châm chừng mắt người đó, mở miệng nói mã địch tôi cùng bạn bè tụ tập có liên quan gì đến mấy người mau ra ngoài chỗ này không hoan nghênh mấy người thật ngại quá chúng tôi đến thì không có đạo lý sẽ đi cậu nếu như muốn bảo chúng tôi đi cũng được trừ phi gọi đội chiến của mấy người ra đây đánh vài trận với chúng tôi chỉ cần mấy cậu thắng chúng tôi sẽ đi mã địch mở miệng lâm thanh diện nhìn hai người đối chất nghe bọn họ nói chuyện tưởng bọn họ sắp đánh nhau rồi anh vương chiến đội của bọn họ có hai cao thủ lần trước chúng ta thua bọn họ hơn nữa hai người triệu đằng và tôn nghị vào viện rồi hai chủ lực không còn chúng ta không thể đánh với bọn họ được một người nói vào bên tai vương mậu sao hả các cậu không phải sợ rồi chứ cũng không biết là ai lần trước nói nhất định phải thẳng lại xem bộ dạng này chắc là nói khoác rồi mã địch chế diễu nói vương mậu cắn răng mắng khốn kiếp tôi lại sợ cậu sao đánh thì đánh các anh em chuẩn bị đi Bỗng có người khuyên Vương Mậu, Anh Vương, chủ lực của chiến đội chúng ta chỉ còn lại ba người, những người khác trình độ không theo kịp. Không sao, giờ không phải có Tống Uy hay sao, rank của cậu ấy cao, có thể dẫn dắt chúng ta thắng, Vương Mậu mở miệng. Sau đó hai nhóm người tìm đến 10 cái ghế, 5 VS 5, lần lượt ngồi xuống. Lâm Thanh Diện mỉm cười đầy ý vị, anh vừa rồi còn tưởng mấy người này muốn đánh nhau, nháo cả nửa ngày, hóa ra muốn đánh game nếu như không đoán sai, chắc chính là trò chơi tối qua Tống Uy chơi. Lâm Thanh Diện trong lòng cảm khái, cảm giác mình thật sự già rồi, khi anh còn đi học, hai bên đối chất, cuối cùng chắc chắn sẽ lấy đánh nhau ra giải quyết. Người trẻ tuổi bây giờ vậy mà đều dùng trò chơi ra giải quyết, thật sự khiến anh cảm thấy theo không kịp trào lưu. Người của hai bên đã vào vị trí, mã địch cười lạnh nhìn năm người bên Vương Mậu, anh ta chú ý đến hai chủ lực trong chiến lực bên phía Vương Mậu đều không còn, bèn cười nói, Vương Mậu, hai chủ lực bên cậu đều không còn, cậu còn đám đánh với chúng tôi, cậu không phải tự tìm chết sao. Vương Mậu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bớt phí lời, chúng tôi sẽ đánh các cậu vãi tè. Nói xong, anh ta tự tin liếc nhìn Tống Uy, biểu hiện tối qua của Tống Uy khiến anh ta cảm thấy Tống Uy có thực lực dẫn bọn họ lật ngược thế cờ. Tống Uy có chút lo lắng, cậu từng nghe Vương Mậu nói qua về mấy người mã địch, biết trình độ của bọn họ đều ở vương giả 20 sao, cách biệt không lớn với 30 sao của cậu ta. Bây giờ bên bọn họ bù vào một người vừa lên trình vương giả, cậu ta muốn dẫn bọn vương mậu thắng, thật sự có chút khó khăn. Mã địch cười khinh thường, mở miệng nói, nếu cậu có tự tin như vậy, không bằng cược chút gì đo. Ba tôi gần đây đã chuyển nhượng một công ty rất đáng tiền dưới tên ông ấy, nhà máy sản xuất vật liệu lớn của Hồng Thành cho tôi, để tôi kinh doanh, tôi bây giờ không thiếu tiền. Cược thì cược, cậu nói đi, cược bao nhiêu? Vương Mậu mở miệng, như thế này đi, một người ba tỷ, năm ván tháng ba, ai thua người đó được tiền, như thế nào? Mã địch mở miệng, Vương Mậu cắn răng, mở miệng nói, được, không phải chỉ là 15 tỷ thôi sao, chúng tôi lấy ra được. Tông Uy có chút lo lắng nói, anh Vương Mậu, tôi không có nhiều tiền như vậy. Vương Mậu lướt nhìn bọn họ, mở miệng nói, yên tâm, phần của cậu tính vào tôi. Chiến đội của Vương Mậu thật ra có bốn người sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc dù bọn họ đều là con nhà giàu, nhưng ba tỷ cũng không thể tùy tiện đặt cược. Mã Địch thấy Vương Mậu đáp ứng, bỗng cao hứng, mở miệng nói, xem ra hôm nay có thể lấy trắng được 15 tỷ rồi, số tiền này còn nhiều hơn số tiền nhà máy kiếm được. Khốn kiếp bớt ở đó nằm mơ đi, cuối cùng nhà tiền là các cậu đó. Vương Mậu nghiến răng nghiến lợi. Hai đội không tiếp tục phí lời nữa, lập tức tạo phòng, bắt đầu trò chơi. Bởi vì bên Vương Mậu có một người vừa lên vương giả trình độ tương đối kém, phối hợp không kịp, dẫn đến bọn họ vừa bắt đầu rơi vào nguy hiểm. Không đến 10 phút, bọn họ bị 5 người bên phía mã địch đẩy lên điểm cao, thua ở trận đầu tiên. Người bên mã địch đều cười ha hả, điên cuồng chế giễu người bên vương mậu có người vừa mới lên vương giả. Người đó sắc mặt ngại ngùng, chán toát đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng quyết định rút lui do áp lực quá lớn, trực tiếp đứng dậy, để điện thoại lên ghế, mở miệng nói, anh Vương, em quá gà, không tiếp tục chơi được nữa, còn liên lụy đến mọi người, em không chơi nữa, anh tìm người khác đi. Vương Mậu nhíu mày, mảnh đầu nhìn về những người ở đằng sau, hỏi một lượt, vậy mà không có một ai lên thay. Mã địch chế nhạo nhìn người bên phía Vương Mậu, mở miệng nói các cậu rốt cuộc còn không thể tìm đủ 5 người, người không đủ, các cậu trực tiếp đưa tiền là được rồi. Audio Điện tử Võ Tấn Bền Hết chương 150